Đại Hào Môn. Chương 1116, trở về. Hoắc Sơn Quốc, Kim Châu Thành. Bách Hùng Bang tổng đàn sôi trào lên, răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Đối với Bách Hùng Bang đến nói, hôm nay là cái ngày đại hỷ. Tân Y Thánh Tiêu Phàm rời đi mấy năm về sau, rốt cục trở về. Mà lại Tiêu Y Thánh không phải một người trở về, mang về nguyên một chi, nương tử quân, mấy trăm tên Thiên Diệu cung nữ đệ tử. Trong đó thậm chí bao gồm hai tên nguyên anh cấp nữ tu. Trừ Ngô Hà bên ngoài, còn có một tên Thiên Diệu cung nữ tu, cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Về phần mọi người nhao nhao đoán Thiên Diệu cung đương đại cung chủ Thiên Diệu tiên tử, nhưng lại chưa hiện thân. Một ngày này, trăm hùng đầm lầy phi thường náo nhiệt, Bách Hùng Bang bang chủ Hồng Thiên tự mình xuất lĩnh trong bang trưởng lão, trọng yếu chấp sự nhân viên, tại Bách Hùng Bang tổng đàn cổng nghênh đón. Giờ tị một khắc, hơn 10 đầu tàu cao tốc xuất hiện tại tổng đàn Sơn Môn bên ngoài, đi đầu một đầu tàu cao tốc, dài đến hơn 10 trượng, toàn thân phù văn lấp lánh, lộ ra cực kỳ thần bí cổ phác, chính là Tiêu Phàm tại Đô Lương Thành đập đến Phong Vũ tàu cao tốc. Khó khăn lắm đến Bách Hùng Bang Sơn Môn trước đó, hơn 10 đầu tàu cao tốc đều ngừng lại. Chốc lát, mấy trăm tên Thiên Diệu cung nữ đệ tử nhao nhao từ tàu cao tốc bên trên xuống tới, người cầm đầu, ống tay áo lắc một cái, thu hồi tàu cao tốc. Đi đầu một người, trường thân ngọc lập, phong thần tuấn lãng, chính là Bách Hùng Bang trưởng lão, Bách Hùng Đường thủ tịch Đại Lang bên trong, Kim Châu Thành Y Thánh Tiêu Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Hà cùng một tên khác Thiên Diệu cung nguyên anh nữ tu, theo sát tại Tiêu Phàm về sau, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tiêu Phàm, tham kiến bang chủ. Tiêu Phàm xa xa dừng chân lại, cung cung kính kính vái chào tới đất, cao giọng nói, ngữ khí rất là chân thành. Những năm này, hắn mặc dù ở xa tha hương, lại cũng đã được nghe nói Hoắc Sơn Quốc cùng Kim Châu Thành đồng đạo vì bảo hộ người nhà của hắn đệ tử, không tiếc cùng Hạo Thiên Tông vạch mặt sự tình, đối Hồng Thiên bọn người, quả thực từ ở sâu trong nội tâm cảm kích. Cứ việc cùng Hồng Thiên kết giao thời gian không dài, người này lại quả thực giảng nghĩa khí, là hảo hán tử, hảo bằng hữu, hảo huynh đệ. Tiêu Hiền đệ, ha ha, nhà mình huynh đệ, khách khí như vậy làm cái gì? Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Chấm ngoặc kép, Hồng Thiên cười ha ha, bước nhanh tiến lên, hai tay đem Tiêu Phàm đỡ lên, không ngừng vuốt Tiêu Phàm bả vai, trên dưới dò xét hắn, thần sắc có chút kích động. Hiền đệ đã tiến giai rồi. Lập tức, Hồng Thiên sau nghi một dương, cảm thấy kinh ngạc. Mới từ tàu cao tốc bên trên xuống tới thời điểm, Tiêu Phàm tận lực áp chế khí tức của mình, miễn cho che lại Hồng Thiên danh tiếng, vậy liền quá không nên. Chẳng qua hiện nay mặt đối mặt, Hồng Thiên đương nhiên có thể phát giác được. Tiêu Phàm khiêm tốn cười một tiếng, thấp giọng nói, tiểu đệ may mắn mà thôi. Hồng Thiên vừa mừng vừa sợ, luôn miệng nói, quá tốt quá tốt. Chấm ngoặc kép, hắn rất sớm đã cố ý muốn đem chức bang chủ tặng cho Tiêu Phàm, bây giờ Tiêu Phàm tiến giai đến trung kỳ. Cùng hắn sánh vai cùng, Hồng Thiên mảy may cũng không đố kỵ. Ngược lại cực kỳ cao hứng. Cứ như vậy, hắn liền thật sự có thể hoàn toàn bàn giao việc quan chức bang chủ, an tâm tu luyện. Có lẽ trong cõi U Minh còn có một tuyến cơ duyên, có cơ hội sau khi đột phá kỳ bình cảnh. Mà lại cứ như vậy, Bách Hùng Bang tại Kim Châu Thành 7 lớn trong tông môn xếp hạng, sẽ thẳng tắp lên cao, thậm chí có khả năng siêu việt Hạnh Lâm Bang, trở thành Kim Châu Thành đệ nhất đại tông. Theo Thiên Diệu cùng chúng nữ đệ tử gia nhập liên minh, Bách Hùng Bang có được hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hết thảy 7 tên nguyên anh cao thủ, cấp cao chiến lực đã vượt qua Hạnh Lâm Bang. Đương nhiên, cũng không phải nói lập tức liền có thể tại xếp hạng bên trên áp đảo Hạnh Lâm Bang, qua nhiều năm như vậy, Phương Phi Dương làm Kim Châu Thành công nhận minh chủ, một mực chấp trong thành tu chân giới người cầm đầu, tại Kim Châu Thành uy vọng cực cao. Hạnh Lâm Bang xử sự công đạo, cũng có rất tốt thanh danh. Những này đều không phải chỉ dựa vào lấy nguyên anh tu sĩ nhiều một hai cái liền có thể siêu việt. Hồng Thiên thậm chí Tiêu Phàm bản nhân, cùng Phương Phi Dương Bính lão tiên sinh giao tình đều không sai, cũng không có muốn thay vào đó ý nghĩ. Chỉ cần duy trì trước mắt xếp hạng không thay đổi, Bách Hùng Bang hàng năm lợi nhuận liền đã rất kinh người, không cần thiết lên khác tranh chấp, ngược lại phá hư 7 đại tông môn nhất trí đối ngoại đại cục diện. Lập tức Tiêu Phàm đem Ngô Hà cùng một vị khác nguyên anh nữ tu dẫn giới cho Hồng Thiên bọn người. Song phương vái chào, gặp nhau tận lễ. Ngô Hà bọn người sớm đã đạt được Thiên Diệu tiên tử phân phó, khách khí, không có chút nào thận trọng kiêu căng chi sắc. Cơ Khinh Xa cùng Đàm phu nhân đứng sóng vai, nàng mặc dù chỉ có trong kim đan kỳ tu vi, lại là Tiêu trưởng lão phu nhân, tại Bách Hùng Bang địa vị rất cao. Đàm phu nhân đã khẳng định muốn đưa nàng làm vị y bát của mình truyền nhân, một ngày kia, sẽ đem ngũ độc đường giao cho nàng chấp trưởng.
lụa mỏng, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm cầm thật chặt Cơ Khinh Sa tay nhỏ, nhẹ giọng kêu lên. Cơ Khinh Sa nở nụ cười xinh đẹp, nước mắt lại không nhịn được chảy xuôi xuống tới. Mấy năm này, nàng là thật vì Tiêu Phàm gánh đủ tâm. Chỉ bất quá khi cái này rất nhiều người trước mặt, lấy Cơ Khinh Sa tính tình, tự nhiên sẽ không thái quá hơn cách, nhưng cũng chân tình bộc lộ. Tiêu Phàm lại không quan tâm, giang hai cánh tay, trước mặt mọi người ôm chặt lấy nàng. Tất cả mọi người mỉm cười nhìn hướng bên này. Bang chủ, Thiên Diệu Cung bọn tỉ muội muốn đem đến chúng ta Kim Châu thành kiếp sau sống, không biết chúng ta Bách Hùng Bang, có thể hay không vì những tỉ muội này cung cấp một chút thuận tiện. Chốc lát, Tiêu Phàm mới buông ra Cơ Khinh Sa, mỉm cười đối Hồng Thiên nói. Mặc dù tại trở về trước đó, hắn đã trước sai người mang mật tín về nhà, ở trong thư hướng Hồng Thiên nói rõ tình huống, này sẽ trước mặt mọi người hỏi một câu như vậy, nhưng cũng là lễ tiết cần thiết. Hồng Thiên cười ha ha một tiếng, nói, hoan nghênh cực kỳ. Chỉ cần Thiên Diệu Cung đạo hữu nhóm không chê ta Bách Hùng Bang quê mùa, Bách Hùng Bang bản thân mà xuống, đều sẽ đem các vị đạo hữu xem cùng nhà mình tỉ muội, tuyệt không có chút nào khác biệt. Điểm này, mời chư vị đồng đạo yên tâm. Hồng Bang chủ đại nhân đại nghĩa, thiếp thân cùng cũng sớm đã từng nghe nói. Ngô Hà lại hạ thấp người khách khí một câu, lập tức Hồng Thiên tự mình mời, một nhóm mấy trăm người tiến vào tổng đàn, hướng Bách Hùng Điện mà đi. Hồng Thiên, Tiêu Phàm, Đinh Sán, Đàm Phu Nhân, Mã Trưởng Lão, Ngô Hà cùng bảy tên Nguyên Anh tu sĩ, tăng thêm Cơ Khinh Sa vị trưởng lão này phu nhân, tại Bách Hùng Điện chính điện ngồi xuống, Thiên Diệu Cung nữ đệ tử, từ có người chuyên tiếp đãi, tại thiền điện nghỉ ngơi dâng trà. Tiêu Hiền Đệ lần này có thể thuận lợi về nhà, thực tế là chúng ta Bách Hùng Bang lớn nhất việc vui. Hồng Thiên cười ha hả nói, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Đinh Sán mỉm cười nói, Tiêu Hiền Đệ trở về, Bách Hùng đường bộ này gánh, ta xem như có thể bàn giao việc quan. Coi là thật không thể tốt hơn. Chấm ngoặc kép, bởi vì Tiêu Phàm rời đi, nguyên bản bên ngoài dạo chơi, tìm kiếm đột phá cơ duyên Đinh Sán, không thể không lần nữa trở lại trong bang, xuất trưởng Bách Hùng đường. Thời gian mấy năm quá khứ, tuổi thọ của hắn càng thêm tiêu hao không ít. Bây giờ Tiêu Phàm trở về, còn mang về hai tên Nguyên Anh tu sĩ cùng mấy trăm tên Thiên Diệu Cung nữ đệ tử, Bách Hùng Bang thực lực tăng nhiều, hắn là chân chính có thể công thành lui thân. Tiêu Phàm cũng không khách khí, càng không chối từ, khom người một chút, nói, mấy năm này, thật vất vả Đinh sư huynh, tiểu đệ cảm kích. Ha ha, nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí. Đinh Sán khoát tay áo, nói, mấy người uống trà. Tiêu Phàm nói, bang chủ, các vị trưởng lão, không dối gạt mọi người nói, Thiên Diệu Cung chúng tỉ muội lần này đến Kim Châu Thành sinh hoạt, cũng là ngộ biến tùng quyền. Mà lại Thiên Diệu Cung 10.000 năm truyền thừa, càng không thể bởi vậy gián đoạn. Cho nên, Thiên Diệu Cung tỉ muội chỉ có thể lấy khách khanh thân phận, gia nhập liên minh chúng ta Bách Hùng Bang, không biết bang chủ cùng mấy vị trưởng lão, ý như thế nào. Việc này, Tiêu Phàm cũng ở trong thư tiết lộ qua ý tứ đại khái, Hồng Thiên đám người đã thương nghị qua. Sớm đã lấy được chung nhận thức. Hồng Thiên lúc này nói, không có vấn đề, chính là làm như vậy. Chúng ta đã tại tổng đàn Tây Nam vạch ra một mảnh sơn lâm, cung cấp Thiên Diệu Cung chư vị tỉ muội an gia, kia phiến sơn lâm hẹn có phạm vi mấy ngàn dặm, mặc dù thoảng qua hẹp tiểu chút, cũng miễn cưỡng đủ. Đương nhiên, nếu như thực tế không đủ, xung quanh mấy ngàn dặm sơn lâm, cũng có thể mua lại, dù coi như muốn bao nhiêu hoa chút linh thạch, cũng không làm đại sự. Ngô Hà bận bịu tức nói, đều nhờ Hồng Bang chủ cùng chư vị trưởng lão ý đẹp, thiếp thân cùng vô cùng cảm kích. Mua thổ địa chỗ tốn linh thạch, tự nhiên không thể lại để cho trong bang tốn kém, linh thạch thiếp thân cùng cũng còn mang theo một chút. Hồng Thiên cười ha ha một tiếng, liên tục khoát tay, nói, Ngô đạo hữu nói chuyện này đến, Thiên Diệu Cung tỉ muội đường xa tới nhờ vả chúng ta Bách Hùng Bang, đó chính là thiên đại mặt mũi, từ nay về sau, người ta chính là người một nhà. Tại ta Bách Hùng Bang an gia, nơi nào có để các ngươi tốn kém đạo lý. Lời này đừng lại đề lên, Ngô Hà có thể bị Hạo Thiên Tông người chỉ định vì Thiên Diệu Cung kế nhiệm cung chủ, đối trên giang hồ các loại nhân tình thế sự, từ cũng cực kỳ tinh thông, lập tức khách khí vài câu, cũng không lại kiên trì. Đã được Bách Hùng Bang che chở, tương lai cố gắng vì Bách Hùng Bang làm việc cũng chính là. Hôm ấy, Bách Hùng Bang mở rộng yến hội, khoản đãi đường xa mà đến Thiên Diệu Cung mấy trăm nữ đệ tử, đồng thời cũng là vì Tiêu Phàm bày tiệc mời khách. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Buổi tiệc qua đi, tự có đệ tử chấp sự dẫn dắt Thiên Diệu Cung chúng nữ tiến về tổng đàn Tây Nam Sơn Lâm an đưa. Chỗ này an trí chỗ, gần sát Tiêu Phàm phủ đệ, núi rừng bên trong lâm thời kiến tạo không ít phòng xá ban công, đủ để an trí mọi người, chỉ là thời gian vội vàng, không khỏi hơi có vẻ thô ráp.
Ngô Hà bọn người từ cũng không lại so đo. Trước an trí xuống tới, những chuyện nhỏ nhặt này tự mình động thủ liền có thể giải quyết. Hồng Thiên phủ đệ, trong mật thất, Nguyệt Quang Thạch phát ra ánh sáng dịu dịu, Hồng Thiên cùng Tiêu Phàm ngồi đối diện nhau, trước mặt riêng phần mình trưng bày một chén trà thơm, trừ hai người bọn họ, không có người thứ ba ở đây. Hồng Thiên sắc mặt cũng biến thành 10 điểm ngưng trọng, Thiên đệ, Hạo Thiên Tông chuyện bên kia, như thế nào chấm dứt? Tiêu Phàm giết Hạo Thiên Tông nội đường trưởng lão, nghe nói cùng đương đại Hạo Thiên Tông chủ còn có phần có liên quan. Đây chính là đại sự, chân chính đại sự, lúc ấy Kim Châu thành đồng đạo nhất trí đứng vững Hạo Thiên Tông áp lực, bây giờ Tiêu Phàm trở về, việc này tổng cũng phải có kết quả mới được. Bang chủ không cần lo lắng, việc này tiểu đệ tự sẽ chấm dứt. Tiêu Phàm chậm rãi nói, thần sắc 10 điểm chắc chắn. Về phần cùng Âu Dương Minh Nguyệt 10 năm ước hẹn, lại là không cần đối ngoại nhắc lên. Cũng không phải không tin được Hồng Thiên, mấu chốt việc này không cần thiết truyền đi dư luận xôn xao, xôi trào dương dương. Thấy Tiêu Phàm nói đến chắc chắn, Hồng Thiên cũng thoảng qua an tâm. Tiêu Phàm tuy còn trẻ tuổi, làm việc lại 10 điểm ổn trọng, hắn đã nói có chấm dứt chi pháp, nghĩ đến không phải hoang ngôn khi dễ. Kia Thiên Diệu tiên tử đâu? Hồng Thiên nâng chung trà lên uống một ngụm, lại thấp giọng hỏi. Việc này tiểu đệ cũng có sắp xếp, bất quá mời bang chủ yên tâm, Thiên Diệu tiên tử tuyệt sẽ không quấy nhiễu chúng ta Kim Châu thành sự vụ ngày thường, cũng sẽ không vì chúng ta Bách Hùng bang mang đến phiền toái gì. Như thế tốt lắm, Ngô huynh cũng liền an tâm. Chương 1117, khôi phục. Vào đêm, tổng đàn Tây Nam, Tiêu trưởng lão phủ đệ, phòng ngủ, nến đỏ, chăn gấm, hai cỗ trơn bóng thân thể quấn giao cùng một chỗ, tựa hồ lẫn nhau đều muốn tan tiến vào thân thể đối phương bên trong đi, cũng không tiếp tục nguyện tách rời. Bóng đêm dần sâu, trong phòng ngủ vang lên trầm thấp nức nở thanh âm, lại là Tiêu Phàm ngay tại cho Cơ Khinh Xa tự nói đến đây một chuyến, đi xa nhà, mạo hiểm khúc chiết, dù là Cơ Khinh Xa nhất quán khí quyển, cũng nghe được kinh tâm động phách, duyên dáng gọi to liên tục, không ngừng truy hỏi, sau đó ra sao. Chấm ngoặc kép, vợ chồng trẻ cái này một ân ái triền miên, chính là ba mấy ngày. Một ngày này, hai người tới mật thất dưới đất, Tiêu Phàm ống tay áo lắp một cái, vài bình đan dược bắn ra, ở giữa không trung lúc chìm lúc phù, đối Cơ Khinh Xa nói, lụa mỏng, đây là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế đan dược. Chấm ngoặc kép, những đan dược này, chủ yếu vẫn là tiểu vu linh đan, đan phương. Nhưng làm cần thiết sửa chữa, Tiêu Phàm chủ yếu là nhằm vào Cơ Khinh Xa mộc linh căn thuộc tính đi, tại đan phương bên trong tăng lớn mộc thuộc tính linh dược phối so ra mà nói, hiệu quả so tiểu vu linh đan càng tốt hơn, tăng tiến vào công lực hiệu quả cực giai. Ta đoán chừng, tại ngươi tiến giai hậu kỳ trước đó, những đan dược này công hiệu hẳn là không sai biệt lắm, chỉ ít có thể tiết kiệm một nhiều hơn phân nửa khổ tu thời gian. Hắn hiện tại đã tiến giai nguyên anh trung kỳ, Cơ Khinh Xa chỉ là trong kim đan kỳ. Mặc dù tướng đối tu sĩ khác mà nói, dạng này tiến cảnh đã tính được cực nhanh, nhưng Tiêu Phàm tự nhiên hay là rất không hài lòng. Lấy hắn hiện nay cảnh giới cùng y thuật, cùng những năm này tại Đô Lương thành các vùng thu tập được linh thảo linh dược, đương nhiên muốn dùng tại người yêu của mình trên thân. Cơ Khinh Xa cầm thật chặt bàn tay của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, lòng tràn đầy yêu thương. Dù coi như tình cảnh như vậy hiểm ác, Tiêu Phàm cũng thời thời khắc khắc đều ghi nhớ lấy nàng. Chuyên môn vì nàng luyện chế tinh tiến vào công lực đan dược. Ta chỗ này còn có một cái pháp bảo, phẩm tướng không sai. Ngươi xem một chút có hợp hay không dùng. Nói, Tiêu Phàm lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một chuỗi màu vàng đậm tràng hạt. Những này tràng hạt ước chừng lớn bằng ngón cái, đường vân tinh mịn, chạm trổ cực kỳ tinh xảo, tản ra thẩm hương khí tức. Nối liền nhau, ước chừng 17-18 khỏa dáng vẻ. Cơ Khinh Xa vừa tiếp xúc với trong tay, liền là cảm thấy mừng rỡ. Không khỏi vui mừng nói, đây là Mộc Linh Châu. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, nói, là Mộc Linh Châu, nhưng không phải rất thuần chính. Chỉ có thể nói mang theo Mộc Linh Châu một ít đặc tính. Mộc Linh Châu tại tu chân giới đại hữu danh, nghe nói cực phẩm thuần chính Mộc Linh Châu. Có thể giúp tu luyện mộc thuộc tính công pháp tu sĩ tu luyện nhanh hơn tiến độ, thậm chí đạt tới bình thường tốc độ tu luyện gấp đôi trở lên. Nếu như là thuần Mộc Linh thể tu sĩ, đeo cực phẩm Mộc Linh Châu. Quả thực chính là như hổ thêm cánh, tiến độ tu luyện nhanh chóng. Tuyệt đối vượt qua phổ thông tu sĩ ngoài tưởng tượng, Cơ Khinh Xa không phải thuần mộc linh thể, mà là lấy mộc thuộc tính linh căn làm chủ song linh thể, so sánh với dị linh thể hơi có không bằng, nhưng cũng coi như là rất không tệ thể chất. Bây giờ có cái này mộc linh châu tăng thêm, lại thêm Tiêu Phàm vì nàng luyện chế đại lượng cực phẩm đan dược, chỉ sợ chỉ cần ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền có thể nhanh chóng tăng tiến vào pháp lực. Đạt đến tại trong kim đan kỳ trạng thái đỉnh phong,
có thể xung kích hậu kỳ bình cảnh. Ta thử qua, cái này Mộc Linh Châu chẳng những có thể lấy tăng nhanh tốc độ tu luyện. Còn có một cái rất không tệ công kích pháp bảo. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói. Trên thực tế, sau này Mộc Linh Châu vốn là phỏng chế pháp bảo cực phẩm, là Tiêu Phàm từ lực lão quái chữ vật vòng tay bên trong tìm tới. Lực lão quái bản thân cũng không phải là lấy tu luyện mộc thuộc tính công pháp làm chủ, chữ vật vòng tay bên trong lại cất giữ lấy dạng này mộc thuộc tính pháp bảo. Tiêu Phàm suy đoán, khả năng cũng là từ cái khác nguyên anh lão quái nơi đó cướp đoạt mà đến, nếu không phải là từ tự luyện chế pháp bảo, một mực tùy thân mang theo, không có bán ra. Lấy Đằng Long Điện cùng lực lão quái tài đại khí thô, cái này rất bình thường. Cái này giống như, đã vượt qua phổ thông pháp bảo thượng phẩm phạm trù. Chấm ngoặc kép, Cơ Khinh Xa tiện tay thử một chút Mộc Linh Châu uy lực, giật mình nói. Nàng mặc dù chỉ là trong kim đan kỳ tu vi, nhưng thân là tiêu trưởng lão phu nhân, sớm đã có được mấy kiện pháp bảo, trong đó có hai kiện thậm chí là pháp bảo thượng phẩm, đối các loại pháp bảo uy năng, rất có nhận biết. Nhưng cái này Mộc Linh Châu uy lực, rõ ràng xa tại bình thường pháp bảo thượng phẩm phía trên. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, đây là kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm. Phỏng chế pháp bảo cực phẩm, Cơ Khinh Xa giật nảy cả mình, nhìn qua Tiêu Phàm. Bình thường phỏng chế pháp bảo cực phẩm người nắm giữ đều là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ, một chút môn phái nhỏ nguyên anh tu sĩ, thậm chí đều không nhất định có thể có một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm. Lấy nàng hiện tại trong kim đan kỳ tu vi, rất khó thật phát huy ra cái này phỏng chế pháp bảo cực phẩm uy lực, ngược lại sẽ khiến tu sĩ khác ngấp nghé. Đúng vậy a, người bây giờ trước dùng nó đến luyện công tốt, cùng đến cuối cùng cảnh giới, hẳn là liền có thể phát huy món pháp bảo này tuyệt đại bộ phân uy năng. Tiêu Phàm cũng sớm đã chuẩn bị tốt hết thảy. Cơ Khinh Xa có chút tâm thần bất định gật gật đầu, vuốt ve này chuỗi Mộc Linh Châu, vẫn có chút không tin tưởng lắm như. Chỉ là trong kim đan kỳ tu sĩ liền có một kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, thực tế có chút kinh thế hãi tục, cũng may mà Tiêu Phàm dạng này tài đại khí thô. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm xuất hiện tại cách đó không xa một tòa khác trong mật thất. Ống tay áo lắc một cái, một đoàn thân ảnh màu vàng dần dần nổi lên, chính là trong Ngủ Mê Hoàng Đường, đủ cao khoảng một trượng thấp. Bất quá lúc này Hoàng Đường, hô hấp đã 10 điểm bình ổn, lông xù trên mặt, cũng có mấy phân huyết sắc, nhìn qua thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Tiêu Phàm ống tay áo lại phất một cái, mấy chục mai ngân quang lóng lánh liễu diệp phi đao, bỗng nhiên từ Hoàng Đường trên thân từng cái bộ vị bay ra, Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, liền cũng bay nhập hắn bảo trong tay áo không thấy bóng dáng. Tam ca, tỉnh lại. Tiêu Phàm quát như sấm mùa xuân, quát khẽ một tiếng. Trong Ngủ Mê Hoàng Đường hé miệng, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, mở choang mắt, khẽ cong eo, ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn đã trọn vẹn ngủ say mười mấy năm lâu, bỗng nhiên tỉnh lại, nơi nào làm cho thanh tình trạng. Tam ca, Tiêu Phàm lại mỉm cười gọi một tiếng. Tiêu huynh đệ, lần này, Hoàng Đường rốt cục thấy rõ ràng Tiêu Phàm, không khỏi giống to một tiếng, kinh thiên động địa, chấn động đến toàn bộ mật thất ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, Hoàng Đường đứng dậy, sải bước đi đến Tiêu Phàm bên người, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy hắn, to lớn trong đôi mắt, lớn khỏa nước mắt lã chã mà hạ. Huynh đệ, đây là ở đâu bên trong? Hồi lâu, Hoàng Đường mới buông ra Tiêu Phàm, bốn phía dò xét, hỏi. Đây là Đang Nam Châu Đại Lục Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều hướng Hoàng Đường giới thiệu vài câu. Trước đây Hoàng Đường một mực ở lại Lệ Thú Sơn Mạch bên trong, đối ngoại bộ thế giới biết không nhiều. Nhưng Nam Châu Đại Lục dạng này tu chân thánh địa, Hoàng Đường hay là nghe nói qua, liền liên tiếp gật đầu, lại cẩn thận hơi đánh giá Tiêu Phàm, bỗng nhiên rất kinh ngạc nói, Tiêu huynh đệ, ngươi tiến giai rồi. Ngươi bây giờ là Nguyên Anh kỳ, hay là Nguyên Anh trung kỳ, mau khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Tại hắn rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, Tiêu Phàm hay là kim đan hậu kỳ cảnh giới, làm sao vừa tỉnh dậy, Tiêu Phàm liền biến thành Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Huynh đệ, đến cùng qua bao lâu, ta ngủ bao lâu? Hoàng Đường hãi nhiên hỏi, từ kim đan hậu kỳ tiến giai đến Nguyên Anh trung kỳ, coi như Tiêu Phàm lại là thiên tài tu luyện, cũng được 5-60 năm a. Chẳng lẽ mình thế mà ngủ say một cái giáp? Tiêu Phàm cười cười, nói cụ thể bao lâu, ta cũng không tốt nói. Dù sao cũng phải có tầm 10 năm đi. Tầm 10 năm, ngươi nói đùa sao? Hay là nói, tam ca ta nhìn lầm rồi? Hoàng Đường giật nảy cả mình, kêu lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin chi ý. Tầm 10 năm, từ kim đan hậu kỳ vừa bước một bước vào Nguyên Anh trung kỳ, đây tuyệt đối là nói đùa, khẳng định là ở đâu xảy ra vấn đề, mình trong lúc nhất thời không có phát giác mà thôi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, nói tam ca,
trong lúc này phát sinh rất nhiều cố sự, về sau có thời gian, ta lại từ từ nói cho ngươi nghe. Hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là ngươi phải nhanh khôi phục tu vi. 10 năm sau, hắn cùng Thiên Diệu Tiên Tử muốn đi phó Âu Dương Minh Nguyệt ước hẹn, mặc dù không rõ ràng Âu Dương Minh Nguyệt sẽ còn mời những người kia cùng một chỗ đồng hành, nhưng coi như chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt một người, đó cũng là cái chính cống tử vong hẹn hò, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Đến lúc đó, hắn liền không có cách nào hộ đến người nhà bằng hữu chu toàn. Hoàng Đường càng nhanh khôi phục thực lực càng tốt, chỉ ít có năng lực tự vệ. Đương nhiên, Hoàng Đường khôi phục lại hóa hình kỳ tu vi về sau, nếu như còn muốn tiếp tục tại Kim Châu Thành tiếp tục chờ đợi, vậy sẽ phải ủy khuất một điểm, đối ngoại xưng là hắn nuôi dưỡng linh thú. Bất kể nói thế nào, Kim Châu Thành là nhân loại tu sĩ thế giới, một đầu hóa hình kỳ yêu thú ở đây không có khả năng một mình sinh tồn tiếp. Nhưng nhân loại tu sĩ nuôi dưỡng linh thú ngược lại là 10 điểm phổ biến, chỉ là linh thú tiến giai đến hóa hình kỳ 10 điểm hiếm thấy thôi, cũng không phải tuyệt vô cận hữu. Thật, tiểu gia hỏa đâu, hắn thế nào rồi, Hoàng Đường nhớ tới con của mình. Tiêu Phàm cười nói, hắn rất tốt, chính là không thế nào dài cái. Chấm ngoặc kép, nói, ống tay áo lắc một cái, một đầu lông mềm như nhung thú nhỏ bắn ra, tiểu gia hỏa vốn cũng tại linh thú điểm bên trong ngủ say, bỗng nhiên bị cưỡng ép tỉnh lại, hơi có chút không cao hứng, dụi mắt một cái, hướng về phía Tiêu Phàm ô ô gọi vài tiếng, biểu đạt bất mãn của mình chi ý. Nhi tử, Hoàng Đường vừa thấy được con thú nhỏ này, lập tức vui mừng quá đỗi, lại là một tiếng kêu to kinh thiên động địa. Thú nhỏ rõ ràng bị tiếng kêu to này giật mình kêu lên, đầu co rụt lại, toàn thân đều cuộn thành một đoàn, như cái lông nhung cầu như chỉ chớp mắt liền lăn đến Tiêu Phàm dưới chân, duỗi ra hai tay ôm lấy Tiêu Phàm bắp chân, lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Qua nhiều năm như vậy, tiểu gia hỏa mặc dù đa số thời gian tại linh thú điểm bên trong ngủ say, lại từ lâu cùng Tiêu Phàm lẫn vào hết sức quen thuộc. Đợi đến tiểu gia hỏa rốt cục thấy rõ ràng cách đó không xa màu nâu nhạt cự thú. Trong mắt đầu tiên là lộ ra mê võng chi sắc, lập tức dần dần thanh minh, ô ô kêu, buông ra Tiêu Phàm hai chân, bỗng nhiên nhào về phía trước, chui tiến vào Hoàng Đường trong ngực, duỗi ra trắng nõn nà đầu lưỡi, không ngừng liếm láp Hoàng Đường đại thủ, hưng phấn không thôi. Hoàng Đường càng là yêu thích không buông tay, vui vô cùng. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, Tiêu Phàm mới từ trong mật thất lui ra. Hoàng Đường thương thế đã khỏi hẳn. Hiện tại chỉ cần bỏ chút thời gian đến khôi phục hóa hình sơ kỳ cảnh giới là được, Tiêu Phàm cũng vì hắn lưu lại không ít đan dược cùng yêu thú nội đan. Có những vật này, lại thêm yêu thú bản thân tràn đầy vô so sinh mệnh lực, Hoàng Đường khôi phục lại ban đầu cảnh giới, hẳn là không cần thời gian quá dài. Chương 1118, Trung Hưng trách nhiệm. Trở lại Bách Hùng Bang ngày thứ 5, Tiêu Phàm một mình đi tới tổng đàn Tây Nam Sơn trong rừng một tòa đình viện. Đình viện không lớn, trong ngoài ba tiến vào. Hoa mộc sum suê, hoàn cảnh thanh u, phong cảnh mỹ lệ. Cách phủ đệ của hắn khoảng cách rất gần, chỉ có hơn 100 dặm xa. Đình viện chính sảnh mở rộng, mười mấy tên bạch bào đệ tử phân loại hai hàng, đứng được quy củ, túc nhiên nhi lập. Ở trong trên ghế bành, đồng dạng một thân bạch bào Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn trên đó. Bên trái đội ngũ bên trong đi ra một người, trên dưới 30 tuổi, chính là Lăng Thiên Hoa, khom người hạ bái, cao giọng nói, đệ tử Lăng Thiên Hoa. Xuất đệ tử bản môn, bái kiến Tiêu sư tôn. Bái kiến Tiêu sư tôn, mười mấy tên vô cực môn đệ tử đồng loạt khom người hạ bái. Tiêu Phàm thản nhiên tiếp nhận, đợi bọn hắn hành lễ hoàn tất, mới đưa tay nhẹ nhàng đi lên vừa nhấc, chậm rãi nói, miễn lễ. Đều đứng lên mà nói, vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Đợi mọi người đều đứng thẳng người, Tiêu Phàm lúc này mới quét tới, cái này 30-40 tên đệ tử, đều là hắn từ Hạo Dương thành dựng cứu ra, nam nữ đều có. Nam tu chiếm đa số, nữ tu chỉ có không đến 10 người, cảnh giới cao thấp không đều, từ trong kim đan kỳ thẳng đến luyện khí kỳ, mỗi cái cấp bậc đều không rơi. Chúng đệ tử nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, tràn đầy cảm kích cùng vẻ sùng kính, cũng mang theo nói không nên lời cảm giác hưng phấn. Bị Hạo Thiên Tông ức hiếp lâu như vậy, những này vô cực môn đệ tử rốt cục có thể mở mày mở mặt, ưỡn ngực. Tại Kim Châu Thành những ngày này, Bách Hùng Bang đối bọn hắn rất chiếu cố. Không có an bài nhiệm vụ gì cho bọn hắn đi hoàn thành, lại cung cấp cho bọn hắn cùng đệ tử chính thức đồng dạng đãi ngộ. Mà hết thảy này, đều là bái Tiêu sư tôn ban tặng. Rất tốt, xem ra khoảng thời gian này, các ngươi đều không có lười biếng. Tiêu Phàm ánh mắt từ một tên sau cùng luyện khí kỳ tiểu đệ tử trên thân thu hồi lại, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Là, đệ tử cùng không dám lười biếng. Lăng Thiên Hoa vội vàng đáp, Thiên Hoa, các ngươi đem sư môn đều sắp xếp như ý một chút. Nói cho ta nghe.
Vâng, sư tôn, Lăng Thiên Hoa đại hỉ, bận bịu sắp riêng phần mình sư môn truyền thừa đều bẩm báo lên. Mặc dù bọn hắn đều thuộc về vô cực môn đệ tử đích truyền, lại cũng không là cùng một cái sư phụ. Sư phụ của bọn hắn, sớm tại nhiều năm trước, liền thành Âu Dương Uy luyện công thải bổ lô đỉnh. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm vừa nghe liền khẽ vốt cằm. Như vậy đi, mấy người các ngươi kim đan kỳ, từ hôm nay trở đi, đều xem như ta môn nhân. Lăng Thiên Hoa bọn người nghe xong, lập tức mừng rỡ, bị Tiêu Phàm chính thức thu làm môn hạ. Đúng là bọn họ trong giấc mộng tốt nhất kết quả. Tại kinh lịch Hạo Thiên Tông tàn khốc ức hiếp về sau, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều ý thức được, một cái cường đại sư môn tầm quan trọng. Mà Tiêu Phàm đúng là bọn họ duy nhất trông cậy vào. Vị này ân nhân cứu mạng, hẳn là bản môn duy nhất nguyên anh kỳ tiền bối. Đệ tử cùng bái kiến sư phụ, cung chúc sư phụ vạn phúc kim an. Lập tức mấy kim đan kỳ đệ tử đồng loạt quỳ xuống, cung cung kính kính hướng Tiêu Phàm đi dập đầu bái sư đại lễ. Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn thụ bọn hắn quỳ lạy, đem Lăng Thiên Hoa bọn người chính thức thu nhận sử dụng môn tường. Cũng là Tiêu Phàm nghĩ sâu tính kỹ kết quả, như là đã đem bọn hắn từ Hạo Dương thành cứu ra, vậy sẽ phải phụ trách tới cùng. Mà lại bọn hắn mới là vô cực môn chính tông nhất dòng chính truyền nhân, bọn hắn tiên tổ, năm đó đều sinh hoạt tại Đô Lương thành vô cực sơn thiên tôn lĩnh bên trên. Ngày sau muốn trung hưng vô cực môn, dựa vào hắn Tiêu Phàm một người vô luận như thế nào đều là không đủ. Lăng Thiên Hoa bọn người dưới mắt mặc dù tu vi dưới đáy, nhưng tư chất cũng không tệ. Có thể tại như thế gian khổ hoàn cảnh bên trong, ngưng kết kim đan thành công, đủ để chứng minh bọn hắn có không tầm thường thiên phú tu luyện. Chỉ cần có ổn định tu luyện hoàn cảnh, hoàn thiện hệ thống tu luyện tăng thêm một chút đan dược, ngày sau tiến cảnh hoàn toàn có thể dự tính. Những người này bồi dưỡng sau khi đi ra, cũng là rất không tệ giúp đỡ. Tính được là hắn bộ đội con em đi. Lăng Thiên Hoa cùng kim đan kỳ đệ tử quỳ lạy về sau, còn lại trúc cơ kỳ đệ tử cùng luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp lại đồng loạt quỳ đi xuống dập đầu. Đệ tử cùng bái kiến tổ sư, cung chúc tổ sư phúc phận kéo dài. Ba mươi mấy người lời khấn nói đến cùng nhau ròng rã. Có thể thấy được ngày bình thường sớm đã luyện tập qua không biết bao nhiêu lần, liền đợi đến Tiêu Phàm trở về. Những này đệ tử cấp thấp, tương đối trẻ tuổi, Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên tiếu dung, khoát tay áo, nói, đều đứng lên đi. Bản môn giáo quy mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần một lòng hướng thiện, liền nhất định có thể được đến trời xanh chiếu cố. Ngày sau trung hưng bản môn trách nhiệm, liền phải rơi vào trên vai của các ngươi. Chúng đệ tử lại đồng loạt khom người xưng là, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái. Bay ra một cái cổ dài bình ngọc, trực tiếp đến Lăng Thiên Hoa trước mặt, nói Thiên Hoa, cái này trong bình ngọc, có mấy chục viên thuốc, ngươi cho đoàn người phân phân. Những đan dược này là chuyên môn cho các ngươi phối trí, Hạo Thiên Tông cho các ngươi phục dụng những dược vật kia, quá mức bá đạo, mặc dù trong thời gian ngắn có thể tăng lên cảnh giới của các ngươi, thời gian dài, đối thân thể tổn hại cực lớn. Vâng, nhiều tạ ơn sư tôn ban thuốc, Lăng Thiên Hoa ngay cả vội vàng hai tay tiếp được bình ngọc. Cung kính thanh âm, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Tiêu sư tôn đối bọn hắn thật sự là chưa nói, ngay cả chữa bệnh đan dược đều đã sớm cho bọn hắn luyện chế tốt. Trên thực tế, từ khi ăn vào Hạo Thiên Tông đan dược về sau, bọn hắn cả đám đều cảm thấy thân thể khó chịu, chỉ là cưỡng ép đem kia cảm giác không khỏe ép xuống, trong lòng sớm đã hư phải vô cùng. Bây giờ sư tôn ban thưởng đan dược, đem cái này cái hòa tâm phúc bỏ đi, từ đây có thể an tâm tu luyện, tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Lập tức mọi người cũng không lo được thận trọng, cầm tới đan dược về sau, hướng Tiêu Phàm cúi đầu làm lễ, cảm ơn ban thuốc tri ân, liền là ngửa cổ một cái nuốt xuống. Lăng Thiên Hoa đem đan dược phát cho mỗi một vị đồng môn, thẳng đến cuối cùng, chính mình mới ăn vào đan dược. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, người này không hổ là chính tông vô cực truyền thừa, chẳng những tư chất thượng giai, dù coi như tại Hạo Dương thành bị ức hiếp lâu như vậy, bản tính cũng vẫn như cũ chưa đổi, cái này liền rất tốt. Trong môn phái sự vụ ngày thường, giao cho người này đi quản lý, có phần là thích hợp. Mặc dù trên danh nghĩa, bọn hắn đều là Bách Hùng Bang đệ tử, nhưng xét thấy Tiêu Phàm cùng những người này quan hệ thầy trò, Bách Hùng Bang các trưởng lão khác, tự nhiên mà vậy sẽ đem bọn hắn xem như là Tiêu Phàm, thân binh, tuyệt sẽ không có người vòng qua Tiêu Phàm cho Lăng Thiên Hoa bọn người hạ đạt chỉ lệnh. Tiêu Phàm tự nhiên không có quá nhiều thời gian ngày sau đêm giám sát bọn hắn tu luyện. Trong bình ngọc còn có mấy viên thuốc thừa dư. Lăng Thiên Hoa hai tay dâng lên, mời Tiêu Phàm thu hồi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, nói, lưu ở chỗ của ngươi đi, nếu có đồng môn khó chịu, cũng có thể trị bệnh. Vâng, nhiều tạ ơn sư tôn. Lăng Thiên Hoa kính cẩn đáp, lập tức Tiêu Phàm lại khảo hạch mấy tên kim đan đệ tử công lực sâu cạn, đối bản môn công pháp lĩnh ngộ trình độ,
phân biệt cho bọn hắn không ít chỉ điểm. Hỏi thăm bên trong, biết được Lăng Thiên Hoa còn hiểu được thuật luyện đan, lập tức có chút cao hứng, lúc này giao cho hắn mấy chương đan phương, lại ban thưởng hắn không ít linh thạch cùng một chút có sẵn linh thảo linh dược, phân phó hắn tự hành luyện đan. Cái này mấy chương đan phương, thích hợp từ kim đan kỳ đến luyện khí kỳ đệ tử phục dụng. Từ Tiêu Phàm tự mình chuyển giao đan phương, tự nhiên là trải qua vị này y thánh nhiều lần trau chuốt qua, hiệu quả tốt nhất đan phương. Tiêu Phàm cần phải nhanh một chút đem cái này mấy chục tên đệ tử tu vi cảnh giới tăng lên đi lên. Vạn nhất 10 năm sau Phó Âu Dương Minh Nguyệt ước hẹn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, những đệ tử này cũng có thể tại mạnh được yếu thua tu chân giới tự lập. Lăng Thiên Hoa càng là vô cùng cảm kích, liên tục bái tạ ơn sư tôn ban thưởng. Trừ cái đó ra, Tiêu Phàm còn lấy ra một nhóm lớn pháp khí, ban thưởng cho những cái kia trúc cơ kỳ trở xuống đệ tử cấp thấp. Những pháp khí này, đa số là hắn ở địa cầu đáy nước kim tự tháp bên trong, từ kia luyện khí đường đạt được, cũng không ít là từ lệ thú hoang nguyên vẫn lạc tu sĩ trong túi đoạt được. Về phần lực đại sư cùng luyện khí tông sư, bao quát các đệ tử của hắn ở bên trong, lại là ai cũng sẽ không lại luyện chế đệ tử cấp thấp sử dụng pháp khí, tại bọn hắn chữ vật vòng tay bên trong, thấp nhất chờ cũng là thượng phẩm pháp khí, phổ thông pháp khí đều nhập không được pháp nhãn của bọn họ. Tiêu Phàm dứt khoát lại đem lực đại sư kia phần luyện khí tâm đắc phục chế một phần, giao cho Lăng Thiên Hoa, để hắn từ mấy tên kim đan kỳ sư đệ bên trong chọn lựa một người, tốt nhất là có nhất định luyện khí thiên phú đệ tử, đến kế thừa lực đại sư thuật luyện khí. Lực lão quái cố nhiên nhân phẩm không chịu nổi, lại thật sự là luyện khí tông sư, điểm này không thể nghi ngờ. Vô cực môn đệ tử không có nửa điểm luyện khí căn cơ, muốn trong thời gian ngắn tinh thông thuật luyện khí, thành là đại sư cấp nhân vật, kia là không cần nghĩ. Nhưng vì đệ tử cấp thấp nhóm luyện chế một chút vừa tay pháp khí, luôn luôn có thể làm được đến. Mà lại hiện tại trước nhập môn, cùng Hoàng Đường khỏi hẳn về sau, lại đi theo Hoàng Đường học tập, chưa hẳn liền ra không được chân chính luyện khí tông sư. Đồng giáp gấu thế nhưng là thú tộc bên trong nổi danh nhất luyện khí sư. Tiêu Phàm tại chỗ này đình viện đợi vài ngày mới rời khỏi, Lăng Thiên Hoa dẫn theo môn hạ đệ tử, cung cung kính kính đưa đến ở dưới chân núi. Mấy ngày về sau, Kim Châu thành phía tây nghìn dặm xa Đại Hưng Sơn Mạch đến hai vị thần bí khách nhân. Đại Hưng núi là Bách Hùng Bang phạm vi thế lực, nơi này mảng lớn sơn lâm, đều thuộc về Bách Hùng Bang tất cả. Bách Hùng Bang an bài đệ tử chấp sự ở đây nuôi nhốt linh thú, trồng linh dược, còn có không ít đệ tử tu luyện động phủ cũng an bài tại Đại Hưng Sơn Mạch bên trong. Này địa linh khí nồng đậm, linh mạch cấp bậc không thấp, là tu luyện nơi đến tốt đẹp. Hai vị này thần bí khách nhân lại trực tiếp tại Đại Hưng núi linh khí nồng nặc nhất khu vực trung tâm vạch ra một lớn khối địa bàn, đem nguyên trước tiên ở nơi này chỗ tu luyện Bách Hùng Bang các đệ tử đều đuổi ra ngoài, công bố nơi đây đã chia làm cấm địa, không được triệu hoán, bất kỳ người nào không được tự tiện tiến vào. Cử động lần này tự nhiên dẫn tới Bách Hùng Bang các đệ tử rất là bất mãn, nhưng hai vị này thần bí khách nhân đều tay cầm bang chủ Hồng Thiên Thân bút chỉ lệnh, trải qua đệ tử chấp sự xác nhận không sai. Lập tức mọi người liền đều trở nên giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn rời xa ban đầu động phủ. Trong lòng tự nhiên không khỏi muốn nghi thần nghi quỷ một phen, không biết hai người này đến cùng là loại nào địa vị, vậy mà như thế ương ngạnh. Thế nhưng là hỏi tới hỏi lui, thế mà không có bất kỳ người nào biết nội tình, thậm chí thăm dò được bang chủ đệ tử đích truyền lưu chính nhất nơi đó, cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết. Càng là như thế, kia vòng cấm liền càng là lộ ra thần bí khó lường. Đa số người cũng không dám tới gần. Tự nhiên, cũng có cực kỳ cá biệt không tin tà ra hỏa, không cố bang chủ chỉ lệnh, phụng trộm xâm nhập cấm địa bên trong, kết quả tại vòng cấm bên trong hôn mê 7 ngày thất dạ, chờ hắn tỉnh đến thời điểm, sớm đã nằm tại vòng cấm bên ngoài. Mà cái này 7 ngày thất dạ bên trong, đến cùng chuyện gì xảy ra, lại là hoàn toàn không biết gì. Dạng này sự tình liên tiếp phát sinh nhiều lần về sau, liền rốt cuộc không ai dám tại tự tiện xông vào vòng cấm. Theo thời gian dần dần trôi qua, đoàn người liền cũng dần dần thích ứng loại tình hình này, riêng phần mình tại rời xa vòng cấm chỗ tu luyện, cũng là bình an vô sự. Chương 1119, Long Tượng Chính Khí Đan. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái chính là 5 năm trôi qua. Cái này trong vòng 5 năm, Kim Châu Thành phát sinh không ít biến hóa. Thay đổi lớn nhất chính là 7 đại tông môn xếp hạng. Bởi vì Tiêu Phàm bỗng nhiên tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ. Đưa thân Kim Châu Thành cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ, tăng thêm Thiên Diệu Cung hai tên Nguyên Anh tu sĩ gia nhập liên minh, nguyên bản tại 7 đại tông môn bên trong xếp hạng dựa vào sau Bách Hùng Bang thực lực đại trướng, ẩn ẩn đã trở thành Kim Châu Thành thực lực bang phái lớn nhất. Bất quá vô luận là Hồng Thiên hay là Tiêu Phàm, đều vô ý cùng Hạnh Lâm Bang cạnh tranh, càng không muốn cùng Hạnh Lâm Bang trở mặt,
bởi vậy Kim Châu thành bảy đại tông môn vẫn như cũ phụng Hạnh Lâm bang cầm đầu, Bách Hùng bang thứ hai. Tiêu Y Thánh thì hoàn toàn trở thành Kim Châu thành thậm chí Hoắc Sơn quốc nhân vật truyền kỳ. Vậy mà, chỉ là mấy năm thời gian, liền từ Kim Đan hậu kỳ tu sĩ biến thành Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Tại Hoắc Sơn quốc tu chân giới, đừng bảo là xưa nay chưa từng có, cũng khẳng định là sau này không còn ai. Cái này thực sự quá nghịch thiên, hoàn toàn phá vỡ tu chân giới thông thường, cũng may Tiêu Phàm Y Thánh thân phận, để mọi người còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận sự thật này. Có lẽ bởi vì, người ta Tiêu Y Thánh cơ duyên xảo hợp, đạt được cái gì nghịch thiên linh dược, lúc này mới có như thế vận khí. Hạo Thiên Tông treo thưởng vẫn còn, đồng thời tại lệnh treo giải thưởng bên trong đơn độc liệt ra Tiêu Phàm danh tự, nói rõ bắt sống người này, có thể thu hoạch được không thua gì bắt sống thiên diệu tiên tử khen thưởng. Nhưng ở xa xôi lớn Tây Nam, vắng vẻ Hoắc Sơn quốc, không ai thật đem cái này treo thưởng coi ra gì, cũng không có khả năng thật sự có người ý tưởng đột phát, muốn đem Tiêu Phàm bắt lại, đưa đến Hạo Thiên Tông đi lĩnh thưởng. Tại Hoắc Sơn quốc, trừ Vũ Văn Chu, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đã là cao thủ đứng đầu nhất. Đơn đả độc đấu, ai cũng không có nắm chắc có thể thắng được Tiêu Phàm. Huống chi, Tiêu Phàm sở dĩ bị Hạo Thiên Tông đặc biệt treo thưởng, nghe nói cũng là bởi vì giết Hạo Thiên Tông một tên hạch tâm trưởng lão, người trưởng lão kia nhiều năm trước liền tiến giai đến Nguyên Anh trung kỳ. Tiêu Phàm lấy sơ kỳ cảnh giới, diệt sát cao hơn chính mình nhất giai trung kỳ tu sĩ. Nó sức chiến đấu mạnh, có thể thấy được chút ít. Ai muốn đánh Tiêu Y Thánh chủ ý, cũng không nên mình phản thành con mồi. Chuyện ngu xuẩn như vậy, không làm cũng được. Năm năm này, Tiêu Phàm bề bộn nhiều việc, không phải thường phi thường bận rộn. Lăng Thiên Hoa cùng vô cực môn người việc học, cần thỉnh thoảng giám sát. Cũng may những này vô cực môn người đều rất không chịu thua kém. Cũng có thể chịu được cực khổ, thật vất vả được hoàn cảnh như vậy, ai cũng liều mạng luyện công, mảy may cũng không có bị Kim Châu thành phồn hoa náo nhiệt hấp dẫn. 30-40 tên đệ tử, từng cái tiến cảnh cực nhanh. Tại luyện khí luyện đan thuật bên trên, cũng có bước tiến dài. Kim đan kỳ trở xuống cần dùng đan dược, Lăng Thiên Hoa đám người đã hoàn toàn có thể tự hành luyện chế. Chỉ cần cung cấp đầy đủ linh dược vật liệu là được. Nhất là khiến Tiêu Phàm cao hứng là, còn xuất hiện hai tên rất có thiên phú luyện khí sư, chiếu vào lực lão quái kia bản luyện khí tâm đắc, thế mà cũng tự hành nghiên cứu ra rất nhiều môn đạo, ngắn ngủi mấy năm thời gian. Liền đã có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí. Nghĩ đến ngày sau chỉ cần phải bái danh sư, lại học tập cho giỏi một chút, nói không chừng cũng có thể thành tựu luyện khí tông sư. Hoàng đường bên kia, khôi phục được hết sức nhanh chóng. Tại Tiêu Phàm liên tục không ngừng linh đan cung ứng phía dưới, mấy năm ở giữa. Hoàng đường liền đã phục hồi nguyên như cũ, khôi phục lại hóa hình sơ kỳ tu vi, chỉ bất quá làm phiền Kim Châu Thành là nhân loại tu sĩ thiên hạ, không có công nhiên ở trong thành lộ diện. Chỉ là tránh tại mật thất dưới đất, một lòng khổ tu. Ngay cả tiểu gia hỏa tựa hồ cũng cao lớn hơn không ít, dần dần đi theo Hoàng đường học lên bản sự. Tiêu Phàm mình, thì là tọa trấn Bách Hùng đường, Ninh Sán cũng không tiếp tục rời đi. Chỉ là hàng năm đều sẽ ra ngoài dạo chơi mấy tháng, lại không giống như kiểu trước đây, vừa đi chính là 3-5 năm. Có hai tên y thánh tọa chấn, Bách Hùng đường tốt không hưng thịnh. Từ Tiêu Phàm dẫn đầu, tam đại y thánh thỉnh thoảng tụ họp, triệu tập trong thành cái khác lớn có danh vọng lang trung, bắt đầu toàn diện chỉnh lý Kim Châu thành y giới các hạng quy tắc. Đối với một chút không hợp lý quy củ, nên đổi đổi, nên rút rút, trong vòng 3 năm, rốt cục chỉnh lý ra một bộ hoàn toàn mới y giới quy tắc. Làm toàn bộ Kim Châu thành y giới, luật pháp, ban phát thi hành. Tam đại y thánh lại đem riêng phần mình làm nghề y tâm đắc chỉnh lý thành sách, san phát toàn thành, cung cấp tất cả lang trung tham khảo học tập. Tiêu Phàm nguyên bản định muốn tập kết Kim Châu thành tất cả đại lang bên trong, hợp mưu hợp sức, làm một bộ chân chính bách khoa toàn thư y kinh cùng bách khoa toàn thư dược điển ra, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Hắn không có thời gian. Âu Dương Minh Nguyệt 10 năm ước hẹn. Giống một khối nặng nề đến cực điểm tảng đá lớn, trùng điệp đặt ở trái tim của hắn. Nghĩ phải hoàn thành kia hai bộ khoáng thế kinh điển, 10 năm thời gian rõ ràng không đủ, nói ít cũng muốn 3-50 năm ở giữa. Dù sao y dược chi đạo, nửa điểm đều không qua loa được. Hoặc là không làm, một khi làm, liền không thể phạm sai lầm. Tại Bách Hùng bang nội bộ, cũng xuất hiện biến hóa rõ ràng. Đó chính là, Tiêu Phàm càng lúc càng giống là Bách Hùng bang nhất bang chi chủ, rất nhiều chuyện vụ. Hồng Thiên cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay hỏi đến, mà là một mạch giao cho Tiêu Phàm đi xử trí. Sớm tại nhiều năm trước, Tiêu Phàm vừa mới gia nhập Bách Hùng bang thời điểm, Hồng Thiên liền có gỡ nhâm bang chủ suy nghĩ, bây giờ Tiêu Phàm đã tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, cùng Hồng Thiên sánh vai cùng, vậy thì càng thêm không cần chần chờ do dự. Vừa mới tiến cấp,
mở đầu mấy năm chủ yếu là vững chắc cảnh giới, về phần tinh luyện pháp lực, dành dụng chân nguyên, chuẩn bị xung kích hậu kỳ bình cảnh, vậy ít nhất cũng là mấy chục bên trên 100 năm chuyện sau đó, dưới mắt không vội. Khoảng thời gian này, chính là chuyển giao chức bang chủ thời cơ tốt nhất. Nếu không phải Tiêu Phàm mình kiên trì không nhận, Hồng Thiên sớm liền chính thức bàn giao việc quan chức bang chủ. Dù là như thế, Tiêu Phàm hay là tiếp nhận không ít trong bang tục vụ, để Hồng Thiên đưa ra càng nhiều thời gian tu luyện, đi truy tầm kia trong cõi u minh một sợi cơ duyên. Hồng Thiên đối hắn như vậy giảng nghĩa khí, Tiêu Phàm cũng không thể quá tự tư. Nếu không phải 10 năm về sau muốn phó ước, Tiêu Phàm thật đúng là sẽ chính thức tiếp nhận Bách Hùng bang bang chủ. Mà trong 5 năm này, Tiêu Phàm đều tại đại lực siêu tập cường thân kiện thể linh thảo linh dược. Đây là Long Tượng Tổ Sư tại Vô Cực Long Tượng Công, bên trong ghi lại luyện thể đan phương. Theo Tiêu Phàm biết, cơ hồ mỗi một vị vô cực môn trưởng giáo chân nhân, đều tinh thông y đạo dược lý, Long Tượng Tổ Sư mở ra luyện thể đan phương, cũng là lấy vô cực môn hạo nhiên chính khí làm căn cơ, tại cường thân kiện thể đồng thời, cũng có thể tiến một bước tăng cường hạo nhiên chính khí uy lực. Thần kỳ như vậy đan phương, muốn dùng đến các loại linh dược chi chân quý, có thể nghĩ. Bất quá cân nhắc đến năm đó vô cực môn tại Nam Châu đại lục tu chân giới địa vị, cũng liền có thể lý giải Long Tượng Tổ Sư tại sao phải mở ra dạng này đan phương. Chính đạo thứ nhất tông, vô cực môn trưởng giáo chân nhân thu thập không đến đan dược, thật đúng là không nhiều. Cũng may Tiêu Phàm có Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn nghịch thiên như vậy bảo vật, lại thân ở Kim Châu thành dạng này dược phẩm nơi tập kết hàng, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này mới có thể đem nhiều như vậy đan dược thu thập đủ, khai lò luyện đan. Rốt cục đem, Long Tượng chính khí đan, luyện chế ra tới. Tiêu Phàm mặc dù dựa vào lấy cường hoành nhục thân cùng cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông, dễ như trở bàn tay luyện thành Long Tượng thần công đệ nhất trọng, nhưng không có cái này, Long Tượng chính khí đan, lại căn bản liền tu luyện không được đệ nhị trọng, mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại tại đệ nhất trọng cảnh giới. Dù sao đây là hai bộ hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện, yêu thú cùng nhân loại tu sĩ luyện thể thuật, có khác nhau rất lớn. Huống chi Vô Cực Long Tượng Công, là lấy hạo nhiên chính khí làm căn cơ. Luyện thể thuật lại lấy hạo nhiên chính khí làm căn cơ, Long Tượng Tổ Sư dụng ý hết sức rõ ràng, chính là không nghĩ để môn hạ đệ tử đang tu luyện luyện thể thuật lúc ngộ nhập lạc lối, chậm trễ đứng đắn tu luyện. Bất cứ lúc nào, hạo nhiên chính khí mới là vô cực môn căn cơ chân chính. Luyện chế ra, Long Tượng chính khí đan, về sau, Tiêu Phàm không chút do dự ăn vào, bắt đầu tu luyện Long Tượng thần công đệ nhị trọng. Đan dược này cùng Long Tượng thần công quả nhiên thần kỳ, Tiêu Phàm dựa theo này tu luyện, tiến cảnh nhanh chóng vô so. Hắn kia từng chiếm được cự linh tộc cường hóa nhục thân, đang tu luyện luyện thể thuật lúc biểu hiện ra kinh người cường hãn, để hắn tiến độ vượt xa Long Tượng tổ sư miêu tả tình hình. Chỉ là mấy năm thời gian, vậy mà cũng đã đem Long Tượng thần công tu luyện tới cảnh giới cực cao. Mà theo Long Tượng tổ sư lời nói, dù coi như chính hắn, năm đó cũng là đặt chân nguyên anh hậu kỳ về sau, mới đưa đệ nhị trọng Long Tượng thần công luyện thành. Tại luyện thể thuật bên trên, Tiêu Phàm tựa hồ lại siêu việt bản thân mình cảnh giới. Thật giống như năm đó hắn lần thứ nhất tiến giai nguyên anh không thành, tinh viêm quyết bên trên lại có không tưởng được đột phá, tại tinh viêm chi lực vận dụng bên trên, uy lực không tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ phía dưới. Một ngày này, Tiêu Phàm ngay tại Bách Hùng đường quản sự, Tiêu Trung vội vã tiến đến, khom người thi lễ, kính cẩn nói, trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhìn qua, trong mắt mang theo trưng cầu chi ý. Những năm này, Tiêu Trung công lực cũng có tiến triển, đã đạt đến tại Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, phải chăng có thể đột phá bình cảnh, đặt chân nguyên anh kỳ, liền muốn nhìn cá nhân hắn cơ duyên tạo hóa, đây cũng là mạnh cầu không được. Bất quá người này tại Bách Hùng đường, phụ tá, địa vị, lại càng thêm vững chắc. Tiêu Phàm cùng Đinh Sán không có ở đây thời điểm, hắn đã có thể toàn quyền làm chủ. Hạnh Lâm bang phương bang chủ cùng Bính lão tiên sinh cho mời. Giống như, là có việc gấp, chấm ngoặc kép, Tiêu Trung dừng một chút, lại tăng thêm một câu. Những năm này, Bính lão tiên sinh cho mời Tiêu Phàm, ngược lại đã trở thành trạng thái bình thường. Bính lão tiên sinh mình, cũng thường xuyên sẽ vào xem Bách Hùng đường. Nhưng Hạnh Lâm bang phương bang chủ cho mời, lại cũng không phải là trạng thái bình thường. Hai người đồng thời tương thỉnh, càng là hiếm thấy. Tiêu Phàm song mi có chút nhăn lại, hỏi chỉ mời một mình ta à? Có hay không mời bang chủ? Phương Phi Dương tương thỉnh, bình thường là dính đến toàn bộ Kim Châu thành đại sự, trên danh nghĩa vẫn là phải mời Hồng Thiên ra mặt mới hợp đạo lý. Chưa từng, hai vị tiền bối chỉ mời trưởng lão một người. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Mặc kệ là chuyện gì, đến Hạnh Lâm bang liền biết.
nghĩ đến cũng không đến nỗi gây bất lợi cho hắn. Lại nói, lấy hắn bây giờ thân phận cùng cảnh giới, tại Kim Châu Thành bên trong, cũng quả quyết sẽ không có người dám loạn có ý đồ với hắn. Lúc này đứng dậy, đi ra ngoài, một đài cực kỳ xa hoa xe thú, treo Hạnh Lâm Bang tiêu ký, liền dừng sát ở Bách Hùng đường cổng, đánh xe, tay lái xe, vậy mà là một tên trong Kim Đan kỳ tu sĩ, cung cung kính kính đứng ở nơi đó chờ, thấy Tiêu Phàm ra, lập tức khom người thở dài, kính cẩn vấn an. Tiêu Phàm khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần đa lễ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền bên trên xe thú. Kia trong Kim Đan kỳ tu sĩ một giơ roi tử, vội vàng xe thú nhanh chóng hướng Hạnh Lâm Uyển phương hướng kích bắn đi. Chương 1120, man hoang thế giới xảy ra ngoài ý muốn. Xe thú mục đích là Hạnh Lâm Uyển mà không phải Hạnh Lâm Bang tổng đàn, Tiêu Phàm liền nghĩ, sự tình nhưng có thể vẫn là cùng y đạo tương quan. Lại không biết là vị nào nhân vật trọng yếu xảy ra vấn đề, cần hai vị y thánh cùng nhau hội trần. Nhất là Phương Phi Dương cũng ra mặt, vấn đề liền càng thêm không đơn giản. Để Tiêu Phàm không tưởng được chính là, Phương Phi Dương thế mà tự mình tại Hạnh Lâm Uyển cổng chờ đón hắn. Phương bang chủ, không dám nhận, Tiêu Phàm vội vàng từ xe thú bên trong xuống tới, hai tay ôm quyền, kính cẩn nói. Thân là Kim Châu Thành minh chủ, Phương Phi Dương tại quan trọng trước mắt nghiêm túc, ngạnh sinh sinh tiếp cận Hạo Thiên Tông đối Bách Hùng bang yêu cầu vô lý, Tiêu Phàm rất nhận hắn tình, người này cũng là vị hảo hán tử, đáng giá kết giao. Phương Phi Dương tiến lên giữ chặt tay của hắn, cười khổ nói, Phương mỗ cũng không phải loại người cổ hủ, nguyên không phải cùng Tiêu Hiền đệ khách khí, chính là trong lòng bất an, tại bên ngoài đi một chút. Lời nói này phải thẳng thắn, Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày nói, Phương bang chủ, ra đại sự cỡ nào. Phương Phi Dương mặc dù còn không phải nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng chủ trì Kim Châu Thành các loại sự vụ nhiều năm, sớm đã dưỡng thành núi cao băng ở trước mắt mà không sợ hãi lẫm liệt khí độ, lúc này lại ngay cả ngồi đều ngồi không yên, chạy đến bên ngoài đến, đi lại, có thể thấy được là thật có đại sự xảy ra. Mặc dù không phải chúng ta Kim Châu Thành sự tình, nhưng cùng chúng ta mật thiết tương quan. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau, Bính Sư Huynh còn đang chờ đâu. Hiền đệ mời, Phương Phi Dương vội vã nói. Đưa tay mời khách, lập tức tại Phương Phi Dương tự mình dẫn dắt phía dưới, hai người trực tiếp tiến vào Hạnh Lâm Uyển khu vực hạch tâm. Khu vực này, người bình thường là không vào được, là Bính lão tiên sinh ngày bình thường thanh tu chỗ, chỉ có cần gấp nhất bệnh nhân, mới có thể đưa tới nơi này, từ Bính lão tiên sinh tự mình chẩn trị. Khi Tiêu Phàm cùng Phương Phi Dương đi tiến vào Bính lão tiên sinh khổ trúc trai thời điểm. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thấy, Bính lão tiên sinh cũng tại đi qua đi lại. Lộ ra tâm sự nặng nề, có chút bất an. Từ Tiêu Phàm cùng Bính lão tiên sinh kết giao đến nay, còn chưa hề thấy vị lão tiên sinh này như thế lo nghĩ. Bính lão tiên sinh, Tiêu Phàm bận bịu tức ôm quyền chắp tay, cao giọng nói. Đến rồi, đi, Bính lão tiên sinh càng không phải là nói nhiều người. Gặp một lần Tiêu Phàm, ánh mắt sáng lên, không có nửa câu hàn huyên khách khí, quay người liền đi vào trong. Tiêu Phàm trong lòng càng thêm nghi hoặc, vội vàng cùng tại phía sau. Chuyển mấy vòng về sau, ba người tới một gian đề phòng xâm nghiêm mật thất trước đó, Bính lão tiên sinh lui ngoài mật thất bên cạnh những thủ vệ kia Hạnh Lâm bang đệ tử. Tự mình thi pháp, mở ra mật thất đại môn, một cỗ nồng đậm vô so mùi thuốc, lập tức xông vào mũi. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì từ cỗ này mùi thuốc bên trong, hắn cảm nhận được rõ ràng một loại cực kỳ quỷ dị hàn khí. Phảng phất lập tức đến Diêm La địa ngục, thời khắc sẽ có lệ quỷ hướng sắp xuất hiện tới. Thậm chí cỗ này âm u tính mịch quỷ khí, Tiêu Phàm còn hết sức quen thuộc. Tiêu Phàm cơ hồ có thể khẳng định, mình đã từng tiếp xúc qua cỗ này quỷ khí. Trong mật thất tình hình, càng làm cho Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy trong mật thất ương, đứng thẳng lấy một vài xích cao bạch ngọc hình trụ bên trong, dược khí mờ mịt, kia nồng đậm mùi thuốc. Chính là từ cái này bạch ngọc hình trụ bên trong lộ ra đến, thuốc trên nước, lộ ra một cái đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tiêu Phàm mắt sắc. Một chút liền nhận ra, vị này cũng là người quen biết cũ, đã từng tới Kim Châu Thành, cùng Tiêu Phàm có duyên gặp mặt một lần Phạm Minh. Phạm Minh từ man hoang thế giới mà đến, là man hoang thế giới biên giới thành lớn Cửu Hoa Thành nổi tiếng yêu thú thợ săn, danh xưng Liệp Vương. Năm đó hắn chuyên đuổi tới Kim Châu Thành, liền là muốn cùng Kim Châu Thành hợp tác, đem man hoang thế giới săn đuổi yêu thú vật liệu, số lớn đưa đến Kim Châu Thành đến, bán cái giá tốt. Lúc ấy tiếp đãi hắn chính là Phương Phi Dương. Tiêu Phàm còn từ trong tay của hắn chụp được nguyên một đầu 10 cấp yêu thú bay lôi báo vật liệu, vì hoàng đường chữa thương cứu mạng. Chỉ là không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy vị này Liệp Vương, vậy mà là tình hình như vậy.
là Phạm đạo hữu. Phạm Minh Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, nghe được Tiêu Phàm thanh âm, cái này mới chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra lại là xấu hổ lại là thần sắc hưng phấn, cười khổ nói, Tiêu Y Thánh. Xin thứ cho tại hạ thất lễ, chấm ngoặc kép, hắn dưới mắt bộ dáng như vậy, chắc chắn không tiện cùng Tiêu Phàm hành lễ giảng khách khí. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, liền là chuyển hướng Bính Lão Tiên Sinh, nói, Lão Tiên Sinh, Phạm đạo hữu thụ thương tình hình như thế nào? Phạm Minh toàn thân đều ngâm trong đó loại nước thuốc này, Tiêu Phàm không phải lần đầu nhìn thấy, đây là Bính Lão Tiên Sinh một mình sáng tạo, đem khác biệt linh đan rượu dược tan cùng một chỗ, lại đem bản thân bị trọng thương người ngâm trong đó tiến hành trị liệu, bình thường chỉ có bị thương rất nặng, dùng cái khác phương pháp nan lấy cứu chữa người, Bính Lão Tiên Sinh mới có thể áp dụng loại biện pháp này. Nhưng đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, muốn trị bệnh cứu người, cuối cùng còn phải từ bệnh căn bắt đầu. Bính Lão Tiên Sinh cũng không nói chuyện, ống tay áo lắc một cái, một cỗ tinh thuần pháp lực phun ra ngoài, kia bạch ngọc hình trụ lại dần dần trở nên trong suốt. Dù là Tiêu Phàm kiến thức rộng rãi, hình trụ bên trong tình hình, cũng vẫn là làm hắn giật mình không phải tiểu. Chỉ thấy Phạm Minh từ đầu trở xuống, đã chỉ còn lại có nửa người, thậm chí chỉ là non nửa bộ phân, hơn phân nửa bộ phân thân thân, đã không cánh mà bay. Còn lại cái này non nửa bộ phân bên trong thân thể, còn thỉnh thoảng có một cỗ hắc khí xuất hiện, dung nhập vào chung quanh trong dược thủy, một chút xíu cải biến dược thủy nhan sắc và mùi. Quỷ đạo công pháp, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói. Đúng vậy, Phương Phi Dương cùng Bính Lão Tiên Sinh liếc nhau, đồng thời gật đầu. Không hổ là tân tấn y thánh, một chút liền có thể nhìn ra được, Phạm Minh thụ thương căn nguyên. Bên kia còn có một cái, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm đã sớm chú ý tới, tại bạch ngọc hình trụ một bên, còn có một cái bạch ngọc điêu thành hộp ngọc tử, thật dài, nhìn qua chính là một bộ bạch ngọc quan tài. Ba người tới bạch ngọc hộp một bên, Bính Lão Tiên Sinh vẫn như cũ ống tay áo lắc một cái, bạch ngọc hộp dần dần trở nên trong suốt, lại chỉ thấy một người thẳng tắp nằm tại trong hộp ngọc, toàn thân hắc khí đại mạo, tràn ngập hộp ngọc, làm cho toàn bộ hộp ngọc đều biến thành nồng đậm màu đen. Cũng may hộp ngọc là hoàn toàn bịt kín, nếu không cỗ khói đen này sớm liền thấu thể mà ra. Tất Trường Lão, nằm tại trắng trong hộp ngọc người này, Tiêu Phàm cũng giống vậy nhận biết. Thiên nhãn thần thông xuyên thấu qua nồng đậm hắc khí, đem bộ mặt của người nọ thấy nhất thanh nhị sở, chính là Hạnh Lâm Bang khách khanh trưởng lão, họ Sơn, trên thực tế cũng là Cửu Hoa Thành man hoang thợ săn, có nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, treo Hạnh Lâm Bang khách khanh trưởng lão danh nghĩa, phụ trách Hạnh Lâm Bang cùng Cửu Hoa Thành yêu thú vật liệu giao dịch. Tiêu Phàm đã từng cùng người này từng có gặp mặt một lần, cũng là vị thông minh tháo vát hảo thủ, lại không nghĩ tới, bây giờ cũng đã biến thành một bộ tử thi. Lão tiên sinh, Phương bang chủ, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm ánh mắt rất nhanh liền từ Tất Trường Lão trên thi thể thu hồi lại, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Vô luận Phạm Minh hay là Tất Trường Lão, thân là yêu thú thợ săn, kỳ thật chính là đầu đao liếm máu, đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên kiếm cơm. Mặc kệ là bản thân bị trọng thương hay là mệnh tang hoàng tuyền, đều không khiến người bất ngờ. Nhưng mà bọn hắn không là trở thành yêu thú trong miệng thức ăn ngon, mà là chết tại quỷ đạo công pháp phía dưới, lại là để người không tưởng tượng được. Bính Lão Tiên Sinh cùng Phương Phi Dương lại hướng ngâm tại trong nước thuốc Phạm Minh nhìn lại, Phạm Minh cười khổ một tiếng, nói, man hoang thế giới xảy ra ngoài ý muốn, không biết từ nơi nào xuất hiện một đống lớn hung quỷ lệ phách, không ít yêu thú thợ săn đều gặp độc thủ. Chấm ngoặc kép, vẻn vẹn chỉ nói là như thế mấy câu, Phạm Minh liền hô hô thở dốc, tựa hồ hao hết thể lực, lại cũng không đáng kể. Lấy hắn thụ thương chi trọng, bây giờ còn có thể nhục thân sống sót, thực tế đã coi như là kỳ tích. Nếu không phải kịp thời đuổi tới Hạnh Lâm Bang, tìm được Bính Lão Tiên Sinh, chỉ sợ lúc này sớm cũng chỉ còn lại có trần trùng trục một cái nguyên anh. Phương Phi Dương nhíu mày nói, chúng ta đối này cũng biết không nhiều, Phạm Đạo Hữu chỉ nói một câu như vậy mà thôi. Bính Sư Huynh nói, muốn mời Tiêu Hiền Đệ xuất thủ, trước cứu Phạm Đạo Hữu một mạng lại nói. Những chuyện khác, lại từ từ để ý tới. Mắt thấy Tiêu Phàm muốn giảng khách khí, Bính Lão Tiên Sinh khoát tay chặn lại, nói Tiêu Đạo Hữu. Dưới mắt cũng không phải khiêm tốn thời điểm. Phạm đạo hữu loại tình hình này, toàn Kim Châu Thành chỉ có ngươi một người có thể trị, ngươi cũng không cần chối từ. Man hoang thế giới cùng chúng ta Kim Châu Thành có thiên ti vạn lũ liên hệ, tổng phải hiểu rõ chuyện này mới được. Cứ việc Phạm Minh chủ yếu là cùng Hạnh Lâm Bang phát sinh vãng lai, nhưng hàng năm bảy đại tông môn đều từ yêu thú vật liệu giao dịch bên trong thu lợi rất nhiều, Kim Châu Thành đa số y quán, đều đối yêu thú vật liệu có 10 điểm tràn đầy nhu cầu. Vô luận là luyện đan hay là chữa bệnh, đều cần dùng đến. Bây giờ Phạm Minh bọn người bỗng nhiên xảy ra bất trắc,
việc cấp bách đúng là phải nhanh biết rõ ràng chân tướng sự tình, mới hảo kế hoạch bước kế tiếp đối sách. Bính lão tiên sinh cố nhiên y thuật thông huyền, nhưng, hóa huyết trúc linh đại pháp, cũng chỉ có Tiêu Phàm hiểu được. Phạm Minh thân thể hủy hoại hơn phân nửa, toàn thân bị quỷ đạo công pháp ô nhiễm, trừ lấy, hóa huyết trúc linh đại pháp, vì hắn trùng kiến thân thể, lại không có biện pháp khác có thể cứu hắn một mạng. Mặc dù nguyên anh tu sĩ thân thể bị hao tổn còn có thể đoạt xá tái sinh, nhưng mỗi vị nguyên anh tu sĩ trong cuộc đời đều chỉ có thể đoạt xá một lần, có lẽ Phạm Minh cũng sớm đã đoạt lấy bỏ. Mà lại đoạt xá tái sinh có rất nhiều hạn chế, một khi không có chọn được thích hợp thân thể, đoạt xá về sau, tu vi giảm nhiều vẫn chỉ là bình thường sự tình, thậm chí ngay cả tính tình đều lại nhận thịt mới thân ảnh hưởng. Tiêu Phàm đã từng vì Vũ Văn Chu Nhi tử Vũ Văn Nghiễm thi triển, hóa huyết trúc linh đại pháp, chẳng những chữa khỏi Vũ Văn Nghiễm thiên diệp độc, còn bảo trụ hắn nguyên anh kỳ tu vi, cho tới nay bị Kim Châu Thành y giới truyền là kỳ tích. Cũng chính vì vậy, vị này tuổi quá trẻ tân y thánh danh âm thanh chi lớn, mảy may cũng không tại hai vị lão y thánh phía dưới. Bính lão tiên sinh bụng dạ bằng phẳng, thầy thuốc nhân tâm, mảy may cũng không thấy phải làm như vậy có sai lầm hắn uy tín lâu năm y thánh mặt mũi. Tốt, ta trước cho Phạm đạo hữu kiểm tra một chút linh thể. Chấm ngoặc kép, trong lúc này, tình hình khẩn cấp, Tiêu Phàm cũng không giảng khách khí, lập tức gật đầu đồng ý. Phạm Minh vội vàng nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cảm kích. Tiêu Phàm hơi nhấc ngón tay, một đạo hạo nhiên chính khí bắn ra, từ Phạm Minh ấn đường huyệt bắn thẳng đến mà vào, lập tức tại Phạm Minh không chọn vẹn thân thể bên trong du hành một tuần. Trầm ngâm nói, Phạm đạo hữu là hỏa thuộc tính làm chủ linh thể, tại hạ trong tay lại chỉ có một ít động vật biển vật liệu, đa số đều không hợp dùng. Chấm ngoặc kép, cái này không sao, Phạm đạo hữu có đại lượng yêu thú vật liệu cất ở đây bên trong, Tiêu Hiền đệ cứ việc cầm đi sử dụng. Lời còn chưa dứt, Phương Phi Dương liền là nói. Phạm Minh thế nhưng là danh xưng, Liệp Vương, hàng tồn không ít. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1121, Lệ Thú Sơn Mạch dị biến. Ba ngày sau đó, một cái khổng lồ pháp trận, ở trong mật thất bố trí xong. Tiêu Phàm cùng Bính Lão Tiên Sinh đều có thể nhìn ra được, Phạm Minh cùng Tất Trường Lão bên trong âm độc hết sức lợi hại, một cái xử trí không kịp, liền gieo hại vô tận. Tiêu Phàm tu luyện có cực kỳ thuần hậu hạo nhiên chính khí, loại trình độ này âm độc tất nhiên là không sợ, nhưng cũng không nguyện ý tại trị liệu quá trình bên trong, còn muốn ngoài định mức hao phí tinh lực tới đối phó những này âm độc. Thi triển, hóa huyết trúc linh đại pháp, trước đó, trước đem những này âm độc tiêu trừ sạch sẽ, rất cần thiết. Nhưng cái này khổng lồ pháp trận, lại không phải vì thanh trừ âm độc mà thiết chí, chính là vì triệt để che đậy khí tức. Che đậy oán linh khí tức. Tiêu Phàm không tình nguyện lắm để người khác biết hắn nuôi dưỡng có trời sinh quỷ linh dạng này linh sủng. Một ngày này, Tiêu Phàm một mình lưu tại trong mật thất. Tất cả những người khác không có được mời tiến vào, bao quát Bính Lão Tiên Sinh cùng Phương Phi Dương ở bên trong. Điểm này, Bính Lão Tiên Sinh ngược lại là có phần có thể hiểu được. Có thể đúc lại nhục thân tuyệt thế liệu pháp, tuyệt đối là cơ mật tối cao, cho dù ai đều sẽ không dễ dàng đồng ý để người khác đứng ngoài quan sát. Tiêu Phàm cũng không có ý định làm nhiều giải thích. Vừa tiến vào mật thất, Tiêu Phàm liền khởi động đại trận, đối vẫn như cũng ngâm tại dược chấp bên trong Phạm Minh nói, Phạm đạo hữu, lập tức liền muốn bắt đầu trị liệu. Ở trong quá trình này, có thể sẽ có chút thống khổ, bởi vậy ta sẽ làm cho đạo hữu tiến vào ngủ say bên trong. Bởi như vậy, đạo hữu liền sẽ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Ba ngày quá khứ, Phạm Minh khí sắc càng kém, mấy có lẽ đã là thoi thóp. Bính lão tiên sinh dược chấp cố nhiên thần kỳ. Bất đắc dĩ hắn thụ thương thực tế quá nặng, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Nghe vậy miễn cưỡng mở hai mắt ra, thở hào hển nói, Tiêu tiên sinh cứ việc thi triển thủ đoạn, tại hạ cái tính mạng, liền giao đến tiên sinh trong tay. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, một chỉ điểm ra, Phạm Minh nghiêng đầu một cái, lập tức đã hôn mê. Ống tay áo lắc một cái, một đoàn cho vân phi ra, tại không trung hóa thành cao ba thước béo búp bê, be be, vừa gọi. Nhảy tiến vào Tiêu Phàm trong ngực, ở trên người hắn chịu dụi sát, hết sức thân mật. Tiêu Phàm sờ sờ đầu của nó, mỉm cười hướng cách đó không xa Phạm Minh chỉ một chút. Be be, chấm ngoặc kép, oán linh hướng Phạm Minh nhìn thoáng qua, liền là nhảy dựng lên, có chút dáng vẻ hưng phấn. Hiển nhiên Phạm Minh trên thân lộ ra kia cỗ quỷ đạo khí tức, lập tức câu lên oán linh hứng thú. Đi thôi, Tiêu Phàm vỗ vỗ oán linh cái đầu nhỏ, mỉm cười nói, đáng tiếc hắn cùng oán linh ở giữa. Còn chỉ có thể thông qua ăn ý câu thông, không thể tiến hành quá phức tạp giao lưu. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm thật đúng là rất muốn hỏi một câu, cỗ này quỷ đạo khí tức từ chỗ nào tới.
Tiêu Phàm luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Oán linh cơ hồ là hết thảy quỷ đạo sinh vật khắc tinh. Phạm Minh trên thân âm độc, tại trong mắt người khác cố nhiên là hồng thủy mãnh thú, tránh chi tắc cát. Tại oán linh xem ra, thực tế là một bữa ăn sáng. Nhiều nhất chỉ có thể coi là khai vị thức nhắm, ngay cả sớm một chút cũng không bằng. Mây xám vừa đến bạch ngọc hình trụ trên không, dược chấp liền sôi trào lên, những cái kia tan chảy tại dược chấp bên trong âm độc, từng tia từng sợi từ dược chấp bên trong bay lên, bị ngạnh sinh sinh rút ra. Một chút xíu dung nhập vào mây xám bên trong, bất quá thời gian qua một lát, âm độc liền bị oán linh hấp thu phải sạch sẽ. Dược chấp lập tức liền khôi phục vốn có nhan sắc, không còn là đen thẫm. Mắt thấy oán linh hút khô âm độc về sau, buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ, Tiêu Phàm dứt khoát đem bạch ngọc hộp cũng mở ra, tràn ngập trong hộp ngọc âm độc lập tức tranh nhau chen lấn ra bên ngoài tuôn, oán linh vui vẻ kêu to một tiếng, tật bổ nhào qua, trong nháy mắt lại đem những này âm độc cắn nuốt không còn một mảnh. Theo âm độc tan hết, trong hộp ngọc tất trường lão thi thể cũng biến thành cho tàn. Bất quá cứ như vậy, chí ít liền không cần lo lắng âm độc bốn phía khuếch tán. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, vô số yêu thú nội đan, tinh huyết cùng gân cốt các loại tài liệu nổi lên. Lại là dòng dã 7 ngày trôi qua, mật thất đại môn rốt cục chậm rãi mở ra, Tiêu Phàm cùng Phạm Minh một trước một sau, đi ra. Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ bảo quang lưu chuyển, chỉ mang theo mỏi mệt chi ý, tiến giai trung kỳ về sau, pháp lực chi hùng hậu hơn xa sơ kỳ thời điểm, thi triển, hóa huyết trúc linh đại pháp, đã sẽ không hao phí hắn quá nhiều chân nguyên, chỉ cần nuốt vào một khỏa linh đan, lại hơi sự tình nghỉ ngơi liền đầy đủ. Phạm Minh đi tại Tiêu Phàm sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nể, tựa hồ còn có chút không dám tin, mình vậy mà thật khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả nguyên anh trung kỳ cảnh giới đều bảo trụ, khí tức chỉ so thời kỳ toàn thịnh hơi thua 3 phân, là chân chính triệt để khỏi hẳn. Trước kia chỉ nghe nói Tiêu Y Thánh thủ đoạn cao minh, tự thể nghiệm về sau, mới biết được quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Bính lão tiên sinh cùng Phương Phi Dương vẫn luôn tại bên ngoài chờ, ngay cả vốn đang bế quan Hồng Thiên đều chạy tới, cùng một chỗ bên ngoài ở giữa uống trà nói chuyện phiếm. Thấy hai người ra, ba người đồng loạt đứng dậy, đều nhẹ nhàng thở phào một cái. Cùng nhìn thấy Phạm Minh, Phương Phi Dương không khỏi khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cảm thán chi sắc. Hắn thấy, Phạm Minh lúc ấy bộ dáng như vậy, kỳ thật đã cách cái chết không xa, coi như Tiêu Phàm có thể chữa khỏi, cũng nhiều nhất chỉ là cứu hắn một mạng thôi, rơi xuống cảnh giới là tất nhiên, thậm chí còn có thể lưu lại tàn tật. Ai ngờ cơ hồ hoàn toàn khôi phục, ngay trước bính lão tiên sinh trước mặt, Phương Phi Dương từ không tốt nói thêm cái gì, nhưng ánh mắt của hắn lại đủ để chứng minh hết thảy. Hai vị mau tới đây ngồi, Tiêu Hiền đệ vất vả, Phạm đạo hữu khôi phục như lúc ban đầu, thật đáng mừng. Phương Phi Dương rất nhanh liền hồi phục nhất bang chi chủ trấn định, mỉm cười hô. Phạm Minh hai tay liền ôm quyền, nói, Phạm mỗ lần này có thể sống sót sau tai nạn, nhờ có chư vị trượng nghĩa tương trợ, cũng nhờ có bính lão tiên sinh cùng Tiêu tiên sinh thần kỹ, Phạm mỗ vô cùng cảm kích. Ngày sau như có dùng đến lấy Phạm mỗ địa phương, chư vị cứ mở miệng, dù coi như là sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Phạm Minh không hổ là lâu lịch giang hồ, nói chuyện giọt nước không lọt. Bất kể nói thế nào, bính lão tiên sinh cũng là y giới tiền bối, đem hắn xếp tại phía trước, tất cả mọi người không có ý kiến. Tiêu Phàm mỉm cười nói, thầy thuốc có cắt cỗ chi tâm, trị bệnh cứu người chính là vốn phân. Phạm đạo hữu khách khí, Phạm Minh lại ôm quyền thở dài. Đường đường Liệp Vương, cũng có thể xưng hảo hán, thấy cảm tạ chi ngôn không cần quá nhiều, thật có sự tình thời điểm, liều mạng đi làm liền là. Lập tức đoàn người phân chủ khách ngồi xuống, Phương Phi Dương tự thân vì hai người dâng lên trà thơm. Phạm đạo hữu, kia man hoang chi địa, đến cùng phát sinh loại nào biến cố, cho nên cả đạo hữu đều thân chịu trọng thương, mời nói ra cho ta cùng nghe một chút như thế nào. Phương Phi Dương ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề. Phạm Minh sắc mặt, lập tức trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, việc này liền Phương huynh không hỏi, tiểu đệ cũng nhất định phải hướng chư vị bẩm báo. Phương huynh đã từng tự mình đi qua Cửu Hoa Thành, đối man hoang chi địa tình hình cũng có hiểu biết. Cửu Hoa Thành bên trong, đa số đều là chút thợ săn, tính được kẻ liều mạng đi. Trong mỗi ngày tiến về man hoang chỗ sâu thợ săn, không có 10.000 cũng có 8.000. Dĩ vãng đều là có đi có về, nhưng đoạn thời gian trước chợt phát sinh rất kỳ quái tình hình, đó chính là trở về người so dĩ vãng ít hơn nhiều. Không phải thiếu mười mấy cái, cũng không phải thiếu mấy trăm, mà là thiếu gần một nửa. Phương Phi Dương đám người thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị vô so. Phương Phi Dương không chịu được hỏi, những cái kia trở về trong thành thợ săn, cũng không biết chuyện gì xảy ra à. Không biết,
bọn hắn không biết chút nào. Phạm Minh quả quyết lắc đầu, ta lập tức đi tìm kiếm một chút, phát hiện những cái kia không có đúng hạn trở về thợ săn, hơn phân nửa đều là đi mấy cái địa phương cố định. Kia mấy chỗ địa phương, cũng không tính đặc biệt hung hiểm, chỉ bất quá phần lớn đều trải rộng vực sâu đại xuyên, ở trong đó ngược lại là có chút cổ quái, nghe nói có quỷ vật ẩn hiện. Nhưng bình thường đến nói, ngày bình thường chỉ cần không thâm nhập đi vào, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lại qua mấy ngày, rốt cục có người từ những địa phương kia trở về, lại từng cái chật vật không chịu nổi, đa số thân chịu trọng thương, bên trong âm độc. Những người này mang về tin tức, khá kinh người, nói là những cái kia vực sâu đại xuyên bên trong quỷ vật, bỗng nhiên trở nên cực kỳ sinh động, vực sâu dưới đáy đại lượng toát ra, bốn phía đả thương người. Mà phụ cận yêu thú, bị quỷ vật diệt sát càng nhiều. Có loại sự tình này, Phương Phi Dương bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, loại tình hình này, dĩ vãng tại man hoang chi địa phát sinh qua rất nhiều lần a. Phạm Minh lần nữa lắc đầu, nói chưa từng, theo ta được biết, mấy ngàn năm qua, chưa hề phát sinh qua tình hình như vậy. Về phần 10.000 năm trước đó, phải chăng phát sinh qua, vậy liền không được biết. Man hoang chi địa vốn là nguy hiểm trùng điệp, cũng không có chính sử nhưng cha. Cũng không lâu lắm, lại có tin tức truyền đến. Nói man hoang thế giới cực tây lệ thú sơn mạch, cũng phát sinh tình hình như vậy, có đại lượng quỷ vật hiện lên. Chấm ngoặc kép, lệ thú sơn mạch, Tiêu Phàm giật nảy cả mình, thốt ra. Đúng vậy, Phạm Minh có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiêu tiên sinh cũng biết được lệ thú sơn mạch à? Tiêu mỗ này trước chính là lệ thú sơn mạch phía tây nhạc tây địa khu tu luyện. À, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Phạm Minh liên tục gật đầu, trong lòng càng là âm thầm kinh ngạc. Hắn mặc dù chưa từng đi qua nhạc tây địa khu, nhưng cũng biết, kia là cực kỳ vắng vẻ địa phương, bởi vì bị lệ thú sơn mạch cùng man hoang thế giới ngăn trở, cơ hồ là cô treo bên ngoài, nhiều năm qua một mực cùng Nam Châu Đại Lục ngăn cách, tài nguyên tu luyện cực kỳ bần cùng. Nghe nói ở nơi đó, một tòa thành trì bên trong, thậm chí chỉ có một hai tên nguyên anh tu sĩ tọa chấn, xưng tôn xưng tổ, thật là không uy phong. Tiêu Phàm trước kia tại như thế vắng vẻ chỗ tu luyện, thế mà tiến cảnh nhanh như vậy. Còn học xong kinh người như vậy y thuật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm trong óc, lại lập tức nhớ tới thương khung núi trấn áp phía dưới phong ấn chi địa, nơi đó chính là vô tận quỷ vật đại bản doanh. Mấy vạn năm trước phong ấn đại trận, bị trấn nhạc thần quân cưỡng ép mở ra một cái thông đạo, chẳng lẽ cũng là bởi vì duyên cớ này, đại lượng quỷ vật mới mãnh liệt mà ra. Thật nếu như thế, lại không biết nhạc Tây Quốc có không có chịu ảnh hưởng, lại càng không biết Trần Dương an nguy như thế nào. Phạm Minh tiếp tục nói, vì tìm tòi hư thực, tại hạ liền mời trong thành tư giao rất tốt mấy vị nguyên anh kỳ đồng đạo, cùng một chỗ chạy tới kia mấy chỗ, muốn thực địa điều tra một phen. Ai ngờ thật tại vô tình xuyên đụng phải cực kỳ lợi hại quỷ vật, một trận ác chiến xuống tới, đa số đạo hữu vẫn lạc, chỉ có tại hạ và Sơn Hiền Đệ vừa đánh vừa lui, trốn về Cửu Hoa Thành. Khi đó Sơn Hiền Đệ đã thoi thóp, tại hạ cũng là thân chịu trọng thương, không thể không lập tức khởi động truyền tống trận, đuổi tới Kim Châu Thành tới. May mà Bính lão tiên sinh cùng Tiêu tiên sinh hai vị y thuật thông huyền, Phạm mỗ cái này mới nhiều lần thoát chết. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phạm Minh không khỏi lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy thương cảm chi sắc. Một trận chiến xuống tới, nhiều năm lão hữu toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có hắn một người sống một mình tại thế, trong lòng đau xót, có thể nghĩ. Chương 1122, đi xa. Nhất định phải đi điều tra rõ ràng. Phương Phi Dương lập tức làm ra quyết định. Man hoang thế giới yêu thú vật liệu, là Kim Châu Thành trọng yếu linh dược nơi phát ra, cũng là Kim Châu Thành bảy đại tông môn trọng yếu tài nguyên, nhất là Hạnh Lâm Bang, qua nhiều năm như vậy, tại yêu thú trong tài liệu kiếm linh thạch có thể thực không ít, bây giờ Cửu Hoa Thành xảy ra ngoài ý muốn, khẳng định phải hiểu rõ. Nếu thật là không đáng tin cậy, vậy sẽ phải cái khác nghĩ cách, tìm kiếm nó yêu thú của hắn vật liệu nơi phát ra. Ta tán thành, Tiêu Phàm lập tức tán thành, vừa nghe nói lệ thú sơn mạch cũng xảy ra chuyện. Vô luận như thế nào, Tiêu Phàm đều nhất định phải đi nhìn xem. Hồng Thiên bận bịu tức nói, Phương Huynh, hay là triệu tập chư vị đồng đạo cùng nhau thương nghị một chút rồi nói sau, dù sao tình hình 10 điểm hung hiểm. Phạm Minh bản thân là nguyên anh trung kỳ cao thủ, lại xoắn suýt mấy tên nguyên anh đồng đạo đồng loạt ra tay, lại kém chút nháo cái toàn quân bị diệt, tình hình sự nguy hiểm, có thể nói tột đỉnh. Lần này muốn đi trước man hoang thế giới điều tra, quả nhiên là can hệ trọng đại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này hiển nhiên, Phương Phi Dương nhẹ gật đầu, nói, lập tức truyền xuống hiệu lệnh, triệu tập cái khác năm đại tông môn thủ lĩnh đến đây tham dự hội nghị. Mấy canh giờ về sau,
một nhóm 8 người xuất hiện tại Kim Châu thành Tây Nam tòa nào đó truyền tống đại điện bên trong. Cái này 8 vị tại truyền tống đại điện vừa hiện thân, lập tức đem thủ vệ đệ tử dọa đến tè ra quần. Đồng loạt 8 vị nguyên anh trung kỳ cao thủ, đi đầu một người, chính là Hạnh Lâm Uyển thủ tịch Đại Lang bên trong Bính Lão tiên sinh, danh xưng Kim Châu thành chân chính đệ nhất cao thủ, theo sát phía sau, thì là tân nhiệm y thánh, Kim Châu thành nhân vật truyền kỳ Tiêu Phàm thủ lĩnh hội nghị quyết định, 7 đại tông môn các phái một vị trung kỳ tu sĩ, cùng Phạm Minh cùng một chỗ, lập tức tiến về Cửu Hoa thành điều tra quả nhiên. Hạnh Lâm bang phái ra là Bính Lão tiên sinh, Phương Phi Dương muốn lưu tại Kim Châu thành chủ trì đại cục. Thân là Kim Châu thành tu chân giới minh chủ, Phương Phi Dương không thể tùy tiện mạo hiểm, Bách Hùng bang đại biểu là Tiêu Phàm, chủ động xin đi. Hồng Thiên lại là không lay chuyển được hắn, Thanh Dương cùng xuất mã thì là Vô Vi chân nhân, Trưởng Ninh chân nhân đang lúc bế quan. Những tông môn khác, cơ hồ đều là trưởng giáo tự thân xuất mã. Phạm Minh nói được rõ ràng, cùng hắn đồng hành Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Đủ thấy Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ tại man hoang thế giới bên trong mấy hồ đã không có sức tự vệ, cho nên lần này xuất mã đều là trung kỳ cao thủ. Tương đối mà nói, thực lực phải cường đại hơn nhiều. Đã Bính Lão tiên sinh tự thân xuất mã, tự nhiên là lấy hắn làm chủ. Tại Kim Châu thành nhiều năm như vậy cao thượng uy vọng, cũng không phải giả. Mà lại có Bính Lão tiên sinh cùng Tiêu Phàm hai vị này y thánh đồng hành, đoàn người trong lòng cũng bình yên rất nhiều. Thật muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, có hai vị y thánh tại, còn sống tỷ lệ liền phải lớn hơn nhiều. Vì vậy một chuyến này, Tiêu Phàm đã ẩn ẩn trở thành phó thủ lĩnh. 8 vị thủ lĩnh vừa đến, đại điện bên trong truyền tống trận lập tức mở ra, 8 tên trung kỳ tu sĩ qua trong giây lát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim Châu thành không có thẳng tới Cửu Hoa thành siêu cấp truyền tống trận. Giữa hai bên, cách xa nhau mấy ngàn nghìn dặm xa, siêu cấp truyền tống trận thực tế quá mức hao phí linh thạch. Mà lại cần tỉ mỉ giữ gìn. Mà lại tại ngàn năm trước kia thứ không gian dị biến bên trong, đại lượng truyền tống thông đạo bị hủy, siêu cấp truyền tống trận số lượng càng thêm ít. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm bọn người ở tại Tử Lâm thành truyền tống đại điện hiện thân mà ra. Nơi đây đã rời xa Kim Châu thành, rời đi Cửu Hoa thành chỉ có mấy trăm nghìn dặm, ngày bình thường có 3 cái truyền tống trận liên thông Cửu Hoa thành. Tính được là Cửu Hoa thành, trụ sở hậu phương, Phạm Minh lập tức mang theo trước mọi người hướng một cái khác truyền tống đại điện. Hắn là Tử Lâm thành khách quen, đối này hết sức quen thuộc, tự nhiên thành dẫn đường. Bất quá đoàn người vận khí tựa hồ không được tốt. Truyền tống đại điện chấp sự nhân viên rất khách khí nói cho cái này các vị tiền bối cao nhân, thông hướng Cửu Hoa thành tất cả truyền tống trận đã toàn bộ quan bế. Phạm Minh giật nảy cả mình, vội hỏi quả nhiên, chính là ngày hôm trước sự tình, trong phủ thành chủ truyền đến chỉ lệnh, thông hướng Cửu Hoa thành truyền tống trận hết thảy quan bế. Nghe nói, Cửu Hoa thành bên kia, đã rất không an toàn, thỉnh thoảng có quỷ vật ẩn hiện. Thành chủ lo lắng, có quỷ vật từ truyền tống trận chạy đến chúng ta Tử Lâm thành tới. Vì vậy, mời ra vị tiền bối thứ lỗi, vãn bối thực tế là lực bất tòng tâm. Khởi động truyền tống trận lệnh bài, đã nộp lên trên phủ thành chủ. Chấp sự nhân viên đối mặt 8 tên nguyên anh tu sĩ, cực kỳ cẩn thận, khách khí nói. Phạm Minh liền nhìn về phía Bính Lão tiên sinh. Bính Lão tiên sinh khoát tay chặn lại bên trong quải trượng, không chậm trễ chút nào nói, bên trên phủ thành chủ đi. Nơi đây đã tiếp cận man hoang chi địa biên giới, so Hắc Sơn Quốc còn muốn vắng vẻ được nhiều. Tử Lâm thành quy mô cũng không lớn, còn kém rất xa Kim Châu thành. Dạng này một cái thành nhỏ thành chủ, nhiều nhất cũng chính là Nguyên Anh trung kỳ tu vi, chỉ sợ toàn bộ Tử Lâm thành, cũng tìm không ra mấy vị trung kỳ tu sĩ tới. Bây giờ 8 vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đồng loạt tìm tới cửa, lượng tất vị thành chủ này cũng khẳng định phải bán cái mặt mũi. Không có như vậy đuôi mù người, Bính Lão tiên sinh quyết định đạt được mọi người nhất trí đồng ý. Cửu Hoa thành càng nguy hiểm. Bọn hắn càng là muốn tiết kiệm pháp lực, mấy triệu bên trong phi độn quá khứ, nhưng cũng không dễ dàng. Tử Lâm thành nhỏ, phủ thành chủ quy mô cũng rất bình thường, cũng không bằng Hạ Uy gió hiển hách. Nhìn ra được, vị này Hạ thành chủ là cái tương đối là ít nổi danh người, thấy tại tu chân giới quá mức trương dương, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phủ thành chủ bên ngoài thủ vệ gặp một lần 8 vị nguyên anh kỳ tiền bối bỗng nhiên đến nhà, lập tức dọa đến trợn mắt hốc mồm, thật vất vả mới đứng vững tinh thần. Tráng lên lá gan chuẩn bị tiến lên nói chuyện, Phạm Minh ống tay áo lắp một cái, kình phong đập vào mặt, đáng thương thủ vệ kia bất quá là chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, như thế nào ngăn cản được, trong chốc lát cứng họng, ngay cả khí đều không kịp thở. Trúc đạo hữu, Hoắc Sơn Quốc Kim Châu thành đồng đạo đến bái. Bính Lão tiên sinh tiến lên một bước, chậm rãi nói, thanh âm không lớn,
lại như là sấm rền, ầm vang rung động, xa xa truyền ra ngoài, nguyên anh trung kỳ đỉnh phong khủng bố áp lực, không có chút nào che lấp triển lộ ra. Cái khác bảy vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng đồng loạt thả ra cường đại linh áp. Phủ thành chủ bên ngoài mười mấy tên vệ sĩ tại cái này cố áp lực cường đại phía dưới, kìm lòng không đặng hai đầu gối quỳ xuống đất, dọa đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Nguyên lai là Bính Y Thánh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Phút chốc, một cái cởi mở thanh âm từ trong phủ thành chủ truyền đến, lập tức bóng người lóe lên, một tên người mặc dấu trường bào màu xanh nam tử trung niên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai tay ôm quyền, vẻ mặt tươi cười. Người này vóc dáng không cao, lại khí độ nghiễm nhiên, trên thân thình lình cũng tản ra nguyên anh trung kỳ tu sĩ cường đại linh áp, mảy may cũng không tại Kim Châu thành mọi người phía dưới. Bính lão tiên sinh kinh ngạc nói, chúc đạo hữu nhận ra ta. Bính tiên sinh khách khí, người thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Năm đó ngươi lần đầu đoạt được y thánh danh hiệu thời điểm, hạ mỗ cũng tại Kim Châu thành xem lễ. Tiên sinh không biết được tại hạ lại nhận biết tiên sinh. Y thánh đại giá quang lâm, hạ mỗ thật sự là bồng tất sinh huy. Hạ thành chủ cười ha hả nói, lập tức lại hướng Phạm Minh ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là Phạm đạo hữu. Phạm Minh là Cửu Hoa thành nổi tiếng, Liệp Vương, nơi đây là Cửu Hoa thành, trụ sở hậu phương, hai người trước kia ngược lại cũng đã gặp mặt vài lần, có chút giao tình. Đúng vậy, hạ thành chủ nhìn từ trên xuống dưới Phạm Minh, vẻ kinh ngạc càng rõ ràng, nói trước đó vài ngày nghe chúng tiểu nhân bẩm báo, nói Phạm đạo hữu bản thân bị trọng thương, vội vã truyền tống đi Kim Châu thành. Hẳn là truyền ngôn có sai, chúng tiểu nhân cố ý lừa gạt tại ta. Lúc ấy, hạ thành chủ thủ hạ bẩm báo, Phạm Minh thậm chí chỉ còn lại có gần một nửa thân thể. Bị thương thành bộ dáng như vậy, hơn 10 ngày quá khứ, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Phạm Minh vừa cười vừa nói, chúc đạo hữu cũng biết ta đi Kim Châu thành, có hai vị y thánh thân tự xuất thủ, Phạm mỗ vận khí rất tốt. Tốt gọi chúc đạo hữu biết được, vị này chính là Tiêu Phàm Tiêu tiên sinh. Kim Châu thành nhất tân nhiệm y thánh, chính là Tiêu tiên sinh cùng Bính lão tiên sinh một cùng ra tay, Phạm mỗ mới tìm lại một mạng. Hạ thành chủ lấy làm kinh hãi, bận bịu tức hướng Tiêu Phàm ôm quyền chắp tay, nói, nguyên lai là Tiêu đạo hữu, hạ mỗ cũng là cửu ngưỡng đại danh. Chỉ là hai năm trước đang lúc bế quan, lại là không có đi Kim Châu thành xem lễ. Hạ thành chủ khách khí, không dám nhận, lập tức Phạm Minh lại cho hạ thành chủ một dẫn giới vô vi chân nhân cùng người đồng hành. Liếc mắt qua, đồng loạt tám tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hạ thành chủ sớm đã âm thầm kinh hãi, không dám chút nào lãnh đạm, một liền ôm quyền hành lễ, khách khí hàn huyên. Đối Kim Châu thành tình huống, vị này biết được cũng không ít, biết đến đều là bảy đại tông môn thủ lĩnh, càng là giật mình không phải tiểu. Chư vị đồng đạo đại giá quang lâm tử lâm thành, hạ mỗ không có từ xa tiếp đón, thất lễ. Mời chư vị vào phủ dâng trà, chấm ngoặc kép, Bính lão tiên sinh khoát tay áo. Nói chúc đạo hữu không cần phải khách khí, không dối gạt đạo hữu nói, ta cùng lần này là muốn đi trước Cửu Hoa thành, nghe nói hạ thành chủ đã hạ lệnh quan bế tất cả thông hướng Cửu Hoa thành truyền tống trận, cố ý đến phủ đến cầu một viên truyền tống lệnh bài, còn xin chúc đạo hữu giàn xếp thì cái. Hạ thành chủ lấy làm kinh hãi, nói các vị đạo hữu muốn đi trước Cửu Hoa thành. Đúng vậy, Cửu Hoa thành cùng ta Kim Châu thành có thiên ti vạn lũ liên hệ, man hoang chi địa không quá hòa. Bính nào đó bọn người muốn đi thăm dò tìm hiểu ngọn ngành. Mời chúc đạo hữu yên tâm, nếu thật là có cái gì nguy hiểm, bính nào đó mấy người cũng sẽ tự hành xử trí, tuyệt sẽ không liên lụy đến Tử Lâm thành chư vị đồng đạo. Hạ thành chủ ngay cả vội khoát tay nói, Bính tiên sinh nói như vậy liền khách khí, hạ mỗ tuyệt không phải không tin được chư vị. Không dối gạt chư vị nói, hạ mỗ cũng rất muốn đi Cửu Hoa thành xem rõ ngọn ngành, chỉ là một mực chưa thể thành hàng. Đã các vị đạo hữu muốn đi trước Cửu Hoa thành, liền mời chờ một lát, hạ mẫu cùng chư vị cùng hướng. Kim Châu thành cách Cửu Hoa thành mấy ngàn nghìn dặm xa, đều phái đội hình cường đại như thế tới, Tử Lâm thành cùng man hoang chi địa gần trong gang tấc, hắn càng muốn tìm tòi hư thực. Nếu thật là Cửu Hoa thành bị quỷ vật hoàn toàn chiếm cứ, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp chính là Tử Lâm thành. Chỉ là nghe nói quỷ vật lợi hại, hạ thành chủ một mực đủ nhiều nguyên anh đồng đạo cùng nhau đi tới. Bây giờ thấy Bính lão tiên sinh một nhóm tám vị nguyên anh trung kỳ cao thủ, hạ thành chủ lập tức không chút do dự làm ra quyết định. Nghĩ đến coi như quỷ vật lợi hại hơn nữa, có 9 vị trung kỳ tu sĩ một cùng ra tay, tự vệ cũng là thước tha có dư. Đối hạ thành chủ đề nghị này, Bính lão tiên sinh bọn người tự nhiên sẽ không phản đối. Sau một lát, hạ thành chủ liền thu thập sẵn sàng, mang theo truyền tống lệnh bài, tự mình dẫn đường, một đoàn người đi gần nhất truyền tống đại điện.
Chương 1123, Cửu Hoa Thành. Cửu Hoa Thành toàn thành giới nghiêm, một mảnh nghiêm nghị. Tiêu Phàm đã từng không chỉ một lần nghe nói qua Cửu Hoa Thành, trong tưởng tượng, là một cái phồn hoa thành lớn. Ai ngờ sau khi tới, mới biết được cái gọi là Cửu Hoa Thành, thực tế là hữu danh vô thực. Cùng Kim Châu Thành tương đối mà nói, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên, nhiều nhất chính là một cái trấn nhỏ. Nhất là khiến Tiêu Phàm giật mình là, Cửu Hoa Thành bên trong vậy mà còn có không ít phàm nhân tạp cư. Phồn hoa thành lớn có phàm nhân ở lại, ngược lại hợp tình hợp lý. Dù sao phụ thuộc lấy cường đại tu chân tông môn, có thể tránh né chiến loạn, an toàn bên trên càng có bảo hộ. Tỷ như Kim Châu Thành ngoại thành liền so nội thành phải lớn hơn nhiều, tụ cư phàm nhân là người tu chân gấp trăm lần còn nhiều. Nhưng ở Cửu Hoa Thành dạng này thị trấn nhỏ nơi biên giới, thế mà cũng có đại lượng phàm nhân ở lại, liền có chút vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Cửu Hoa Thành mấy có lẽ đã ở vào man hoang thế giới bên trong, ngoài thành thỉnh thoảng có hung thú ẩn hiện, đối người tu chân cố nhiên không có chút nào uy hiếp, đối người bình thường đến nói, lại cực kỳ chí mạng. Thực tế tính không được là thích hợp cư ngụ thành thị. Thấy Tiêu Phàm kinh ngạc, Phạm Minh liền thấp giải thích rõ vài câu. Cửu Hoa Thành dạng này biên tùy thành nhỏ, trong thành tụ cư phần lớn đều là chút yêu thú thợ săn, từng cái thô tục không chịu nổi, ra ngoài săn bắt yêu thú, cũng là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên kiếm sống, không biết ngày nào liền chết tại man hoang thế giới, thành yêu thú trong bụng thức ăn ngon. Vì vậy những người này ở đây trong thành thời điểm, từng cái ăn chơi đàng điếm, từ không biến mất tính tình của mình. Trong thành này đại lượng phàm nhân, chính là vì hầu hạ những này yêu thú thợ săn mà tồn tại. Không ít đều là tuổi trẻ mỹ nữ, tu chân giới nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, nam tu số lượng ở xa nữ tu phía trên. Những cái kia tu vi không cao yêu thú thợ săn, muốn ăn chơi đàng điếm, tự nhiên chỉ có thể tìm phàm nhân nữ tử. Cũng may phàm nhân số lượng xa so tu sĩ muốn nhiều. Lại là, cung ứng, không ngại, Tiêu Phàm lúc này mới chợt hiểu. Mọi người trở ra truyền tống đại điện, lập tức liền cảm nhận được một cỗ nặng nề cấm chế áp lực, vào đầu bao phủ xuống, đều kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy cả tòa thành trì trên không. Đều bao trùm lấy một cái tối tăm mờ mịt lồng ánh sáng, cấm chế chi lực. Chính là bắt nguồn từ cái này quang cháo. Phạm Minh sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trầm giọng nói, hộ thành đại trận đã toàn bộ mở ra. Tiêu Phàm là trận pháp đại gia, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói cái này hộ thành đại trận. Uy lực không nhỏ, xem ra lúc trước bố trí pháp trận người, có phần không bình thường. Phạm Minh liên tục gật đầu, nói Tiêu tiên sinh còn tinh thông trận pháp. Cái này hộ thành đại trận đúng là xuất từ danh gia chi thủ, uy lực cố nhiên cực lớn. Chính là tiêu hao linh thạch quá nhiều. Xem ra Diêu đạo hữu cũng là tức giận, không tiếc vốn gốc, Phạm Minh trong miệng Diêu đạo hữu, tất cả mọi người là biết đến, chính là Cửu Hoa Thành Diêu thành chủ. Phạm Minh mặc dù danh xưng Liệp Vương, trên bản chất hay là một tên yêu thú thợ săn, cũng không phải là Cửu Hoa Thành quản sự người. Cửu Hoa Thành Diêu thành chủ, cũng là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, từ xưa tới nay. Một mực khống chế Cửu Hoa Thành thứ chính, hướng trong thành hành thương tu sĩ thu lấy thuế má. Cũng kinh doanh yêu thú tài liệu mua bán. Cùng Phạm Minh những này nổi tiếng yêu thú thợ săn, đều duy trì quan hệ tốt đẹp. Vô Vi chân nhân hỏi, Phạm đạo hữu, loại tình hình này, trước kia thường xuyên phát sinh a? Phạm Minh lắc đầu, nói, Phạm mỗ ở trong thành nhiều năm, đây là lần đầu nhìn thấy hộ thành đại trận toàn lực mở ra. Nghe nói tại thật lâu trước đó, man hoang chi địa thường xuyên sẽ xuất hiện đại quy mô yêu thú công thành triều dâng, không ít nổi tiếng man hoang chi thành. Chính là hủy ở thú triều bên trong, nhưng tình hình như vậy, sớm đã trở thành lịch sử. Bây giờ tại Cửu Hoa Thành Tây Phương số trong vòng vạn dặm, đều đã không nhìn thấy cao giai yêu thú. Tương đối mà nói, Cửu Hoa Thành rất an toàn. Xem ra lần này, là thật không giống bình thường. Lập tức một đoàn người đi thẳng về phía trước, chỉ thấy phường thị ở giữa, 10 điểm tiêu điều, có rất ít người hành tẩu. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái người đi đường, cũng là thần thái vội vàng. Thỉnh thoảng có đội tuần tra đi qua. Chỉ là tuần tra đệ tử cấp bậc đều không cao, đa số đều là trúc cơ kỳ tiêu chuẩn, hiếm thấy tu sĩ kim đan. Xa xa nhìn thấy Bính lão tiên sinh một nhóm người đi tới, những này đội tuần tra liền đứng vững thân thể, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Chưa đi đến phủ thành chủ, liền có mấy đạo độn quang bay vụt mà đến, đi đầu một người, cao lớn thô kệch, thân mặc hắc bào, ước chừng 5-60 năm tuổi, một bộ hoa tròm râu bạc phơ. Rối bời, thần thái có chút uy mãnh, như là mãng tấm bay vượt qua, trên thân thình lình tản ra nguyên anh trung kỳ linh áp. Phạm Minh thấp giọng nói, đây chính là Diêu đạo hữu. Diêu thành chủ đi theo phía sau ba người,
cũng đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Ha ha, Phạm huynh, ngươi trở về rồi. Thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng ngươi không trở về nữa nữa nha. Siêu thành chủ liếc thấy thấy Phạm Minh, lập tức cười lớn chào hỏi. Phạm Minh hừ một tiếng, nói, những này quỷ vật như thế hung hăng ngang ngược, Phạm mỗ làm sao có thể như vậy bỏ qua. Nói đúng, Phạm huynh có thể trở về, Diêu mỗ vui vẻ không hết. Lại không biết mấy vị này đạo hữu xưng hô như thế nào. Hắn tại phủ thành chủ vừa nhận được truyền lực đại điện đệ tử chấp sự nghìn dặm phù, nói là đến một đống nguyên anh cao thủ, lập tức ngay lập tức từ phủ thành chủ chạy ra. Bây giờ quỷ vật tiếp cận, toàn thành giới nghiêm, không ít tu sĩ sớm đã bỏ trốn mất dạng, hắn chính cảm động keo kiệt tấm, cái này liền đến không ít nguyên anh đồng đạo, tự nhiên là vui vẻ vạn phân. Phạm Minh lập tức cho hắn dẫn giới. Siêu thành chủ càng nghe càng là kinh hãi, vội vã cùng Bính lão tiên sinh Tiêu Phàm bọn người làm lễ, cực đồng hồ hoan nghênh chi ý. Bính tiên sinh, Tiêu tiên sinh, các vị đạo hữu, nơi đây không phải tự thoại chỗ, mời chư vị đến Diêu mỗ hàn xá dâng trà. Cứ tới đều là nguyên anh trung kỳ cao thủ, tại Diêu thành chủ trong mắt, hay là lấy hai vị y thánh địa vị tôn quý nhất, mặc dù hắn cũng nhìn ra được Tiêu Phàm cực kỳ trẻ tuổi, lại mảy may cũng không dám khinh thị. Trẻ tuổi về trẻ tuổi, người ta tu vi kia không phải giả. Mặc dù Tiêu Phàm cực lực thu liếm khí tức của mình, Diêu thành chủ như trước vẫn là cảm giác được Tiêu Phàm vô so cường hãn. Dù sao hắn lâu tại man hoang chi địa, cùng các loại hung cầm mãnh thú liên hệ, cảm ứng chi lực xa so bình thường cùng giai tu sĩ muốn nhạy cảm được nhiều. Một chuyến này 9 người cố nhiên đều là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tại Diêu thành chủ cảm giác bên trong, Tiêu Phàm chân thực chiến lực, chí ít xếp tại trước 3 liệt kê. Một đoàn người tại Diêu thành chủ dẫn dắt phía dưới, tiến vào phủ thành chủ. Tuy là man hoang vùng đất nghèo nàn, túm người thành nhỏ, trong phủ thành chủ cũng là trang trí 10 điểm tinh xảo, rất có phú quý khí tượng, ngược lại là cùng Phạm Minh lúc trước giới thiệu không sai biệt lắm. Đất man hoang này thành trì, chính là hồng trần dục vọng chi đô, lấy thế tục phú quý làm vinh. Siêu thành chủ thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không thể ngoại lệ. Trong phủ thành chủ hầu hạ tỳ nữ, đa số đều là phàm nhân nữ tử, cũng không có cách nào lực mang theo, lại từng cái trẻ tuổi xinh xắn, xinh đẹp như hoa, là khó gặp mỹ nữ. Chỉ bất quá lúc này, tự nhiên không người có thưởng thức mỹ nữ tâm tình, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Tỳ nữ nhóm phụng dâng trà thơm linh quả về sau, Diêu thành chủ liền là phất phất tay, đem người không liên hệ cùng đều đuổi ra ngoài. Phạm Minh lập tức hỏi, Diêu huynh, bất quá chỉ là mười mấy ngày, ngươi liền đem hộ thành đại trận đều mở ra, chẳng lẽ quỷ vật đã đánh tới dưới thành? Diêu thành chủ cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại, Phạm huynh nghĩ sao? Diêu mỗ lại không phải linh thạch nhiều đến không có chỗ dùng. Quỷ vật đẩy tiến vào tốc độ cực nhanh, Phạm huynh thụ thương rời đi về sau, chỉ trong mấy ngày, tất cả ngưng lại ở ngoài thành đồng đạo, cơ hồ toàn quân tận không có. Ngay tại 3 ngày trước đó, ngoài thành mấy trăm bên trong chỗ, đã nhìn thấy quỷ vật tung tích. Lăng Vân Tông Tông chủ lúc này hỏi, Diêu đạo hữu, những này quỷ vật đến cùng có thứ gì năng lực, đến mức ra khỏi thành đồng đạo toàn quân tận không? Chẳng lẽ như vậy khó đối phó? Phạm Minh nói là không cẩn thận lâm vào quỷ vật trong vòng vây, bị đếm không hết quỷ vật vây công, lúc này mới đại bại thua thiệt. Siêu thành chủ trên mặt cười khổ chi ý càng sâu, nói quỷ vật ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt, tu vi cũng không rất cao, chính là số lượng đông đảo, mà lại hung hãn không sợ chết, một đợt nối một đợt hướng đem lên đến, giết không thắng giết, mặc ngươi thần thông cái thế, cũng ngăn cản không nổi. Đã như vậy, Diêu thành chủ dự định ứng đối ra sao? Quỷ vật nếu là quả thật quy mô công thành, coi như ngươi hộ thành đại trận lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng khó đảm bảo chu toàn. Siêu thành chủ chậm rãi nói, đạo hữu nói cực phải, nhưng Diêu mỗ đã thân là cửu hoa thành thành chủ, cũng không thể một trận không giao, cứ như vậy bỏ thành đào tẩu ha. Thành nội còn có số lớn đệ tử cấp thấp cùng phàm nhân chưa từng rút lui, đại đa số truyền tống trận sớm đã đóng, dù coi như biết rõ không địch lại, Diêu mỗ tổng cũng muốn đánh lên một trận lại nói. Tiêu Phàm tán thán nói, Diêu thành chủ lời ấy, rất được thánh nhân nhân tha thứ chi đạo, Tiêu mỗ hoàn toàn đồng ý. Vẫn là phải tận lực đem trong thành phàm nhân rút đi, đối mặt quỷ vật, bọn hắn không có chút nào sức chống cự, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Bính lão tiên sinh trầm giọng nói, Diêu đạo hữu, lão phu cùng này đến, liền là nghĩ phải hiểu rõ man hoang chi địa bỗng nhiên quỷ vật tràn lan nguyên do, không biết Diêu đạo hữu đối này có gì chỉ điểm. Bính tiên sinh nói quá lời, chỉ điểm đoạn không dám nhận. Chư vị nghĩ phải hiểu rõ nguyên do, chỉ sợ nhất định phải xâm nhập man hoang thế giới. Phạm huynh trước đó vài ngày chính là tại Vô Tình Xuyên gặp nạn, mấy vị đạo hữu chẳng lẽ dự định xâm nhập Vô Tình Xuyên a?
Siêu thành chủ sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Chính có ý này, siêu thành chủ lắc đầu liên tục, chậm rãi nói, không thể. Kia Vô Tình Xuyên rất sớm trước kia, liền có quỷ vật ẩn hiện, bây giờ càng là thành quỷ vật đại bản doanh. Mấy vị đạo hữu cố nhiên thần thông kinh người, nhưng quỷ vật thực tế quá nhiều, lại vô tri vô biết, tại hạ cho rằng, hay là không nên mạo hiểm tốt. Mà lại, mấy vị đạo hữu một khi ra khỏi thành, Diêu Mỗ là tuyệt sẽ không mở ra hộ thành đại trận tiếp nhận chư vị về thành. Quỷ vật liền ở ngoài thành, vì hợp thành an nguy, đây là không làm sao được sự tình, còn xin các vị đạo hữu nghĩ lại. Một phen nói đến đoàn người hai mặt nhìn nhau, không ít người trên mặt lộ ra trần trở vẻ do dự. Bọn hắn này đến, vốn là vì bảo trụ cùng man hoang thế giới giao dịch, bây giờ toàn bộ man hoang thế giới đều tràn ngập hung quỷ lệ phách, cùng bọn hắn ban đầu tưởng tượng một trời một vực, phải chăng còn muốn xâm nhập Vô Tình Xuyên điều tra, coi như thật phải nghĩ lại mà làm sao. Ta trước đi xem một chút, chốc lát, Tiêu Phàm chậm rãi nói, ngươi đi một mình, Vô Vi chân nhân lập tức hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, chư vị yên tâm tốt, ta chỉ là trước đi dò xét một chút, nếu thật là quỷ vật quá mạnh, tại hạ sẽ lập tức rút về trong thành. Nếu như thế, vậy liền hay là mọi người cùng nhau đi. Không đợi những người khác mở miệng, Bính Lão tiên sinh trực tiếp làm quyết định. Chương 1124, Hưng không phải Xuyên. Hôm sau trời vừa sáng, chín đạo nhân ảnh xuyên ra Cửu Hoa Thành hộ thành đại trận cấm chế, đi tới ngoài thành. Cửu Hoa Thành trên đầu, Diêu thành chủ mắt đưa bọn hắn rời đi. Tử Lâm thành hạ thành chủ cũng cùng bọn hắn đi ra thành. Mặc dù nói hạ thành chủ không cần cùng Kim Châu thành các tu sĩ cùng tiến cùng lui, nhưng nghĩ đến chín tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ liên thủ nhất trí, coi như quỷ vật lại cao minh, toàn thân mà trả lại là có thể làm được đến. Lấy sức chiến đấu của bọn họ, dù coi như là 2-3 tên hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ, cũng chưa chắc có thể từ bọn hắn lòng bàn tay chiếm được xong đi. Theo Phạm Minh nói, Cửu Hoa thành yêu thú thợ săn tuy nhiều, nhưng lại chưa bao giờ có chín tên trung kỳ tu sĩ liên thủ đi săn tình hình. Đây tính được là bao năm qua lý do Cửu Hoa Thành ra ngoài man hoang chi địa cường đại nhất đoàn đội. Có dạng này lực lượng, tăng thêm hạ thành chủ vốn là đối với mình có chút tự tin, quỷ vật cũng liền không có gì đáng sợ. Phạm Minh chủ động xin đi, một ngựa đi đầu xung phong. Tiêu Phàm âm thầm theo sát phía sau. Hắn mặc dù không thể tự xưng là một nhóm trong 9 người chiến lược thứ nhất, nhưng luận đến đối phó quỷ vật, cũng tuyệt đối không người có thể đưa ra phải. Dù coi như khỏi phải oán linh xuất mã. Hạo nhiên chính khí cùng thần thông sấm sét thậm chí tinh viêm chi lực, đều đối quỷ vật có rõ ràng khắc chế hiệu quả. Cứ việc Phạm Minh tận lực chậm dần tốc độ bay, trong khoảnh khắc, mọi người đã thoát ra ngoài mấy trăm dặm. Theo Diêu thành chủ nói, Cửu Hoa thành bên ngoài mấy trăm bên trong chỗ, liền có quỷ vật ẩn hiện. Cách đó không xa, một dãy núi vắt ngang ở trước mặt mọi người, từ xa nhìn lại, sương mù trùng điệp, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng. Phạm Minh nhấn một cái độn quang, hai mắt híp mắt. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhẹ nói, kỳ quái, nơi này vậy mà lại lên hắc vụ. Chấm ngoặc kép, hắn là Cửu Hoa thành nổi danh nhất yêu thú thợ săn, đối man hoang thế giới địa hình, rõ như lòng bàn tay. Đạo này sơn mạch liền vắt ngang tại Cửu Hoa thành ngoài mấy trăm dặm, chẳng khác gì là một cái giới núi. Là cái tình hình gì, Phạm Minh nhất quá là rõ ràng. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, lập tức nhẹ gật đầu. Nói, hắc vụ bên trong xác thực có gì đó quái lạ, bất quá đều là chút thấp cùng quỷ vật. Chúng ta có thể không cần để ý, trực tiếp từ bên trên ngọn núi bay qua. Dạng này đê giai quỷ vật, vô tri vô biết, không có nửa phân giá trị, vô luận diệt sát hay là bắt tới thu hoạch tình báo, đều không hề có tác dụng. Tiêu Phàm đề nghị này thu hoạch được mọi người nhất trí đồng ý. Lập tức mọi người đột nhiên tăng nhanh tốc độ bay, trong nháy mắt. Liền từ phía trên không dãy núi bay vút qua. Những cái kia đê giai quỷ vật cơ hồ hoàn toàn không có phát giác. Hai canh giờ về sau, một nhóm 9 người bắt đầu dần dần tiến vào man hoang thế giới thọc sâu khu vực. Dưới chân đại địa, dần dần thể hiện ra tranh vanh. Các vị đạo hữu, phía trước không xa chính là Hưng không phải Xuyên. Xuyên thượng phong lực cực mạnh, nhưng Xuyên ngọn nguồn lại rất bình tĩnh, chúng ta dĩ vãng xâm nhập man hoang chi địa, bình thường đều là từ Xuyên ngọn nguồn đi tiến vào. Lấy tiết kiệm pháp lực, mọi người nghe vậy. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy xa xa chân trời, loạn mây lăn lộn, nổi lên từng đạo vòng xoáy, chính là gió lốc điển hình đặc thù. Người liên can ai không phải kiến thức rộng rãi. Ngày bình thường gió lốc thấy nhiều, nhưng quy mô khổng lồ như thế gió lốc chiều, thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Lấy đoàn người cảnh giới, muốn mạnh mẽ xuyên qua cái này gió lốc chiều, nguyên bản không khó,
nhưng tiêu hao đại lượng pháp lực lại là tất nhiên. Đã xuyên ngọn nguồn bình tĩnh, như vậy từ xuyên ngọn nguồn đi tiến vào, tất nhiên là lựa chọn tốt hơn. Lại nhìn xuống, lại chỉ thấy một nói khe nứt to lớn, dần dần ở trên mặt đất hiện ra, lúc đầu chỉ vài trượng rộng, hơn 10 trượng sâu, càng đi về trước khe hở càng rộng, xuyên ngọn nguồn cũng càng sâu, hơn 100 dặm về sau, liền đã sâu không thấy đáy, dù coi như Tiêu Phàm vận khởi thiên nhãn thần thông, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm trượng chi sâu. Trên địa cầu, tuyệt không có khả năng nhìn thấy như thế hùng vĩ khe nứt lớn. Hưng không phải xuyên ngọn nguồn yên tĩnh, tựa hồ cũng không có quỷ vật ẩn hiện. Lại phi hành về phía trước một lát, gió lốc đã cực mạnh, phá mặt như đao. Liền từ nơi này đi xuống đi, lại hướng phía trước, liền tiến vào gió lốc khu. Phạm Minh nói, dưới chân độn quang đè ép, hướng khe nứt lớn bên trong bay đi. Tiêu Phàm lòng bàn chân tăng lực, nhoáng một cái liền càng đến trước, dẫn đầu tiến vào khe nứt bên trong. Phạm Minh thoảng qua khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một vòng cảm động chi ý. Lúc này làm mở đường tiên phong, nhưng chưa chắc có chỗ tốt gì, lại cái thứ nhất gặp được nguy hiểm. Vị này Tiêu Y Thánh, chẳng những y thuật cao minh, mà lại làm người chính trực vô tư, khó trách đối mặt Hạo Thiên Tông uy áp thời điểm, toàn bộ Kim Châu thành đồng đạo có thể đồng lòng nhất trí, lực kháng Hạo Thiên Tông. Mặc dù tại đáy cốc mấy trăm trượng chỗ sâu phi hành, phía trước đen kịt một màu, 9 người tốc độ bay hay là rất nhanh, dần dần tiến vào hưng không phải xuyên chỗ sâu. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ âm phong tự mãn dưới bay vút lên, nguyên bản liền âm lãnh khe nứt lớn chỗ sâu, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, phảng phất lập tức đặt mình vào cùng băng xuyên bên trong. Là quỷ vật, chấm ngoặc kép, lúc này có người lên tiếng kinh hô. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sậm đao mang lóe lên, viêm linh chi nhận đã nắm ở trong tay, một tay một dương, pháp lực mãnh liệt mà vào, màu đỏ sậm đao phong đảo mắt biến thành màu lam nhạt. Chạm, màu lam nhạt đao phong vung lên, chỉ thấy một đạo đồng dạng màu lam nhạt đao mang cuồn cuộn hướng phía dưới bổ tới. Bốn phía nguyên bản bỗng nhiên hạ xuống nhiệt độ không khí, lại đột nhiên tăng vọt, phảng phất đặt mình vào sấy khô trong lò. Tiện tay một đao, uy lực quả là tại tư. Từ khi tiến giai trung kỳ về sau, Tiêu Phàm đối tinh viêm chi lực vận dụng, sớm đã nâng cao một bước, có thể tiến một bước phát huy viêm linh chi nhận uy lực. Chi chi, chấm ngoặc kép, trong tiếng thét chói tai, chính hướng mọi người bổ nhào mà đến quỷ vật lập tức một trận vặn vẹo, đảo mắt hóa thành một cỗ khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợt thứ nhất từ xuyên ngọn nguồn sông lên quỷ vật, vậy mà liền này bị diệt giết không còn một mống, cái gì đều không có còn lại. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, những này sông lên quỷ vật, đồng giá đồng dạng không cao, nhiều nhất cũng liền tương đương với một chút trúc cơ kỳ đệ tử cấp thấp. Trong bọn họ bất luận một vị nào xuất thủ, đều có thể đem diệt sát. Nhưng mà tiện tay một đao, liền diệt phải sạch sẽ, không ít người tự hỏi, lại là khó mà làm được. Trước kia còn đối Tiêu Phàm nhanh như vậy liền tiến giai nguyên anh trung kỳ ôm không ít nghi vấn người, bỗng nhiên ý thức được, mình có lẽ phạm cái sai lầm, một cái không nhỏ sai lầm. Bất quá những này quỷ vật cấp bậc cố nhiên so lúc trước nhìn thấy những cái kia yếu lực cao một chút, nhưng như cũ là vô tri vô biết, chỉ có thể theo vốn có thể hành động. Cũng liền hung hãn không sợ chết. Khe nứt bên trong, chỉ thoảng qua yên tĩnh một chút, ngay sau đó, chi chi âm thanh, đại tác. Vô số quỷ ảnh từ xuyên ngọn nguồn gấp nhào mà lên. Những này quỷ vật không có tác dụng gì, đều diệt sát đi. Đoàn đội bên trong, có người kêu lên. Bọn hắn sở dĩ mạo hiểm tiến vào man hoang chi địa, vì chính là muốn bắt được cao giai quỷ vật, lại từ quỷ vật trong thần thức thu hoạch được tình báo. Người đồng hành bên trong, chỉ ít có 3 người đều tinh thông siêu hồn chi thuật. Những này không có thần thức quỷ vật, không có chút giá trị, chỉ có thể diệt sát, mọi người lập tức cùng thi triển thần thông, đại sát quỷ vật. Chỉ tiếc quỷ vật cấp bậc quá thấp, mấy vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ căn bản liền không cần thi triển chân chính thần thông, đến cùng ai mạnh ai yếu, lại là khó mà phân biệt. Lúc này, Tiêu Phàm lại không vội mà diệt sát những này quỷ vật. Cổ tay khẽ đảo, một con màu ngà sữa dài hơn một trượng đại thủ nổi lên, vào đầu đem một con quỷ vật nắm trong tay, kéo đến phụ cận. Ở đây cái khác 8 tên nguyên anh tu sĩ, đều so năm nào dài. Nhưng luận đến đối phó quỷ vật kinh nghiệm chi phong phú, lại không người có thể đưa ra phải. Ở địa cầu thời điểm, Tiêu Phàm liền đã diệt sát vô số quỷ vật. Cái này quỷ vật tại đại thủ giam cầm phía dưới, chi chi gọi bầy. Dốc hết toàn lực muốn tránh thoát đại thủ trưởng khống, tự nhiên chỉ là phí công mà thôi. Tiêu Phàm giơ tay phải lên, 5 ngón tay hướng ở giữa nắm chặt. Hạo nhiên chính khí một chút xíu xâm nhập vào quỷ vật trong thân thể, Tiêu Phàm song mi cau lại, tinh tế phân rõ.
cảm giác bên trên, quỷ vật này xác thực mang theo thương khung núi thế giới ngầm khí tức, nhưng tựa hồ lại không hoàn toàn nhất trí, còn mang theo một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được ma khí. Cũng không phải là thuần túy quỷ vật, cũng là tu luyện ma công thời điểm, bạn sinh ra đê giai quỷ vật. Tiêu tiên sinh, như thế nào? Khả năng tra ra những này quỷ vật lai lịch, thấy Tiêu Phàm bộ dáng như vậy, Phạm Minh một bên xuất thủ diệt sát quỷ vật, vừa nói. Tiêu Phàm lắc đầu, thấp giọng nói, tạm thời còn không thể xác định, bất quá hơi có chút quen thuộc. Cùng bắt đến cấp bậc cao hơn quỷ vật rồi nói sau. Tốt, kia liền trực tiếp hướng Vô Tình Xuyên đi. Phạm Minh không hổ là Liệp Vương, rõ ràng tại Vô Tình Xuyên kém chút nháo cái toàn quân bị diệt, nhưng như cũ dũng khí rất hào, không có chút nào vẻ sợ hãi. Đại trưởng phu chết thì chết tai, há có thể từ đọa uy danh. Cái này hưng không phải xuyên dưới đáy quỷ vật cố nhiên không ít, mấy vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ, không bao lâu thời gian, nhưng cũng bị diệt sát trống không. Nguyên bản loạn cả một đoàn xuyên ngọn nguồn bỗng nhiên an yên tĩnh, chỉ có đỉnh đầu gió lốc gào thét. Xem ra, Cửu Hoa Thành phải nhanh một chút chuyển di. Chấm ngoặc kép, nhìn qua đen xì xuyên ngọn nguồn, Tiêu Phàm song mi cau lại, thấp giọng nói một câu. Mặc dù bọn hắn tùy tiện diệt sát những này quỷ vật, nhưng hưng không phải xuyên cách Cửu Hoa Thành đã rất gần, mà lại bọn hắn là 9 tên nguyên anh trung kỳ cao thủ, Cửu Hoa Thành toàn thành hợp lại cùng nhau, cũng không có có nhiều như vậy nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Một khi số lớn quỷ vật mãnh liệt mà tới, tu vi cao thâm nguyên anh tu sĩ, có lẽ còn có cơ hội trốn được tính mệnh, những cái kia đệ tử cấp thấp cùng người bình thường, coi là thật chỉ có một con đường chết. Chờ chúng ta trở lại Cửu Hoa Thành, liền đốc xúc Siêu Thành chủ chuyển di. Bính lão tiên sinh nhẹ gật đầu, rất là tán thành. Đi thôi, Vô Vi chân nhân nói. Đoàn người liền là đồng loạt phi độn về phía trước mà đi, lần này, Phạm Minh lại một cách tự nhiên đem, tiên phong, vị trí tặng cho Tiêu Phàm, cùng hắn sóng vai mà đi, thoảng qua lạc hậu nửa người. Vừa rồi quỷ vật đột kích, Tiêu Phàm nhưng là cái thứ nhất làm ra phản ứng, những người khác còn không có động tĩnh, hắn một đao liền đem đợt thứ nhất quỷ vật diệt giết sạch sành sanh. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Phàm chẳng những phản ứng nhạy cảm, mà lại tu luyện công pháp, chính là quỷ đạo khắc tinh. Hưng không phải xuyên cùng nó phía trên gió lốc khu, tại man hoang thế giới đại đại hữu danh, nó dài không biết mấy chục nghìn bên trong. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, 9 đạo nhân ảnh mới từ đen xì xuyên ngọn nguồn bắn ra, bên trên không trung đã đem gió lốc khu lắc tại phía sau. Từ nơi này tiến về Vô Tình Xuyên, nếu như hết thảy thuận lợi, lại có 3-4 ngày thời gian, cũng liền đủ. Phạm Minh nói, tại man hoang thế giới không có truyền tống trận có thể dùng, chỉ có thể dựa vào mình phi đột. 3-4 ngày thời gian, đã coi như là rất ngắn. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, phong vũ tàu cao tốc nổi lên, đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trượng lớn tiểu. Đã còn muốn phi độn lâu như vậy, liền phải chú ý tiết kiệm pháp lực. Còn không biết có bao nhiêu lợi hại quỷ vật chờ lấy đi ứng đối. Chương 1125, Vô Tình Xuyên. Thoạt đầu, đoàn người đối phong vũ tàu cao tốc còn không có cảm thấy có chỗ đặc biệt nào. Một đám trung kỳ tu sĩ. Phi hành pháp bảo ai không có một hai kiện. Chỉ bất quá, khi phong vũ tàu cao tốc ngay từ đầu phi đột, mọi người liền đều sửng sốt. Nhanh như vậy, mấy có lẽ đã cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tốc độ bay tương xứng. Tốc độ bay cực nhanh cỡ nhỏ phi hành pháp bảo, ngược lại là chẳng có gì lạ, không ít người đều tùy thân mang theo, có thể cung cấp một hai người cưỡi. Nhưng chiếc này tàu cao tốc rõ ràng là cỡ lớn phi hành pháp bảo, đủ để chứa nổi mấy chục hơn trăm người. Vậy mà cũng có thể lấy dạng này tốc độ cực hạn phi đột, quả thực là chưa từng nghe thấy. Vị này trẻ tuổi Tiêu Y Thánh, thật đúng là cất giấu không ít bí mật a. Phong vũ tàu cao tốc tốc độ bay dù nhanh, dù sao so nguyên anh tu sĩ tốc độ bay vẫn là phải chậm hơn mấy phân. Nguyên bản 3-4 ngày có thể đuổi tới Vô Tình Xuyên, tàu cao tốc dùng 6 ngày. Nhưng mà một đường thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào dây dưa, ngẫu nhiên nhìn thấy chút vô tri vô biết đê giai quỷ vật. Tiêu Phàm đều là điều khiển tàu cao tốc bỏ xa, lười nhắc cùng bọn chúng tranh đấu, thuần túy lãng phí pháp lực, còn trì hoãn thời gian. Đến ngày thứ 6 buổi chiều, xa xa, một đạo cự đại dưới mặt đất khe nứt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc trước cái kia đạo hưng không phải xuyên, cùng đạo này dưới mặt đất khe nứt tương đối mà nói, quả thực cùng tiểu hài tử tiện tay dưới đất phủi đi ra tiểu câu tương tự. Trên địa cầu nổi tiếng nhất Đông Phi khe nứt lớn, thì ngay cả con lạch nhỏ cũng không tính là. Nhiều nhất là móng tay bóp ra một đạo bạch sắc dấu vết. Man hoang thế giới địa hình địa vật, quả thật kỳ lạ. Nơi này đã coi như là man hoang thế giới thọc sâu chỗ, đương nhiên cách chân chính khu vực trung tâm còn rất xa, ngay cả bên cạnh đều chẳng liên quan.
nhưng kia hay là bởi vì man hoang thế giới đủ rất rộng lớn, lại không có nghĩa là vô tình xuyên còn tại khu vực biên giới. Dựa theo Phạm Minh lời nói, dĩ vãng chạy tới nơi này, vận khí tốt. Đã có thể đụng phải không ít cấp 9 cấp 8 yêu thú. Đối bọn hắn những này nguyên anh trung kỳ tu sĩ đến nói, cấp 9 cấp 8 yêu thú tự nhiên không có chút nào lực hấp dẫn, nhưng cầm tới trong phường thị, lại là đại bút linh thạch, vô số tu sĩ kim đan sẽ vì thế tranh bể đầu. Nhưng bây giờ, dõi mắt chỗ đến, rộng lớn vùng quê bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, đừng bảo là cao giai yêu thú, ngay cả bình thường thú loại cũng không thấy một con. Man hoang thế giới kỳ thật cũng cùng thế giới loài người đồng dạng, phổ thông thú loại số lượng vượt xa yêu thú, muốn hàng ngàn hàng vạn con phổ thông thú loại bên trong, mới có một đầu dị biến thành yêu thú. Tỷ lệ so thế giới loài người tu sĩ còn muốn tiểu. Bởi vì yêu thú là có thể đời đời truyền lại, yêu thú đời đời con cháu đều là yêu thú. Khác nhau chỉ là huyết mạch thuần không thuần khiết, nhưng nhân loại tu sĩ đời đời con cháu, nhưng không thấy phải đều là tu sĩ. Rất nhiều thành danh tu sĩ, thường thường chỉ có con trai độc nhất độc nữ, kỳ thật đó là một loại hiểu lầm. Con cái của bọn hắn cũng không ít, khả năng có mấy cái. Nhưng trong đó người mang linh căn, chân chính thích hợp tu luyện, cũng chỉ có như vậy một cái thôi. Tu sĩ thọ nguyên vượt xa người bình thường, qua mấy thập niên, những cái kia không có linh căn con cái đều hóa thành cát vàng. Chỉ có thích hợp tu luyện một cái kia còn sống sót, trong mắt người ngoài. Đây chính là con trai độc nhất độc nữ, thậm chí không ít tu sĩ con cái đều không thích hợp tu luyện, ngược lại là tôn tử tôn nữ bên trong có thể tìm tới người mang linh căn người. Như là loại này, nhiều không kể xiết, bất quá, vợ chồng song phương đều là tu sĩ cấp cao. Sinh ra tới con cái, người mang linh căn khả năng liền phải lớn hơn nhiều. Người bình thường bên trong xuất hiện người tu chân tỷ lệ 10.000 có 1. Tu sĩ cấp cao con cái thích hợp tu luyện tỷ lệ, có đôi khi thậm chí cao tới 2:1, thậm chí từng cái đều thích hợp, chỉ là linh căn tinh to đến đừng. Như thế 10 điểm bình thường, cùng ưu sinh học nguyên lý không bàn mà hợp. Rộng lớn vô ngần vùng quê bên trên, thậm chí ngay cả bình thường thú loại đều không gặp được một con, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Phạm Minh từ tàu cao tốc bên trong đi ra đến, đứng tại Tiêu Phàm bên người, trầm giọng nói, Tiêu tiên sinh. Chúng ta lần trước chính là tại vô tình xuyên dưới đáy gặp được quỷ vật tập kích, cần dưới đi điều tra sao? Tiêu Phàm chậm rãi nói, như là đã đến, kia liền không có không công mà lui đạo lý. Quỷ vật một khi có linh trí, liền rất giảo hoạt. Phạm Minh nhắc nhở một câu, có thể phục kích đường đường Liệp Vương, quỷ vật linh trí, quả thực không thấp. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói cho nên chúng ta muốn biện pháp dự phòng. Bất luận cái gì một tên cao minh chỉ huy viên, chỉ huy tác chiến thời điểm. Đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách lưu lại đội dự bị. Không có đội dự bị chiến đấu, là vô cùng nguy hiểm. Điểm này, Tiêu Phàm hết sức rõ ràng. Đơn giản thương nghị qua đi, Tiêu Phàm, Phạm Minh, Bính Lão tiên sinh cùng Vô Vi chân nhân một tổ, dưới vô tình xuyên dưới đáy đi điều tra, cái khác năm vị lưu ở trên trời, làm hậu viện. Vạn nhất gặp được quỷ vật mai phục tập kích, cũng không đến nỗi bị bao sủi cảo. Bóng người lóe lên, Tiêu Phàm bọn 4 người rời đi tàu cao tốc. Hướng vô tình xuyên xuyên ngọn nguồn chậm rãi hạ xuống. Một chuyến này 4 người, Tiêu Phàm cùng Bính Lão tiên sinh đều tu luyện có chí dương tinh viêm chi lực, đối phó quỷ vật có phần có hiệu quả, Vô Vi chân nhân tu luyện cũng là dương cương công pháp, Phạm Minh thì là dẫn đường. Tiêu Phàm cùng vừa rời đi tàu cao tốc, những người khác cũng nhao nhao từ tàu cao tốc bên trong lách mình mà ra, mặt đối phương hướng khác nhau, thần niệm chi lực thả ra, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nơi này mặc dù còn không phải man hoang thế giới khu vực trung tâm, lại là sớm nhất xuất hiện quỷ vật chỗ. Chỉ sợ bây giờ man hoang thế giới chỗ có gì đó quái lạ, nơi đây chính là đầu nguồn. Quả thật như thế, dựa theo lẽ thường đến nói, nơi đây sẽ có quỷ vật trọng binh đóng quân. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, thu phong vũ tàu cao tốc. 4 người vừa mới xuống đến 450 trượng sâu chỗ, 4 phía liền đã một mảnh băng hàn, trên vách đá tràn đầy xương trắng, từng đợt cực hàn âm phong. Từ xuyên ngọn nguồn xoay tròn mà lên. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thần thức mở rộng, thần niệm chi lực xa xa nhô ra số bên ngoài trăm trượng. Nhưng mặc kệ là thiên nhãn thần thông hay là thần niệm chi lực, đều chưa từng phát giác khác thường, dõi mắt chỗ đến, chỉ thấy từng mảnh đen nhánh mê vụ không ngừng cuồn cuộn. Ngay cả linh thú điểm oán linh đều còn tại ngủ say, không có nửa phân động tĩnh. Đối quỷ vật, oán linh là mẫn cảm nhất, gia hỏa này là cái ăn hàng. Cứ việc Tiêu Phàm đám người đã tận lực áp chế tốc độ bay, hay là rất nhanh liền xuống đến mấy ngàn trượng chỗ sâu. Đi đầu dẫn đường Phạm Minh bỗng nhiên đè lại độn quang, song mi bỗng nhiên dương lên. Tình hình không đúng, chấm ngoặc kép,
Phạm Minh trầm giọng kêu lên. Sao? Vô Vi chân nhân hỏi. Nơi này địa hình thay đổi, trước kia không có đạo này rãnh sâu. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy một đạo đen nhánh rãnh sâu, xuất hiện ở trước mắt mọi người, mê vụ âm phong, chính là từ cái này trong rãnh sâu không ngừng cuồn cuộn mà ra. Cái này cũng không có gì, mấu chốt là, đạo này rãnh sâu tựa hồ có thôn phệ thần niệm chi lực tà dị, lấy Tiêu Phàm viễn siêu cùng giai tu sĩ cường đại thần thức, thần niệm chi lực thăm dò vào rãnh sâu, cũng là có đi không về. Phảng phất thật là vực sâu không đáy. Vô Vi chân nhân kinh ngạc nói, nơi này vốn là vực sâu. Chấm ngoặc kép, có đạo rãnh sâu, gì đủ là lạ. Phạm Minh lắc đầu liên tục, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nói, không đúng, ta lần trước chính là đến nơi này, có thể khẳng định không có đạo này rãnh sâu. Vô Vi đạo huynh, tại hạ thế nhưng là cái thợ săn. Tại man hoang thế giới săn bắt yêu thú, quen thuộc địa hình chính là cực kỳ quan trọng khâu, một cái ngay cả địa hình đều sẽ nhớ lầm thợ săn, cũng sớm đã trở thành yêu thú trong bụng thức ăn ngon, nơi nào còn có thể trở thành một đời liệp vương. Như thế nói đến, nơi đây chính là cổ quái đầu nguồn. Chấm ngoặc kép, Vô Vi chân nhân nói, quay đầu nhìn về phía Bính lão tiên sinh, nhìn hắn như thế nào quyết định. Bính lão tiên sinh ánh mắt nhấp nháy, tiếp cận kia đen nhánh rãnh sâu, nhất thời cũng không tốt quyết đoán. Chưa tiến vào, cái này trong rãnh sâu truyền tới khí tức, liền đã tại áp chế công pháp của bọn hắn. Chí dương chi lực cùng tinh viêm chi lực, cố nhiên đều có thể khắc chế quỷ đạo công pháp, nhưng trái lại, quỷ đạo công pháp chí dương cùng tinh viêm chi lực trời sinh khắc tinh. Bính lão tiên sinh còn không có làm ra quyết định, ngay tại linh thú điểm bên trong ngủ say oán linh, bỗng nhiên tỉnh lại, rất hưng phấn hướng Tiêu Phàm truyền lại tin tức, muốn lập tức ra. Nguyên bản Tiêu Phàm vẫn chưa tại oán linh ở linh thú điểm thiết trí cấm chế, oán linh chỉ cần nghĩ ra được tùy thời đều có thể ra. Bất quá lần này là tập thể hành động, Tiêu Phàm liền tại linh thú điểm bên trên thiết trí cấm chế, không có đạt được hắn cho phép, oán linh không có thể tùy ý ngoi đầu lên. Mọi người coi chừng, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, thanh quang lóa mắt, phải rồng giáp nổi lên, nháy mắt đem toàn thân hắn đều bao vây lại. Bính lão tiên sinh, Vô Vi chân nhân, Phạm Minh đều là trải qua sát trận lão thủ, gặp một lần Tiêu Phàm bộ dáng như vậy, thấy không đúng, lập tức thân thể khẽ động, hướng bốn phía tản mát, riêng phần mình lộ ra bảo vật. Chỉ thấy trong rãnh sâu, từng đợt tiếng quỷ khóc truyền đến, vô số đen nhánh quỷ ảnh, cấp tốc từ câu ngọn nguồn xông ra, hai mắt vị trí, xanh mênh mang quỷ hỏa lấp lánh, xem xét liền cùng lúc trước gặp phải những cái kia vô tri vô biết đê giai quỷ vật khác nhau rất lớn, chỉ ít cũng có chút cơ trung hậu kỳ trở lên tu vi, trong đó không ít, thậm chí có kim đan kỳ linh áp. Vô luận trúc cơ kỳ hay là kim đan kỳ, đối Tiêu Phàm bọn người tới nói, tự nhiên là hào không đáng nói đến. Nhưng mà nhóm này quỷ vật số lượng thực tế nhiều lắm. Có một câu tục ngữ, gọi con kiến gặm voi. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, đen nhánh tụ hồn bát ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Món pháp bảo này, trước đây một mực giao cho oán linh tại đảm bảo, trước đó không lâu Tiêu Phàm mới một lần nữa tự oán linh trong tay, mượn, đến. Bất quá Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được, bị oán linh bồi dưỡng mười mấy năm về sau, tụ hồn bát uy năng hơn xa lúc trước, uy linh lão ma mặc dù là nguyên anh kỳ quỷ đạo tu sĩ, lại nơi nào có thể so ra mà vượt trời sinh quỷ linh tại quỷ đạo công pháp bên trên lĩnh ngộ. Tiêu Phàm tay trái bấm quyết, miệng bên trong niệm chú, tụ hồn bát miệng hắc quang đại phóng, một cơn lốc xoáy nổi lên. Xông vào trên cùng quỷ vật lập tức hoảng sợ chi chi kêu loạn, thân bất do kỷ bị vòng xoáy hút vào, hắc phụ tạo thành thân thể lập tức co lại nhỏ, vô luận như thế nào giãy giụa, cũng là uổng công, tụ hồn bát uy lực, không phải bọn chúng có thể kháng cự được. Quỷ đạo pháp bảo, Phạm Minh bọn người lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt trở nên có chút quái dị. Mỗi người bọn họ đều có thể cảm ứng được, Tiêu Phàm tu luyện công pháp đường hoàng chính đại, không mang mảy may tà khí. Mặc dù Kim Châu thành bảy đại tông môn thủ lĩnh, chưa hẳn từng cái đều tính chính đạo nhân vật, nhưng đối với dạng này tu luyện thuần chính nhất chính đạo công pháp tu sĩ, hay là sẽ âm thầm trong lòng còn có kinh ý. Đây cũng là Tiêu Phàm tại Kim Châu thành uy vọng tiếp tục tăng cao nguyên nhân một trong. Lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm sẽ tế ra quỷ đạo pháp bảo tới. Bất quá nhìn qua, pháp bảo này uy năng cực mạnh, đại lượng quỷ vật đều nhao nhao bị tụ hồn bát hút tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1126, cố nhân gặp nhau. Thật to gan, theo cái này âm thanh quát lớn, một đạo to lớn cự lực bỗng nhiên từ trong rãnh sâu bay vụt mà tới. Tiêu Phàm mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra đến. Đây là một chi bạch cốt ma tiễn, kéo lấy thật dài màu đen cái đuôi, phía trên bám vào lực đạo cực mạnh. Chưa bắn tới phụ cận, tụ hồn bát thả ra vòng xoáy liền đã lớn thụ ảnh hưởng,
bắt đầu vặn vẹo. Tiêu Phàm tay trái vừa nhấc, ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ hướng trước điểm ra, phích lịch, một tiếng, một đạo ngân sắc hồ quang điện tật bổ mà ra, chính giữa bạch cốt ma tiễn. Ma tiễn một tiếng gào thét, ở giữa không trung vỡ thành ba đoạn. A, trong hắc phụ, vang lên kinh ngạc thanh âm, lập tức hắc phụ hướng hai bên tách ra, một bộ màu trắng loáng khô lâu nổi lên. Là ngươi, ngay sau đó, Tiêu Phàm cùng trắng muốt khô lâu đồng thời lên tiếng kinh hô. Vậy mà là, người quen biết cũ, cỗ này trắng muốt khô lâu, chính là thương khung núi thế giới ngầm cửu âm thành ba vị thành chủ một trong, có vẻ như xếp hạng thứ ba, gọi là khổ thành chủ. Mà vị này khổ thành chủ, đối Tiêu Phàm càng là khắc sâu ấn tượng. Huynh đệ bọn họ hao hết thiên tân vạn khổ luyện chế ra đến cửu âm bạch cốt điểm, chính là bị gia hỏa này nuôi dưỡng quỷ linh cướp đi, dẫn đến 10.000 năm tâm huyết, trôi theo nước chảy. Lại không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp lại lần nữa. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Trắng muốt khô lâu lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười bén nhọn vô so. Ha ha, tốt, ha ha ha. Tiêu đạo hữu, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Rất tốt, trắng muốt khô lâu vừa hiện thân, những cái kia chen chúc mà tới quỷ vật liền là đình chỉ tiến công, tụ tập tại bốn phía, tựa hồ đang đợi trắng muốt khô lâu mệnh lệnh. Bỗng nhiên ở đây nhìn thấy trắng muốt khô lâu, Tiêu Phàm cũng giật nảy cả mình, suy đoán của hắn được chứng minh, thương khung núi thế giới dưới lòng đất quỷ vật. Thật chạy đến, nhưng đến cùng là bởi vì loại nguyên nhân nào chạy đến, lại vẫn chưa biết được. Bất quá cái này trắng muốt khô lâu, chính là quỷ vật thủ lĩnh, nếu là bắt giữ hắn, nhất định có thể biết nội tình. Lão tiên sinh, muốn đem người này cầm xuống. Tiêu Phàm lập tức chấn định lại, lập tức hướng bính lão tiên sinh truyền âm nói. Trắng muốt khô lâu trên thân lộ ra khí tức không tại nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ phía dưới, lấy Tiêu Phàm dưới mắt thần thông, đánh bại hắn có lẽ có thể làm được, nhưng muốn bắt sống lời nói, độ khó liền không tiểu. Cũng may hắn không phải một người đến. Được, đợi chút nữa mời Phạm đạo hữu cùng vô vi đạo bạn ngăn trở cái khác quỷ vật, hai người chúng ta xuất thủ cầm nã kẻ này. Đừng nhìn bính lão tiên sinh ngày bình thường tựa hồ không để ý tới tục vụ, quan trọng trước mắt. Lại là hào nghiêm túc, Tiêu đạo hữu, oán linh đâu, cửu âm bạch cốt điểm đâu, người giao ra, ta liền thả mấy người các ngươi một con đường sống. Trắng muốt khô lâu đáy mắt quỷ hỏa lấp lánh, đối cái khác ba tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ mắt cũng không nhìn thẳng một chút, chỉ một mực tiếp cận Tiêu Phàm. Tràn đầy vẻ tham lam, khẩu khí chi lớn, càng là không cùng luân so, tựa hồ mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong mắt hắn, bất quá là một bữa ăn sáng thôi, giơ tay ở giữa liền có thể diệt sát. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ống tay áo lắc một cái, lôi quang tháp lượn vòng mà ra. Đón gió căng phồng lên, khoảnh khắc hóa thành lớn gần trượng nhỏ, toàn thân hồ quang điện xen lẫn, lóa mắt sinh huy. Thủ đoạn lại lật một cái, tụ hồn bát thu vào, viêm linh chi nhận cầm ở trong tay. Bính lão tiên sinh trong tay, thì cầm một thanh hai thước lớn nhỏ kim hoàng sắc quạt lá cỏ. Hắc hắc, xem ra mấy người các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền giết các ngươi lại nói, không tin tìm không thấy. Chấm ngoặc kép, thấy như vậy tư thế, trắng muốt khô lâu cũng là cười lạnh một tiếng, hai cái hãm sâu trong hốc mắt, quỷ hỏa nhảy loạn. Giết, trắng muốt khô lâu một tiếng quát chói tai. Bốn phía tụ tập quỷ ảnh nghiêm nghị gào thét, nhao nhao hướng bốn người đánh tới. Chen làm một đoàn lúc tựa hồ cũng không có bao nhiêu, nhưng quỷ vật thân thể hữu hình vô thể, cái này tản ra ra, lập tức liền cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, xuyên ngọn nguồn nhiệt độ không khí lần nữa chợt hạ xuống, phảng phất đặt mình vào cùng trong hầm băng. Bính lão tiên sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay quạt lá cỏ đón gió phồng lớn, trong khoảnh khắc hóa thành lớn gần trượng nhỏ, kim quang lóng lánh, hai tay nắm ở cán quạt, hết sức một cái, một cỗ nóng bỏng vô so sóng lửa mãnh liệt mà ra, những nơi đi qua, băng tuyết tan rã, vô số quỷ vật ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, liền bị sóng lửa cuốn vào, đảo mắt biến thành cho tàn. Bính lão tiên sinh thân thể lóe lên, liền từ nguyên địa mất đi bóng dáng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm trong tay viêm linh chi nhận hóa thành màu lam nhạt, một đao bổ ra, màu lam nhạt đao mang lướt qua, sóng mở dâng lên, không có quỷ vật có thể ngăn cản được, khoảnh khắc xuất hiện một cái thông đạo. Tinh viêm chi lực, trắng muốt khô lâu hiển nhiên không nghĩ tới bính lão tiên sinh cùng Tiêu Phàm tinh viêm chi lực sắc bén như thế, thầm kinh hãi, dưới chân mây đen cùng một chỗ, lúc này hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Đúng lúc này, trong hư không không khí một trận vặn vẹo. 24 chuôi thanh quang lấp lóe vảy rồng đoàn kiếm nổi lên, cuồn cuộn hướng về phía trước đánh tới. Phát giác tình hình không đúng, Tiêu Phàm đã sớm đem vảy rồng kiếm trận vung ra ngoài, dự làm chuẩn bị.
kiếm trận, còn có những người khác. Trắng muốt khô lâu kinh hãi, vội vàng hướng về hai bên phải trái nhìn lại. Bóng người lóe lên, Bính lão tiên sinh ra hiện tại phía bên phải của hắn, Tiêu Phàm lại ở bên trái cách đó không xa vô thanh vô tức hiện thân mà ra, đỉnh đầu lôi lóng lánh, như ý lôi quang tháp bay đến kiếm trận trên không, phong kín trắng muốt khô lâu tất cả đường lui. Hảo hảo, ngược lại là ta chủ quan. Chấm ngoặc kép, Tiêu đạo hữu, không nghĩ tới mười mấy năm không gặp, người lại nhưng đã tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, cái này ảo thuật làm sao biến, khổ nào đó thật đúng là làm không rõ ràng, hẳn là phục cái gì nghịch thiên linh đan diệu dược. Trong lời nói tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng cũng đã rất nhanh khôi phục trấn định. Dù sao cũng là hai đời chuyển sinh, sống không biết bao nhiêu 10.000 năm lão yêu quái, trải qua mấy vạn năm trước giao diện đại chiến, sóng gió gì chưa thấy qua. Dù là như thế, trắng muốt khô lâu hay là đối Tiêu Phàm loại này tiến giai tốc độ biểu thị hoàn toàn không thể nào hiểu được, tại trong trí nhớ của hắn, cho tới bây giờ không người có thể tại ngắn ngủi mười mấy năm thời gian bên trong, từ kim đan hậu kỳ nhảy lên đến nguyên anh trung kỳ. Chút điểm thời gian này, dù coi như tại kim đan kỳ cũng không có khả năng ngay cả vượt hai giai. Chỉ có tại trúc cơ kỳ mới miễn cưỡng khả năng. Nguyên anh kỳ, thực tế quá nghịch thiên, Tiêu Mỗ gặp gỡ như thế nào, cũng không nhọc đến các hạ hao tâm tổn trí. Ngược lại là các hạ không tại thương khung dưới núi đợi, chạy đến đất man hoang này đến cùng là mục đích gì? Chẳng lẽ coi là thời thế hiện nay, liền không người có thể thu thập được các ngươi những này thất dạ giới cặn bã còn lại a? Tiêu Phàm lãnh đạm nói. Thất dạ giới, Tiêu đạo hữu, chỉ giáo cho. Không đợi trắng muốt khô lâu mở miệng, Bính lão tiên sinh đã kinh hãi, khẩn cấp hỏi. Lão tiên sinh, tại hạ nhiều năm trước đã từng đi qua Lệ Thú Sơn mạch thế giới ngầm, nơi đó là một cái viễn cổ giao diện đại chiến thời điểm lưu lại siêu cấp phong ấn pháp trận phía dưới, liền là năm đó thất dạ giới tu sĩ mộ địa, không ít thất dạ giới ma tu cùng quỷ tu, đều hóa thành hung quỷ lệ phách. Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều hướng Bính lão tiên sinh làm giải thích. Bính lão tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, nói như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đã lần nữa cùng thất dạ giới lấy được liên hệ? Bằng không, chỗ này dám lung tung ngoi đầu lên, trắng muốt khô lâu cười lạnh một tiếng, nói cái này các ngươi liền không cần quan tâm. Biết rõ đất man hoang này đã bị chúng ta chiếm cứ, còn dám xâm nhập đến đây đi tìm cái chết, lá gan coi là thật không tiểu. Cái này kêu là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Tiêu đạo hữu lúc trước trộm đi chúng ta bảo vật. Hiện tại cũng không phải còn nguyên đưa trở về rồi sao? Đối tình cảnh của mình, đúng là không chút nào lo lắng, tựa hồ có hoàn toàn chắc chắn ứng đối hai tên cùng giai tu sĩ cùng kiếm trận vây công. Bên kia toa, Phạm Minh cùng Vô Vi chân nhân cũng là cùng thi triển thần thông, đem đại lượng quỷ vật đều hấp dẫn tới. Cũng có tiểu bộ phân quỷ vật hướng bên này vào tới, lại bị Tiêu Phàm cùng Bính lão tiên sinh thân bên trên tán phát tinh viêm khí hơi thở ngăn ở ngoài vòng tròn, nhất thời không cách nào tới gần. Tiêu Phàm thần niệm thúc dục, 24 chuôi vảy rồng đoàn kiếm lập tức hướng trắng muốt khô lâu cắt mà đi. Bính lão tiên sinh tay cầm kim sắc quạt lá cọ ở một bên lược trận. Hắn cũng nhìn ra được, Tiêu Phàm bày ra kiếm trận này cực kỳ thần diệu, tạm thời không cần hắn viện thủ. Hừ, kiếm trận này ngược lại cũng có chút ý tứ, đáng tiếc là thủy thuộc tính pháp bảo. Chấm ngoặc kép, trắng muốt khô lâu cười lạnh, một cỗ hắc phụ từ hắn khung xương ở giữa phun ra ngoài, xung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, trong nháy mắt 24 chuôi vảy rồng đoản kiếm bỗng nhiên biến thành màu sắc đen nhánh, bị đông cứng thành 24 chuôi màu đen băng kiếm, định tại trong giữa không trung. Cái này trắng muốt khô lâu tu luyện, thế mà cũng là cực kỳ tinh thuần băng hàn thuộc tính công pháp, vừa vặn khắc chế vảy rồng kiếm thần thông. Thủy thuộc tính pháp bảo không đả thương được ngươi, kia lôi thuộc tính đâu? Tiêu Phàm liền cười, cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng hỏi một câu. Cái gì? Trắng muốt khô lâu lúc này mới cảm ứng được đến từ đỉnh đầu khí tức nguy hiểm. Chỉ tiếc, lúc này còn muốn né tránh, lại là vô luận như thế nào cũng không kịp. Phích lịch một tiếng, lôi quang tháp ngọn nguồn một đạo thô to hồ quang điện, vào đầu mãnh bổ xuống. Trắng muốt khô lâu đáy mắt quỷ hỏa lóe lên, đột nhiên một tiếng bén nhọn gào thét chấn vang lên, cái này âm thanh gào thét đến mức như thế đột nhiên, lại quỷ dị vô so, dù là Tiêu Phàm cùng Bính lão tiên sinh đều thần niệm cường đại, bất ngờ không đề phòng, cũng cảm thấy đầu não một trận mê muội, nháy mắt cùng lôi quang tháp mất đi liên hệ. Quỷ khiếu, Tiêu Phàm giật nảy cả mình, hạo nhiên chính khí cấp tốc vận chuyển, khoảnh khắc liền đem đầu não ở giữa cảm giác hôn mê loại trừ sạch sẽ. Thừa dịp cái này sát na trì hoãn, trắng muốt khô lâu thân thể uốn éo, hiểm mà lại hiểm tránh đi, thiên lôi oanh đỉnh, lôi điện chi lực sượt qua người, cùng Tiêu Phàm tỉnh táo lại thời điểm, trắng muốt khô lâu đã đến kiếm trận biên giới, liền muốn lách mình mà đi.
lại chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng sóng lửa gào thét mà tới. Lưu lại đi, Bính lão tiên sinh thanh âm lạnh lùng tại vang lên bên tai. Tất cả mọi người nói, Bính lão tiên sinh mới là Kim Châu thành đệ nhất cao thủ, sớm đã đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ đại thành cảnh giới, lúc nào cũng có thể đưa thân hậu kỳ đại tu sĩ hàng ngũ, công lực chi sâu, còn tại Phương Phi Dương phía trên. Bây giờ gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá trong khoảnh khắc, liền từ quỷ khiếu bên trong lấy lại tinh thần, phiến phiến ra. Trắng muốt khô lâu cố nhiên tu vi cũng không dưới trung kỳ tu sĩ, lại là tuyệt đối không dám ngạnh giang cái này một cái chi uy, dưới sự kinh hãi, phi thân lui về sau đi. Hư giữa không trung, lại là 24 chuôi vảy rồng đoản kiếm nổi lên, thanh lóng lánh, lóa mắt sinh huy. Chuyện gì xảy ra, trắng muốt khô lâu không khỏi rít lên một tiếng. Kia 24 chuôi vảy rồng kiếm minh minh còn bị phong tại hắc băng bên trong, sao nơi này lại xuất hiện một đống đoản kiếm? Chương 1127, phá vây. Lần này, là thật không thể né tránh, ngay cả âm hàn thần thông cũng không kịp thi triển. Một trận chói tai đến cực điểm tiếng tạch tạch vang lên. Khổ thành chủ bộ khô lâu này không biết là loại nào chất liệu luyện chế mà thành, cứng rắn dị thường, ngay từ đầu vậy mà ngạnh sinh sinh đứng vững vảy rồng kiếm cắt. Bất quá cũng chỉ là hơi ngăn cản một chút, rất nhanh khung xương bên trên liền bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, lập tức hướng bốn phía lan tràn mà đi. Lẽ nào lại như vậy? Một tiếng gầm thét, trắng muốt khô lâu phía trên, hắc vụ cuồn cuộn mà ra, khoảnh khắc liền đem toàn thân bao phủ, tính cả 24 chuôi vảy rồng kiếm đều chìm không ở bên trong. Cắt âm thanh im bặt mà dừng, Tiêu Phàm đưa tay một chỉ, tiếng ầm vang bên trong, lôi quang tháp dưới đáy hồ quang điện lóe lên mà xuống, trùng điệp đánh vào hắc vụ phía trên. Một tiếng sắc nhọn kêu thảm bỗng nhiên vang lên, qua trong giây lát hắc vụ tán đi, 24 chuôi vảy rồng kiếm tứ tán bay ra, trong hắc vụ, trắng muốt khô lâu nổi lên, vô số vết rạn trải rộng tại khô lâu đồng hồ mặt chi thượng, hạ một khắc, liền hóa thành từng khúc mảnh vỡ, lại hóa thành điểm điểm cho bụi, một trận âm phong thổi qua, như vậy tiêu tán thành vô hình. Trốn chỗ nào, Bính lão tiên sinh bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trong tay quạt lá cọ vung lên, lại là một cỗ nóng bỏng sóng lửa hướng về phía trước lăn lăn đi. Chỉ thấy một đạo cực kỳ nhạt bóng đen tại mảnh vụn bên trong lóe lên, liền hướng dưới chân không đáy rãnh sâu kích bắn đi, ẩn ẩn có cực mạnh linh lực ba động, từ trong bóng đen lộ ra. Vậy mà là quỷ vật này tiếp lấy khô lâu bạo liệt nháy mắt, lấy thay mận đổi đào kế sách, trốn qua một kiếp, nghĩ muốn thừa cơ bỏ chạy. Bính lão tiên sinh một mực tại bên cạnh lược trận, phát giác khác thường, lập tức xuất thủ. Chỉ tiếc, hay là hơi trễ chút, Nguyên Anh trung kỳ quỷ vật, vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy diệt sát. Cuồn cuộn sóng lửa đập vào mặt, vô tận hắc vụ bỗng nhiên từ trong rãnh sâu toát ra. Đảo mắt hóa thành một đạo màu đen tường băng, gắt gao đem sóng lửa ngăn tại bên ngoài. Bóng đen một cái xoay tròn, ẩn vào trong hắc vụ, lập tức ngưng tụ thành hình, biến thành một đạo mơ mơ hồ hồ quỷ ảnh. Tiêu Phàm, ngươi hủy ta pháp thể, ta muốn ngươi đền mạng. Cái kia quỷ ảnh không ngừng lăn lộn, nổi giận đùng đùng quát. Tiêu Phàm không nói hai lời, nâng tay khẽ vẫy, thu hồi vảy rồng đoản kiếm. Viêm linh chi nhận nổi lên. Song tay nắm chặt, một đao bổ ra. Tại sóng lửa công kích phía dưới, đã biến mỏng không ít màu đen tường băng, lại bị màu lam nhạt đao mang một chạm, lập tức sụp đổ, nứt làm vô số mảnh vỡ. Đao mang không chút do dự, trực tiếp hướng quỷ ảnh chém tới. Quỷ ảnh không tránh không né, màu lam nhạt đao mang một chạm mà qua, như là nung đỏ đao cắt ngưng kết mỡ bò, sương mù màu đen tùy theo tan rã. Hừ, ở đây, mặc ngươi bản sự thông thiên. Cũng là đường chết một đầu. Khổ thành chủ thanh âm, lập tức tại bốn phương tám hướng vang lên, uy mãnh, viêm linh trảm, vẫn chưa tổn thương đến hắn. Ngay sau đó, một đoàn hắc vụ bao vây lấy hai đoàn quỷ hỏa, hướng đen nhánh rãnh sâu kích bắn đi. Lão tiên sinh, tình hình không đúng, nơi đây không nên ở lâu. Tiêu Phàm sắc mặt nghiêm túc, đối Bính lão tiên sinh nói. Đi, Bính lão tiên sinh cũng là trải qua chiến trận, kinh nghiệm lão đạo, lập tức vung lên quạt lá cọ. Sóng lửa cuồn cuộn, hướng bốn phương tám hướng chống phun ra, Tiêu Phàm cũng vùng vẩy viêm linh chi nhận, chém ra một đao. Hai người liên thủ, nháy mắt ngay tại giày đặc quỷ vật bầy bên trong mở ra một cái thông đạo, cùng Phạm Minh cùng Vô Vi chân nhân kết hợp một chỗ, Bính lão tiên sinh dẫn đầu. Tiêu Phàm đoạn hậu, hướng Vô Tình Xuyên phía trên bay đi. Đã biết là thương khung núi thế giới ngầm quỷ vật quấy phá, cũng không cần phải ở đây tử chiến đến cùng. Nhanh chóng chạy về Cửu Hoa Thành đi thương nghị đối sách vi diệu. Chưa bay ra vực sâu, liền đã nghe đến đỉnh đầu giết tiếng điếc tai nhức óc. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, chỉ thấy Vô Tình Xuyên trên không,
vô số quỷ vật chi chi kêu to, cùng hạ thành chủ bọn người giết làm một đoàn. Thần niệm chi lực quét qua, thậm chí cảm ứng được mấy đạo không dưới nguyên anh kỳ tu sĩ linh lực ba động. Những này quỷ vật, lúc trước không biết mai phục tại nơi nào, vậy mà tránh thoát Tiêu Phàm đám người thần niệm điều tra. Đã thất dạ giới quỷ vật đã đến nơi này, nó giảo hoạt đa trí, không cần phải nhiều lời. Những này quỷ vật cũng thật sự là tà môn, vậy mà không sợ mặt trời. Vô Vi chân nhân kinh ngạc nói, ngẩng đầu nhìn lại, trên trời cao, mặt trời chói chang, cũng không phải là vẻ lo lắng khắp thiên. Địa trên mặt quỷ vật lại là mãnh liệt mà đến, cuồn cuộn không dứt. Tiêu Phàm còn từ đó ngẫu nhiên nhìn thấy ma thú thân ảnh. Chỉ là quỷ vật thực tế quá nhiều, chút ít ma thú trộn lẫn trong đó, không có chút nào dễ thấy. Quỷ vật cùng ma thú, cùng tồn tại, đây cũng là thương khung núi thế giới ngầm đặc sắc. Những này không là thuần túy quỷ vật, mà là thất dạ giới tinh thông quỷ đạo công pháp ma tu triệu hoán đi ra quỷ vật, cùng thuần túy quỷ vật có chỗ khác biệt, nhưng càng thêm khó chơi. Đất man hoang này rất nhiều yêu thú, cũng có thể bị thất dạ giới ma tu ma hóa, thành vì bọn họ đồng lõa. Vô Vi chân nhân nói, nếu như thế, chúng ta muốn mau rời khỏi nơi đây, chạy về Kim Châu Thành đi, dự làm chuẩn bị. Làm không tốt, lại là một trận mới giao diện đại chiến. Đến cùng không hổ là một phái chi tôn, suy nghĩ 10 điểm chu đáo, cùng Tiêu Phàm lo âu trong lòng, có chút nhất trí. Suy, một tiếng thê lương bi thảm im bặt mà dừng, tựa hồ là nào đó đầu ma thú bị một đao chém giết. Ngay sau đó, chính là một chút cực kỳ nổi giận quát mắng thanh âm. Vậy mà là Lăng Vân Tông tông chủ, nghe được, hắn thụ thương. Cẩn thận, những ma thú này thú huyết, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, mọi người tuyệt đối không được để thú huyết nhiễm đến. Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền nhớ tới cái này gốc dạ, không khỏi lớn tiếng kêu lên, lôi quang tháp ầm vang một tiếng, một đạo thô to phích lịch mãnh bổ đi ra, tại vô tận quỷ vật bên trong, ngạnh sinh sinh bổ ra một cái thông đạo, thân thể lóe lên, liền đến Lăng Vân Tông tông chủ bên người. Chỉ thấy vị này ngày bình thường tiên phong đạo cốt, cực có phong độ nguyên anh trung kỳ tông chủ, giờ phút này lại chật vật không chịu nổi, bên trái thân thể nát giữa một mảnh, một cỗ khó ngửi hôi chua vị xông vào mũi, đã thụ thương không nhẹ, khí tức cũng biến thành chợt mạnh chợt yếu, có phần không ổn định. Quý đạo hữu, thanh viên đan dược kia nuốt vào. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, một viên lớn bằng ngón cái tươi hồng dược hoàn nắm ở trong tay, hướng Lăng Vân Tông tông chủ thả tới. Lăng Vân Tông tông chủ bản thân cũng là tinh thông trung y chi kỹ lang trung xuất thân, bất quá tại Tiêu Phàm trước mặt, tự nhiên hay là tin phục y thánh y thuật, lập tức vội vã tiếp nhận dược hoàn, không chút do dự liền nuốt xuống, trong chốc lát, bên trái thân thể kia nóng bỏng bỏng cảm giác liền nhanh chóng tiêu trừ, không khỏi đại hỉ, hai tay ôm quyền hướng Tiêu Phàm chắp tay, nói, nhiều tạ Tiêu y thánh. Tiêu Phàm khoát tay áo, trở tay một đao bổ ra, đem một đầu lấn đến gần ma thú chém thành hai mảnh. Viêm linh trảm, nhiệt độ cao phía dưới, ma thú này ma huyết chưa tràn ra, vết thương liền bị đốt thành một đoàn cháy đen, hai mảnh xác chết cháy rơi xuống đất. Những này là quái vật gì, vậy mà như thế âm độc. Lăng Vân Tông tông chủ oán hận kêu lên, những ma thú này đều bị thất dạ giới ma công ma hóa, hung tàn vô so, hung hãn không sợ chết, không thể địch lại, ta đến đoạn hậu, đoàn người về trước Cửu Hoa Thành lại thương nghị. Tốt, mắt thấy quỷ vật cùng ma thú vô cùng vô tận vọt tới, đoàn người trong đầu đã sớm e sợ. Cũng may đám người đều trải qua chiến trận, kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, chỉ hơi một thương nghị, liền tạo thành phá vòng vây trận hình, Vô Vi chân nhân, Phạm Minh bọn người ở tại trước, Tiêu Phàm cùng Bính lão tiên sinh đoạn hậu. Bính lão tiên sinh tu vi cao nhất, Tiêu Phàm người mang trọng bảo, chính là đối phó quỷ vật lợi khí, chính là đoạn hậu nhân tuyển tốt nhất. Hắc hắc hắc, đến nơi này, còn muốn đi, quả nhiên là nằm mơ. Một trận bén nhọn quỷ tiếng khóc, chưa từng tình xuyên bên trong gào thét mà ra, hắc vụ lăn lộn, hai đoàn quỷ hỏa không ngừng nhảy vọt, thanh âm oán độc vô so. Kia trắng muốt khô lâu, là hắn hao phí vô số tâm huyết, mới tại phong ấn chi địa một chút xíu thu tập được vật liệu luyện chế mà thành, có rất nhiều diệu dụng, còn đến không kịp thi triển, liền hủy ở Tiêu Phàm thủ hạ, sao không làm hắn giận phát như cuồng. Nhất là Tiêu Phàm mười mấy năm trước còn vẻn vẹn chỉ là một tên chỉ là kim đan kỳ tiểu tu sĩ, trong nháy mắt liền cùng mình cùng các loại cảnh giới, gọi hắn như thế nào tâm phục. Huống chi Tiêu Phàm còn người mang oán linh, cửu âm bạch cốt điểm loại này trọng bảo, cũng nhất định phải thu hồi lại. Đi, Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, quát khẽ một tiếng. Phạm Minh cùng Vô Vi chân nhân đi đầu mở đường, một nhóm 9 người tương hỗ chiếu ứng, hướng Cửu Hoa Thành phương hướng tật sông mà đi. Truy, đuổi theo. Đem bọn hắn đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Quỷ tiếng khóc, chói tai vô so.
quỷ vật cùng ma thú chi chi kêu loạn, sóng sau cao hơn sóng trước, hung dữ hướng mọi người mãnh nhào tới. Chín người lại chiến lại đi, loại này phá vây chiến, muốn đối mặt chủ lực tại sau lưng, Tiêu Phàm cùng Bính Lão Tiên Sinh tiếp nhận áp lực rõ ràng so phía trước mấy người muốn nặng hơn nhiều. Bính Lão Tiên Sinh sắc mặt chấn định, trong tay quạt lá cọ một cái tiếp một cái phiến ra ngoài, chói chang sóng lửa từng cơn sóng liên tiếp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thỉnh thoảng. Mặc kệ là quỷ vật còn là ma thú, người chúng chết ngay lập tức. Tiêu Phàm hoàn toàn cảm ứng được, cái này quạt lá cọ chính là một kiện dị bảo, uy năng chi lớn, không tại pháp bảo cực phẩm phía dưới. Bính Lão Tiên Sinh uy chấn Kim Châu Thành rủ xuống 300 năm, có được dạng này sắc bén pháp bảo, chính hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá pháp bảo uy lực càng lớn, cần pháp lực hao phí thì càng nhiều. Dạng này một cái không ngừng nghỉ chút nào xuất thủ, vậy mà mảy may cũng không thấy vẻ mệt mỏi, tựa hồ thể nội pháp lực cuồn cuộn không kiệt. Tiêu Phàm không khỏi ám thầm bội phục, không hổ danh xưng Kim Châu Thành chân chính đệ nhất cao thủ, coi là thật danh bất hư truyền. Tiêu Phàm trong lòng đối Bính Lão Tiên Sinh tán thưởng có thừa, lại không biết những người khác đối với hắn lại là lại kinh lại đeo. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn lôi lóng lánh, lôi quang tháp đem 9 người đều bao phủ tại hạ, ngẫu nhiên có cá lọt lưới chạm đến lưới điện, lập tức liền hóa thành một cỗ khói xanh, trong tay Viêm Linh Chi nhận một đao tiếp một đao tật bổ mà ra, không có chút nào ngừng. Mỗi một chạm đều muốn đem bám đuôi mau chóng đuổi quỷ vật cùng ma thú thanh không ra một mảng lớn đến, uy lực to lớn, không tại Bính Lão Tiên Sinh quạt lá cọ phía dưới. Người này hơn 10 năm trước lần đầu tại Kim Châu Thành lộ diện, bị Bách Hùng Bang phá lệ mời làm khách khanh trưởng lão, bất quá là Kim Đan hậu kỳ tu vi, ra ngoài bị người đuổi giết một chuyến, chẳng những nhảy nhót tưng bừng chạy trở về, mang về 2 tên nguyên anh tu sĩ cùng mấy trăm tên thiên diệu cung nữ đệ tử, Bách Hùng Bang thực lực tăng nhiều, chính hắn còn bỗng nhiên tiến giai đến trung kỳ cảnh giới. Theo lý loại này không hiểu thấu tiến giai, hẳn là cực kỳ may mắn, chân thực cảnh giới, tối đa cũng chỉ là cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tương đương. Đồng thời còn tại vững chắc giai đoạn, ai ngờ pháp lực cư nhiên như thế hùng hồn, dường như không kém gì Bính Lão Tiên Sinh. Quả nhiên là khó có thể tin. Chương 1128, không việc gì. 9 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ ôm thành đoàn, uy lực cực lớn, quỷ vật căn bản liền ngăn không được. Mà lại kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, 2 người tiên phong, 2 người đoạn hậu, 2 người phụ trách cảnh giới tả hữu cánh an toàn, còn có 3 người là đội dự bị. Sau một khoảng thời gian, thay đổi 3 người tới làm đội dự bị, không ngừng hấp thu linh thạch bên trong linh lực đến tiến hành bổ sung. Mặc dù chưa từng tình xuyên đến Cửu Hoa Thành, coi như tốc độ bay toàn bộ triển khai, cũng cần 5-6 ngày lâu, chỉ cần trên đường đi không gặp lại mạnh hơn đối thủ, riêng là dưới mắt những này quỷ vật cùng ma thú, nhưng ngăn không được bọn hắn. Lấy nguyên anh trung kỳ tu sĩ hùng hậu pháp lực, chỉ cần có đầy đủ linh thạch bổ sung linh lực, coi như một hơi tác chiến nguyệt dư, cũng hoàn toàn có thể kiên trì. Bất quá mỗi người thần sắc đều không thoải mái. Cái này rộng lớn man hoang thế giới, chỉ sợ đều đã bị quỷ vật cùng ma thú chiếm cứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có địch nhân mới gia nhập chiến đoàn. Chỉ cần không có trở lại Cửu Hoa Thành, từ đầu đến cuối cũng không thể an tâm. Sự thật chứng minh, bọn hắn cái lo lắng này không có chút nào nhiều dư. 2 ngày sau, đầy trời hắc vụ từ bên trái đằng trước cuốn tới, trong hắc vụ là đếm không hết quỷ vật, từng cái hai mắt đỏ bừng, tàn nhẫn thị sát chi ý. Biểu lộ không bỏ sót, xa không phải bọn hắn lúc trước gặp phải những cái kia vô chi vô biết đê giai quỷ vật có thể so sánh, thần niệm chi lực đảo qua, những này quỷ vật tu vi cũng không tính là quá thấp, trong đó không ít có kim đan kỳ tiêu chuẩn. Bính Lão Tiên Sinh, làm sao bây giờ? Chính tại đi đầu mở đường vô vi chân nhân khẩn cấp hỏi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Những này quỷ vật, chính ngăn tại bọn hắn trở về Cửu Hoa Thành trên đường. Tiến lên, Bính Lão Tiên Sinh không chút do dự nói. Trong lúc này, tứ phía đều là địch nhân, trừ tử chiến đến cùng. Không còn lối của hắn, lập tức liền có mấy người trên mặt biến sắc, cái này hắc vụ đầy trời, hoàn toàn trông không đến đầu. Trong hắc vụ quỷ vật, quả thực vô cùng vô tận. Cứ như vậy cứng rắn xông đi vào, một khi bị quỷ vật vây quanh, lại nghĩ phá vây, coi như khó càng thêm khó. Lão tiên sinh, các vị đạo hữu về trước Cửu Hoa Thành, ta đến dẫn ra những này quỷ vật. Nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên nói. Cái gì, trong lúc nhất thời, đoàn người có chút chưa tỉnh hồn lại. 9 người liên thủ, đều chưa hẳn có thể từ quỷ vật trong vòng vây lao ra. Tiêu Phàm lời nói dẫn ra những này quỷ vật, là cái có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là nghĩ một người đối phó cái này vô cùng vô tận quỷ vật cùng ma thú? Không thể, mọi người chưa làm ra phản ứng, chỉ nghe một tiếng thanh thúy huýt dài, thẳng trên 9 tầng trời,
một đầu ngân dực đại bằng hư ảnh phóng lên tận trời, sắt mỏ như câu, uy phong lẫm liệt, ở giữa không trung một cái xoay quanh, đáp xuống. Chui vào Tiêu Phàm thể nội không thấy bóng dáng. Siêu, Tiêu Phàm bỗng nhiên ra tốc, đón bên trái đằng trước đầy trời hắc vụ kích bắn đi, toàn thân lôi lóng lánh, tốt không kinh người. Những nơi đi qua, hắc vụ cuồn cuộn, quỷ vật kêu thảm không ngừng. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm thân hình liền bị vô tận hắc vụ bao phủ, nhìn không thấy. Bính lão tiên sinh, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, đều hướng Bính lão tiên sinh nhìn qua. Bính lão tiên sinh sắc mặt âm trầm, quát đi. Về Cửu Hoa Thành, đã Tiêu Phàm đã trước một bước khai thác hành động, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng thoát hiểm. Lấy Bính lão tiên sinh đối Tiêu Phàm hiểu rõ, người này cố nhiên hiệp liệt chính trực, nhưng tuyệt không phải hạng người lỗ mãng, tác phong làm việc cực kỳ ổn trọng. Lập tức tám người phía bên phải bay trốn đi, tránh đi đầy trời hắc vụ. Những cái kia quỷ vật tựa hồ đối với bọn hắn không thèm để ý chút nào, vẫn chưa tiếp tục đuổi giết, mà là chen chúc lấy hướng Tiêu Phàm vị trí càn quét mà đi. Bính lão tiên sinh bọn người tốc độ bay toàn bộ triển khai, trong chốc lát liền đi phải xa. Đầy trời trong hắc vụ, Tiêu Phàm lâm vào trùng vây. Hắc hắc, Tiêu đạo hữu, đây chính là chính ngươi muốn chết. Thật không nghĩ tới, ngươi như thế ngu. Hắc vụ bên trong, hai đoàn màu đỏ quỷ hỏa lấp lánh không thôi, vang lên khổ thành chủ lại là kinh ngạc lại là thanh âm hưng phấn. Thật sao, Tiêu Phàm nhếch miệng lên, hiện lên vẻ tươi cười. Ống tay áo lắc một cái, một đoàn cho vân phi múa mà ra. Trong nháy mắt hóa vì một cái mập mạp tiểu niếp, hưng phấn đến, be be, gọi bậy. Tại linh thú điểm bên trong ngạnh sinh sinh bị giam 2 ngày, oán linh đã sớm nín hỏng. Oán linh, khổ thành chủ một tiếng kinh hô, tràn đầy tham lam chi ý. Tiêu đạo hữu, người rốt cục chịu đem oán linh giao ra, rất tốt rất tốt. Tiêu Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ oán linh tròn trịa cái đầu nhỏ. Đi thôi, be be, oán linh thân thể nhoáng một cái. Ngay tại chỗ hóa thành một đoàn lớn gần trượng tiểu nhân mây xám, hướng về phía trước cuồn cuộn mà đi. Sớm tại oán linh vừa mới hiện thân thời điểm, bốn phía quỷ vật liền đình chỉ tiến công, không ngừng cuồn cuộn lấy lui về sau, rất rõ ràng đối oán linh tràn đầy vẻ sợ hãi. Loại này trời sinh quỷ linh, trời sinh chính là các loại quỷ vật khắc tinh. Năm đó ngay cả thiên minh tử đều không muốn chính diện anh kỳ phong mang. Mây xám những nơi đi qua, quỷ vật nhao nhao bị hút vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bày trận, khổ thành chủ quát khẽ một tiếng. Trong hắc vụ lại có mấy cỗ khí tức cường đại lộ ra, vậy mà đều có nguyên anh kỳ tiêu chuẩn. Hẳn là những này quỷ vật thống lĩnh. Khổ thành chủ một mực bí mà không phát, chỉ sợ sẽ là đang đợi oán linh hiện thân. Chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, có lẽ có thể chiến thắng oán linh, cũng tuyệt đối không cách nào bắt sống cái này thiên sinh quỷ linh. Trong lúc nhất thời, hắc vụ lăn lộn, đấu làm một đoàn. Mấy ngày sau, Bính lão tiên sinh một đoàn người lông tóc không thương đến Cửu Hoa Thành bên ngoài, Diêu thành chủ vốn không nguyện mở ra phòng hộ đại trận, cuối cùng vẫn là quyết định không đắc tội cái này 8 vị cùng giai tu sĩ. Dù sao nhìn qua, Bính lão tiên sinh bọn người rất bình thường, cũng không có bị quỷ vật phụ thể. Muốn đồng thời phụ thể 8 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng không dễ dàng. Bính đạo hữu, các ngươi nhưng trở về, những ngày này, Diêu mỗ vẫn luôn tại vì các vị đạo hữu lo lắng. Siêu thành chủ tự mình nghênh đón tiếp lấy, ôm quyền nói, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, a, Tiêu đạo hữu đâu? Tại sao không có cùng các ngươi đồng thời trở về? Bính lão tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Phạm Minh trầm giọng nói, chúng ta tại vô tình xuyên tao ngộ đại lượng quỷ vật, Tiêu đạo hữu vì dẫn ra những cái kia quỷ vật, một thân một mình hành động. A, cái này như thế nào được? Quỷ vật vô cùng vô tận, rơi đơn, dù coi như ngươi công lực thông huyền, cũng là giữ nhiều lành ít. Siêu thành chủ giật nảy cả mình. Phạm Minh thở dài, nói, đây là Tiêu đạo hữu quyết định của mình. Chúng ta ai đều không ngăn trở kịp nữa, hắn liền đã hướng tiến vào quỷ vật trùng vây bên trong. Siêu thành chủ chố mắt nửa ngày, thì thào nói, không nghĩ tới Tiêu đạo hữu tuổi còn trẻ, lại dạng này lòng hiệp nghĩa. Một người hướng tiến vào quỷ vật trùng vây bên trong, hạ chàng có thể nghĩ, căn bản là một con đường chết. Đúng lúc này, một tiếng cao vút chim hót chấn động thiên địa, xa xa chân trời. Xuất hiện một đạo hắc ảnh, lập tức hướng Cửu Hoa Thành kích xạ mà tới. Đó là cái gì? Mọi người không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tựa như là một đầu đại điểu. Phút chốc, bóng đen càng ngày càng là rõ ràng, quả nhiên là một đầu chiều cao mấy trượng cự điểu, chỉ bất quá đầu này cự điểu, nhìn qua có chút quái dị, cũng chỉ là một đầu cự điểu khung xương, đã không máu thịt, cũng không lông chim, toàn thân trên dưới trụi lủi, muốn bao nhiêu quái dị liền có bao nhiêu quái dị.
Đây là cái gì, quỷ vật sao, khôi lỗi, lập tức người người giật mình, riêng phần mình ngưng thần đề phòng. Dù là cái này người liên can từng cái kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không thấy vật như vậy. Mau nhìn, vật kia bên trên còn có người, là Tiêu đạo hữu, làm sao có thể, thật sự là Tiêu đạo hữu. Thứ này, là Tiêu đạo hữu khôi lỗi. Ta tại Thần Long Uyên trên không gặp qua, Tiêu đạo hữu chính là đáp lấy cái này xương chim tránh né Huệ Thiên Hào truy sát. Vô Vi chân nhân rất khẳng định nói, mọi người tại chỗ, hắn là duy nhất thấy Tiêu Phàm ngồi cưỡi xương chim. Cũng không quá kinh ngạc. Chỉ bất quá khi đó hắn coi là cái này xương chim là Thiên Diệu tiên tử luyện hóa khôi lỗi, cũng không cho rằng Tiêu Phàm chỉ là một tên sơ kỳ tu sĩ. Liền có thể có được nghịch thiên như vậy đồ vật. Lúc này, mọi người cũng đã thấy rõ ràng. Xương trên lưng chim đứng, quả nhiên là Tiêu Phàm. Vô Vi đạo huynh, người thật gặp qua thứ này. Ta thế nào cảm giác, thứ này đã không giống như là khôi lỗi, cũng không giống là vật sống. Siêu thành chủ nói, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thấy thế nào cái này xương chim đều giống như cái quỷ vật. Thân là Cửu Hoa Thành thành chủ, hắn đương nhiên phải so mọi người càng thêm thận trọng mấy phân. Vạn nhất Tiêu Phàm đã bị quỷ vật phụ thể, tùy tiện thả hắn vào thành, có thể thật lớn không xong. Vô cùng vô tận quỷ vật chen chúc mà tới, đoàn người ngay cả chạy trối chết cơ hội đều không có. Lúc này, Tiêu Phàm đã đến Cửu Hoa Thành trên không, ống tay áo lắc một cái, đem xương chim thu nhập trong không gian giới chỉ, chậm rãi lơ lửng tại giữa không trung. Ôm quyền nói, các vị đạo hữu, ta trở về, mời Diêu thành chủ mở ra cấm chế. Diêu thành chủ nhìn trời vừa chắp tay, nói Tiêu đạo hữu, không phải là Diêu mỗ không tin được ngươi, thực tế là quan hệ đến hợp thành an nguy, Diêu mỗ không thể không cẩn thận chút. Tiêu Phàm cười cười, bỗng nhiên nâng tay phải lên, hư không hướng xuống nhấn một cái, lập tức một cỗ to lớn cự lực chậm rãi đè xuống, cả tòa hộ thành đại trận đều nhẹ nhàng nhoáng một cái, quang mang chớp loạn. Là Tiêu đạo hữu. Bính lão tiên sinh trầm giọng nói, ngữ khí 10 điểm kiên định. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, từ cũng có thể từ cái này cố cự lực bên trong cảm nhận được cực kỳ thuần chính hạo nhiên chính khí, đường hoàng chính đại, không mang mảy may tà khí. Nếu rơi vào tay quỷ vật phụ thể, quả quyết khó mà thi triển dạng này thuần túy chính đạo công pháp. Siêu thành chủ nhẹ nhàng thở phào một cái, tay cầm lệnh bài, đem hộ thành đại trận mở ra một mảnh nhỏ khu vực, Tiêu Phàm chậm rãi hạ xuống. Vô Vi chân nhân lập tức nhao nhao tiến lên chào hỏi, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại từ khác biệt. Lúc trước chỉ là minh hữu ở giữa khách khí, kinh lịch kề vai chiến đấu về sau, nhất là Tiêu Phàm lấy không biết sợ tinh thần, chủ động dẫn ra quỷ vật, để bọn hắn bình yên trở về Cửu Hoa Thành, phần tình nghĩa này lập tức không giống bình thường, lẫn nhau đều cảm thấy thân cận mấy phân. Bất quá đối với Tiêu Phàm có thể bình yên thoát hiểm, đoàn người hay là đầy cõi lòng ý tò mò. Tiêu Phàm mỉm cười nói đến cũng nhờ có tại hạ cỗ kia trời chim hài cốt, luyện hóa về sau, tốc độ bay không chậm, quỷ vật tuy nhiều, tùy tiện nhưng cũng không đuổi theo kịp. Lời nói này phải có chút mập mờ, cũng không có giải thích ngày đó chim hài cốt luyện hóa về sau rốt cuộc là thứ gì, không qua mọi người một cách tự nhiên đem xem như khôi lỗi. Hài cốt trùng sinh dạng này sự tình, bình thường còn là rất khó khiến người tiếp nhận. Không qua mọi người tận mắt chứng kiến xương chim tốc độ bay về sau, ngược lại là đối này tin tưởng không nghi ngờ. Vật kia tốc độ cao nhất phi đột, thế nhưng là ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều không đuổi theo kịp. Lập tức mọi người hướng phủ thành chủ mà đi. Chương 1129, lại về Nhạc Tây. Nửa tháng sau, Tiêu Phàm một thân một mình, xuất hiện tại Hồng Vụ Thành. Hồng Vụ Thành là Quý Minh Quốc Đô Thành, cũng là Lệ Thú Sơn Mạch phía Tây, Nhạc Tây địa khu số ít mấy cái có siêu cấp truyền tống trận thông hướng Nam Châu Đại Lục Thành Thị. Từ khi ngàn năm trước đó phát sinh đại quy mô không gian đổ sụp về sau, thông hướng Nam Châu Đại Lục truyền tống trận cũng chỉ còn lại có hai cái. Một cái tại Hồng Vụ Thành, một cái khác thì tại Cực Tây Chi Địa, khoảng cách Hồng Vụ Thành còn có hơn ngàn nghìn dặm xa. Bởi vì là siêu cấp truyền tống đại trận giữ gìn không dễ, truyền tống phí tổn càng là một cái kinh người số lượng, không phải đại thương gia, chả không nổi dạng này đại giới. Vì vậy từ ngàn năm nay, Nhạc Tây địa khu cùng Nam Châu Đại Lục giao lưu, càng ngày càng ít. Không sai biệt lắm bị Nam Châu Đại Lục tu chân đồng đạo triệt để quên đi. Cho nên, khi Tiêu Phàm một thân một mình muốn khởi động truyền tống trước đại trận hướng Nhạc Tây địa khu thời điểm, phụ trách truyền tống đại trận quản lý tên kia Nguyên Anh tu sĩ cho là mình nghe lầm. Nếu không phải xem ở Tiêu Phàm chính là một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, liền muốn trực tiếp đem Tiêu Phàm oanh ra ngoài. Ai kiên nhẫn cùng đầu óc không thanh tỉnh người vô ích. Liền xem như những cái kia tài hùng thế lớn siêu cấp thương gia. Đa số thời điểm cũng là hợp lại cùng nhau sử dụng truyền tống trận, lấy chia sẻ truyền tống khổng lồ phí tổn.
Vị này truyền tống trận người quản lý cũng là một mảnh hảo tâm, nói cho Tiêu Phàm, dựa theo lệ cũ, ước chừng 2 tháng sau, sẽ có mấy cái đại thương gia sử dụng truyền tống trận, tiến về Nhạc Tây địa khu buôn bán. Tiêu Phàm không ngại chờ một chút, đến lúc đó cùng mọi người cùng nhau đi, chỉ cần tốn hao vô cùng một linh thạch, nếu như sử dụng truyền tống trận nhiều người, thậm chí còn có thể càng tiết kiệm chút. Đối với người tu chân đến nói, 2 tháng quả nhiên là lóe lên liền biến mất, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Tiêu Phàm lại không chút do dự cự tuyệt hảo ý của hắn, lập tức giao nhận truyền tống phí tổn, để hắn lập tức khởi động truyền tống trận. Hắn muốn ngay lập tức chạy tới Nhạc Tây địa khu, lớn như vậy bút linh thạch giao ra, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, quả nhiên là tài đại khí thô cực kỳ. Từ trước tới nay, thông hướng Nhạc Tây địa khu siêu cấp truyền tống trận lần thứ nhất vì một cái người mở ra. Không lâu sau đó, Tiêu Phàm thân ảnh, ngay tại Hồng Vũ Thành truyền tống đại trận bên trong hiển hiện ra. Mặc dù truyền tống khoảng cách rất xa, nhưng thể nội có Càn Khôn đỉnh, hộ thân, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả truyền tống lệnh bài đều không cần sử dụng, đi ra truyền tống trận thời điểm một mặt nhẹ nhõm, không có nửa phân mê muội cảm giác không khỏe. Khi tiến vào truyền tống trận thời điểm, Tiêu Phàm liền đã đeo lên Thiên Huyễn Diện. Huyễn hóa thành một người trung niên văn sĩ, đi ra truyền tống trận thời điểm, càng đem tu vi của mình áp chế ở Kim Đan hậu kỳ. Hắn biết rõ, Nhạc Tây địa khu không so Nam Châu đại lục, một tên nguyên anh tu sĩ đã là không tầm thường tổ sư, vô luận đi ở nơi nào. Đều diễu võ dương oai, không ai bì nổi. Mà nguyên anh trung kỳ tu sĩ càng là phượng mao lân giác, thậm chí đã có thể xưng một nước chi tôn. Tỷ như toàn bộ Nhạc Tây quốc, nguyên anh trung kỳ tu sĩ bất quá chỉ là 2 người mà thôi, danh xưng Nhạc Tây quốc thứ nhất tu sĩ Hắc Ma giáo chủ Hắc Ma Vương, cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi. Nếu như hắn tại Hồng Vũ Thành hiển lộ ra nguyên anh trung kỳ tu vi, chỉ sợ lập tức liền sẽ huyên náo sôi trào dương dương. Dư luận xôn xao, một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, tại Nhạc Tây địa khu địa vị cũng đã đủ cao. Bất quá, khi nhìn thấy truyền tống trận đi ra vẻn vẹn chỉ có Tiêu Phàm một nhân chi lúc, vẫn là để Phương Thành không hiểu thấu đây là có chuyện gì. Chẳng lẽ không phải là một đống người truyền đưa tới a? Dĩ vãng mỗi lần đều như vậy, chưa bao giờ thấy qua một người sử dụng truyền tống trận. Không phải là truyền tống quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Thế nhưng là truyền tống trận hết thảy bình thường, cũng không có bất kỳ không ổn nào a. Thẳng đến Tiêu Phàm đi đến trước mặt, Phương Thành mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hai tay liền ôm quyền, nói, mỗi võ cửa Phương Thành, thấy qua đạo hữu. Thỉnh giáo bạn cao tính đại danh, từ nơi nào đến Hồng Vũ Thành có gì muốn làm. Người này có trong kim đan kỳ tu vi, nhìn qua, làm việc cũng còn ổn trọng. Tại hạ Phạm Lâm, từ Nam Châu đại lục Hoắc Sơn quốc Kim Châu Thành mà tới. Đến Hồng Vũ Thành chính là mượn đường, muốn đi trước Nhạc Tây quốc. Mong rằng Phương đạo hữu tạo thuận lợi, Tiêu Phàm mỉm cười đáp, câu trả lời này chung quy chung củ, tự nhiên là đã sớm nghĩ tốt lắm. Phương Thành lập tức hỏi, lần này chỉ có Phạm đạo hữu một người truyền tống mà đến a? Những người khác đâu? Tiêu Phàm vẫn như cũ mỉm cười nói, lần này truyền tống cũng chỉ có Phạm mỗ một người. Phương Thành không khỏi giật nảy cả mình, không chịu được lần nữa cẩn thận đại lượng lên Tiêu Phàm tới. Khởi động truyền tống trận một lần, cần bao nhiêu linh thạch, hắn nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Loại này siêu viễn cự ly truyền tống, phổ thông tu sĩ kim đan coi như cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể góp đủ truyền tống một lần linh thạch. Không ít nguyên anh lão quái, cũng muốn kết bạn đồng hành, lấy tiết kiệm linh thạch chi tiêu. Cái này họ Phạm tu sĩ kim đan, vậy mà nói hắn một thân một mình bắt đầu dùng truyền tống trận, quả thực chính là lẽ nào lại như vậy. Tiêu Phàm Nguyên cũng biết, một người truyền đưa tới khẳng định sẽ khiến phiền toái như vậy, nhưng 2 tháng hắn thực tế là đợi không được. Toàn bộ man hoang thế giới đã thối nát, Nhạc Tây quốc gần sát lệ thú sơn mạch, càng không biết biến thành gì cùng bộ dáng. Nhất là Thiên Thai Thành liền lệ thú sơn mạch một bên, khoảng cách bất quá mấy chục ngàn bên trong, càng là đứng mũi chịu sào. Lại cùng 2 tháng, thật không biết Trần Dương sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thậm chí, hiện tại Trần Dương có phải là bình yên vô sự, đều rất khó nói. Phạm đạo hữu có không phải đại sự gì, như vậy vội vã đi Nhạc Tây quốc. Ta nhìn đạo hữu tu luyện công pháp đường hoàng chính đại, không giống như là ma đạo tu sĩ. Chốc lát, Phương Thành hỏi, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới, Nhạc Tây quốc cùng Quý Minh quốc cũng không hữu hảo, năm đó Nhạc Tây quốc 9 đại ma tông, liên thủ đem mặt khác chính đạo tông môn đều đuổi ra Nhạc Tây quốc, mà Quý Minh quốc thì là chính đạo tông môn chiếm thượng phong. Mỗi võ cửa càng là Quý Minh quốc chính đạo tông môn minh chủ. Nhạc Tây quốc đã bị ma đạo tông môn chiếm cứ,
Vì vậy Phương Thành vừa nghe nói Tiêu Phàm muốn đuổi hướng Nhạc Tây Quốc, lập tức liền đề phòng. Lập tức Tiêu Phàm ôm quyền nói, Phương huynh hiểu lầm, tại hạ tuyệt không phải ma đạo tu sĩ, chỉ là có chút tư nhân sự vụ, tất phải lập tức chạy tới Nhạc Tây Quốc. Mời Phương huynh tạo thuận lợi, nói, ống tay áo lắc một cái bình ngọc nổi lên, mỉm cười đưa tới Phương Thành trong tay. Phương Thành hơi nghi hoặc một chút tiếp tới, trong mắt cảnh giác chi ý không chút nào giảm, bất quá cũng tịnh không lo lắng Tiêu Phàm đùa nghịch hoa dạng gì. Cần biết đây là đang Hồng Vũ Thành, mỗi võ cửa tổng đàn sở tại địa, hắn một cái Nam Châu Đại Lục đến nơi khác tu sĩ, một thân một người, còn sợ hắn có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đến. Phương Thành mở ra nắp bình ngọc, một cỗ nồng đậm mùi thuốc xông vào mũi, mang theo một chút cay độc kích thích hương vị, Phương Thành nghi ngờ hai mắt bỗng nhiên trừng phải tròn căng. Lộ ra không dám tin thần sắc, kêu lên, đây là Tiểu Vu Linh Đan, mặc dù hắn là ngỗi võ cửa đệ tử, cùng Nhạc Tây Quốc Vu Linh Cốc không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng Tiểu Vu Linh Đan, đại danh, lại là như sấm bên tai. Tại Hồng Vũ Thành dưới mặt đất trong phường thị, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Tiểu Vu Linh Đan bán ra, mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ. Phương Thành đã từng hoa gần một nửa tích xúc, mua xuống một bình Tiểu Vu Linh Đan, sau khi ăn vào, quả nhiên lớn có hiệu quả. Công lực lớn tiến vào, liền đột phá này sơ kỳ bình cảnh, bước vào trung kỳ cảnh giới. Chỉ tiếc hắn tài lực có hạn, Tiểu Vu Linh Đan lại cực kỳ hiếm có, từ đó về sau, liền không còn có mua qua loại này dược tính cực kỳ mãnh liệt linh đan. Bằng không mà nói, tu vi khẳng định sẽ còn càng thượng tầng lâu. Vì vậy, Phương Thành đối Tiểu Vu Linh Đan tính được hết sức quen thuộc, vừa nghe phía dưới, liền nhận ra được. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, chỉ cần người này nhận biết Tiểu Vu Linh Đan, vậy liền rất tốt, bớt hắn không ít miệng lưỡi. Không có bất kỳ cái gì một vị kim đan kỳ tu sĩ, có thể ngăn cản được Tiểu Vu Linh Đan sao sao. Nhất là kim đan hậu kỳ trở xuống, Tiểu Vu Linh Đan tăng tiến vào công lực hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cái này Tiểu Vu Linh Đan, vẫn là hắn năm đó còn dư lại, hắn tiến giai quá nhanh, Tiểu Vu Linh Đan thậm chí không kịp ăn hoàn tất, còn có không ít còn lại. Về phần Cơ Khinh Sa, Tiêu Phàm chuyên môn vì nàng luyện chế càng thêm thích hợp đan dược. Tiểu Vu Linh Đan Cơ Khinh Sa ngược lại là không dùng được, vừa vặn lấy ra, hối lộ, một chút cái này họ Phương. Đã hắn là quản truyền tống trận, tương lai trở về Nam Châu Đại Lục thời điểm, cái tầng quan hệ này cũng cần dùng đến. Bây giờ Tiêu Phàm, sớm đã giàu đến chảy mỡ, cũng không thèm để ý chỉ là một bình kim đan kỳ tu sĩ phục dụng đan dược. Phạm huynh, người cái này là ý gì? Phương Thành miệng bên trong hỏi thăm, trong tay lại gắt gao bắt lấy kia bình ngọc, cũng không tiếp tục chịu buông ra. Cái này một bình Tiểu Vu Linh Đan, trọn vẹn bù đắp được hắn một nửa thân gia. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Phương huynh vất vả, chỉ là một bình đan dược, không thành kinh ý. Ngày sau Phạm mỗ muốn trở về Nam Châu Đại Lục, còn có muốn phiền phức Phương huynh thời điểm. Phương Thành cũng là khéo léo người, nghe vậy không nói hai lời, cổ tay khẽ đảo, Linh Đan liền thu tiến vào chữ vật vòng tay bên trong, vừa rồi đề phòng cùng cảnh giác sớm đã ném đến lên 9 tầng mây. Cười rạng rỡ, tựa hồ cùng Tiêu Phàm quan hệ lập tức liền thân cận, một chàng tiếng nói, dễ nói, dễ nói. Đây là Phạm huynh lệnh bài, mời Phạm huynh cất kỹ. Có mặt này khách quý bài, cái này Hồng Vũ Thành bên trong đại đa số địa phương, tận có thể đi được. Nói, đem một mặt tinh xảo bạch ngọc lệnh bài, hai tay đưa cho Tiêu Phàm. Đa tạ Phương huynh, Phạm huynh không cần phải khách khí. Phạm huynh vừa rồi lời nói, từ Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành mà đến. Chẳng lẽ chính là danh xưng thuật kỳ hoàng có 102 thiên hạ Kim Châu Thành? Phương Thành hỏi, Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Phương huynh cũng đã được nghe nói Kim Châu Thành a, làm sao chưa nghe nói qua? Kim Châu Thành tại chúng ta Quý Minh Quốc thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, tất cả mọi người nghe nói qua. Nguyên lai Phạm huynh là Kim Châu Thành tu sĩ, trách không được như thế đại thủ bút. Phương Thành liên tục gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tại Kim Châu Thành, cái gì linh đan rượu dược không có. Khó trách vừa ra tay chính là một bình Tiểu Vu Linh Đan, thật không hổ là tu chân thánh địa a, nơi nào là Nhạc Tây địa khu cái này vắng vẻ chi địa tu sĩ nghèo sĩ nhưng nhìn theo bóng lưng. Tiêu Phàm liền cười, tại tu sĩ nghèo sĩ trong mắt, tất cả địa phương khác đều là giàu đến chảy mỡ, đầy đất linh thạch. Duy chỉ có hắn đợi địa phương là nghèo nhất, nhất không có tiền đồ. Phương Thành lập tức nói, lại không biết Phạm huynh muốn đi Nhạc Tây quốc làm cái gì. Nơi đó bây giờ cũng không quá hòa, Tiêu Phàm song mi có chút một dương, đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy một bóng người kích xạ mà đến, truyền tiến vào truyền tống đại điện, chưa đứng vững thân thể, liền giật ra giọng kêu lớn, Phương sư đệ, thế nhưng là còn sư thúc từ Kim Châu Thành về đã đến rồi sao?
Chương 1130, 10.000 năm định gió quả. Chỉ thấy người này dáng người cao gầy, như cùng một cái cây gậy trúc cũng như, mảnh cổ khiêng cái đầu to, ngoại hình muốn bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười, nhưng lại có kim đan hậu kỳ tu vi, đồng thời đã đạt đến tại kim đan hậu kỳ cảnh giới đại thành, công lực ở xa Phương Thành phía trên. Đối cái này đại đầu nhân, Phương Thành không dám chút nào lãnh đạm, bước nhanh tiến ra đón, ôm quyền thở dài, cung kính thanh âm, nhị sư huynh. Đại đầu nhân đối Phương Thành thái độ liền rất tùy ý, cũng không đáp lễ, chỉ là hơi khoát tay chặn lại, ánh mắt nhanh chóng tại Tiêu Phàm trên mặt đảo qua, lập tức lộ ra cực kỳ thần sắc thất vọng. Phương Thành bận bịu tức hạ thấp giọng hỏi, nhị sư huynh, có phải là sư phụ bệnh? Đại đầu nhân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hừ, một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Phương Thành cũng ý thức được mình không nên ở trước mặt người ngoài nói đến sư phụ bệnh tình, chỉ là đã mở miệng, liền nhịn không được nói, nhị sư huynh, vị này Phạm Đạo Hiếu, cũng là từ Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành đến, có lẽ là vị lang trung cũng khó nói. Đại đầu nhân vốn đã dự định quay người rời đi, nghe xong lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, ánh mắt rất là hùng hổ dọa người. Tiêu Phàm mặt mang mỉm cười, không chút phật lòng. Phạm Đạo Hữu là từ Nam Châu Đại Lục Kim Châu Thành đến. Cũng là lang trung, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói tại hạ đúng là từ Kim Châu Thành đến, hiểu sơ thuật kỳ hoàng. Quá tốt, đi, lập tức theo ta đi thấy sư phụ. Đại đầu nhân lập tức mừng rỡ, kêu lên, cánh tay duỗi ra, liền đi bắt Tiêu Phàm thủ đoạn. Tiêu Phàm dưới chân nhẹ nhàng trượt đi, liền đến vài thước bên ngoài, khó khăn lắm tránh đi một chảo này, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Bất động thanh sắc nói, vị đạo hữu này không khỏi quá gấp gáp, có chuyện gì? Mời nói trước rõ ràng, đại đầu nhân lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, không chịu được gãi gãi đầu ra. Vừa cười vừa nói, thật xin lỗi a, Phạm Đạo Hữu, là ta quá gấp gáp, xin ngươi đừng trách móc, ta đủ hưng tử chính là như thế cái tính nết. Tại hạ cũng là ngỗi võ cửa đệ tử, gia sư chính là ngỗi võ cửa đương đại môn chủ Triệu Thiên Khuê, vô ý nhiễm việc gì, ngay tại rộng mời danh y. Phạm Đạo Hữu nếu là Kim Châu Thành đến lang trung, khẳng định y thuật cao minh. Mời Phạm Đạo Hữu đi cho gia sư nhìn một cái, như thế nào? Tiêu Phàm nhíu mày nói, xin thứ cho tại hạ khó mà tòng mệnh. Tại hạ có việc gấp, tất phải lập tức chạy tới Nhạc Tây Quốc. Nhạc Tây Quốc, Tiêu Phàm lời còn chưa nói hết, Đủ Hưng Tử liền kêu to đánh gãy hắn. Phạm Đạo Hữu tại sao phải vội vã đi Nhạc Tây Quốc? Chẳng lẽ người cùng Nhạc Tây Tông Môn, có quan hệ gì à? Bất quá ta nhìn Phạm Đạo Hữu tu luyện chính là rất đường hoàng chính đại chính đạo công pháp, phải cùng Nhạc Tây Quốc Tông Môn không có gì liên quan à? Người này quả nhiên ở xa Phương Thành phía trên, có thể rất nhẹ nhàng cảm ứng được Tiêu Phàm trên thân chính đạo khí tức. Không dối gạt Tề Đạo Hữu nói, tại hạ có một vị bằng hữu ở tại Thiên Thai Thành. Ta muốn đi tìm nàng. Thiên Thai Thành, lần này, lại là Đủ Hưng Tử cùng Phương Thành cùng kêu lên kinh hô. Tiêu Phàm cảm thấy kỳ quái, hỏi ngược lại, đúng vậy a, có gì không ổn a? Phương Thành không khỏi nở nụ cười khổ, nói, Phạm Đạo Hữu đường xa mà đến, sợ là còn không rõ ràng lắm đi, hiện nay. Đã không có Thiên Thai Thành, Tiêu Phàm sắc mặt lập tức biến. Thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng vô so. Trên thân càng là bỗng nhiên lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ, trầm giọng nói, đây là ý gì? Đối mặt bất thình lình áp lực thật lớn, Đủ Hưng Tử cùng Phương Thành không chịu được đồng loạt lui về sau một bước, cái này thân hình vừa đứng vững, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt trở nên lại kinh lại đeo, Phương Thành vội vã liên tục khoát tay, nói, Phạm Đạo Hữu không nên hiểu lầm, trước đó không lâu, Lệ Thú Sơn Mạch bỗng nhiên bộc phát ma thú thú triều, đếm không hết ma thú. Bỗng nhiên từ sơn mạch bên trong sông ra, vượt qua Lệ Thú Hoang Nguyên, công kích Thiên Thai Thành. Mặc dù Thiên Thai Tông tiến hành chống cự, bất đắc dĩ ma thú số lượng thực tế quá nhiều, trong đó còn có không ít hóa hình kỳ cao giai ma thú, Thiên Thai Tông ngăn cản không nổi, liền bỏ thành mà đi, bây giờ Thiên Thai Thành đã biến thành ma thú xảo huyệt. Bỏ thành mà đi, kia Thiên Thai Tông người đâu, thế nào rồi? Tiêu Phàm ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm hỏi. Ma thú công thành thời điểm, chiến tử một bộ phân. Nhưng là về sau Nhạc Tây Quốc cái khác ma tông đuổi đi cứu viện, đại bộ phận phân Thiên Thai Tông đệ tử hay là an toàn rút đến Ma Diễm Thành, chỉ bất quá, nghe nói Thiên Thai Tông tông chủ mang trọng thương. Cũng không biết là thật là giả. Phương Thành vội vàng đáp, lại có chút hiếu kỳ hỏi một câu, Phạm Đạo Hữu bằng hữu là Thiên Thai Tông đệ tử a? Nghe nói Ninh Khinh Ngữ mang trọng thương, Tiêu Phàm một trái tim liền chìm xuống dưới, lúc này liền ôm quyền, nói, hai vị, cáo từ. Dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn rời khỏi truyền tống đại điện. Phạm Đạo Hữu,
Đủ Hưng Tử kêu lên. Tiêu Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một chút. Phạm đạo hữu, người bộ dáng này đi Ma Diễm Thành, nhưng là không được. Ngươi là Nam Châu Đại Lục tu sĩ, có lẽ không hiểu nhiều Nhạc Tây Quốc tình huống, giống như ngươi tu sĩ chính đạo, tại Nhạc Tây Quốc thế nhưng là không thế nào được hoan nghênh. Nơi đó, là ma đạo địa bàn. Lại nói, bằng hữu của ngươi tại Thiên Thai Thành, nếu như lúc trước ma thú công thành lúc hắn không có việc gì, vậy bây giờ đợi tại Ma Diễm Thành, tạm thời cũng là an toàn, Phạm đạo hữu không cần gấp tại nhất thời. Nếu như vạn vừa đã xảy ra chuyện, Phạm đạo hữu hiện tại chạy tới, kia cũng không kịp. Mời Phạm đạo hữu đi trước cho gia sư nhìn một cái, cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Nếu thật là chữa khỏi gia sư bệnh, ta Ngỗi Võ Cửa có thể cam đoan Phạm đạo hữu tại Ma Diễm Thành an toàn. Liền xem như Hắc Ma giáo, cũng cần mua chúng ta Ngỗi Võ Cửa mấy phần mặt mũi. Cái này đại đầu nhân bề ngoài xấu xí vô so, tâm tư lại 10 điểm kín đáo, phân tích phải đạo lý rõ ràng. Tiêu Phàm song mi nhăn lại, đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy bên kia truyền tống trận. Đột nhiên lại ông ông chấn vang lên, hiện lên bạch sắc quang mang, vậy mà lại có người truyền đưa tới. Theo Tiêu Phàm biết, truyền tống trận truyền tống khoảng cách càng xa, khoảng cách thời gian lại càng dài. Một chút tương đối thô giáp siêu cấp truyền tống trận, khởi động một lần về sau, lại muốn hơn mấy tháng mới có thể khởi động lần thứ hai. Tỷ như Thiên Nhai Thành truyền tống đến Đô Lương Thành siêu cấp truyền tống trận, chính là như thế. Nhưng truyền tống khoảng cách hơi ngắn lời nói, khoảng cách thời gian liền ngắn. Nếu như pháp trận bố trí được 10 điểm tinh xảo, sử dụng cao cấp hơn linh thạch, như vậy trong khoảng thời gian ngắn liên tục khởi động mấy lần, cũng có thể. Tiếp thu là không có hạn chế. Chỉ bất quá, bên kia không phải rõ ràng nói, muốn 2 tháng về sau, mới có người muốn truyền tống đến Hồng Vũ Thành tới sao, làm sao nửa canh giờ không đến, lại khởi động lần thứ 2 truyền tống. Chẳng lẽ những cái kia đại thương nhân sớm đến rồi? Sau một lát, kia trong truyền tống trận bóng người rõ ràng, vậy mà cũng chỉ có một người. Cùng Tiêu Phàm đồng dạng, là một mình truyền đưa tới. Là còn tiền bối, Đủ Hưng Tử cùng Phương Thành đều thất kinh, vội vàng hướng na bên cạnh nghênh đón. Rất nhanh, một cái chừng 50 tuổi nam tử trung niên tại trong truyền tống trận hiện thân mà ra, một thân gừng trường bào màu vàng, mặt vuông tai lớn, mặt mũi tràn đầy phúc tướng, bụng cũng là tròn cổ cổ hướng ngoại lồi ra, thấy thế nào đều là tên phàm tục thế giới đại trưởng quỹ, thực tế không giống như là một tên tu chân cao thủ. Bất quá trên người người này lại lộ ra nguyên anh sơ kỳ tu sĩ linh áp. Tại Nhạc Tây địa khu, đây chính là tổ tông cấp, đại nhân vật. Còn tiền bối trở về rồi. Còn tiền bối, 10.000 năm định gió quả tới tay rồi sao? Đủ Hưng Tử vội vã tiến lên kho người tới đất, ngay cả nửa câu hàn huyên khách khí đều không có, liền đi thẳng vào vấn đề. Còn tiền bối mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nói, 10.000 năm định gió quả dạng này khó gặp linh dược. Nơi nào là dễ dàng như vậy đoạt tới tay. Đủ Hưng Tử lúc đầu đầy cõi lòng kỳ vọng, nghe còn tiền bối kiểu nói này, lập tức như là rơi vào trong hầm băng, toàn thân đều lạnh lão một nửa, vội vã nói, thế nhưng là còn tiền bối, không có 10.000 năm định gió quả, kia định thần đan liền phối trí không ra, sư phụ ta bệnh tình, chẳng phải là muốn trì hoãn rồi sao? Mắt thấy ma thú liền muốn giết tới, cái này lại như thế nào cho phải? Phương Thành cũng lo lắng nói, đúng vậy a, còn tiền bối. Chẳng lẽ tại Kim Châu Thành, cũng tìm không thấy 10.000 năm định gió quả a? Hừ, ngươi cho rằng Kim Châu Thành thuốc gì đều có. Ta thế nhưng là đem Kim Châu Thành 7 đại y quán đều chạy đến, bọn hắn mỗi một nhà tổ chức giao dịch hội ta cũng tham gia, ai cũng không có 10.000 năm định gió quả bán ra. Dạng này linh dược, dù coi như tại Kim Châu Thành, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn tiền bối trầm mặt, tâm tình cũng thật không tốt. Đủ Hưng Tử cùng Phương Thành liếc nhau. Thần sắc thất vọng đến cực điểm. 10.000 năm định gió quả mặc dù có thể ngộ nhưng không thể cầu, 5.000 năm hơi thở gió cây, ngược lại là tìm được một đoạn, cũng có thể tạo được tác dụng nhất định. Chúng ta về trước đi, nhìn thấy Triệu sư huynh lại nói. Tốt tốt, hai người tất nhiên là liên tục gật đầu, luôn miệng đáp. Chậm đã, lúc đầu cũng định muốn đi Tiêu Phàm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ba người đồng loạt nhìn sang, Tiêu Phàm nhíu lại lông mày. Trầm giọng nói, định gió quả cùng hơi thở gió cây, mặc dù dược hiệu có chỗ giống nhau, nhưng chỗ rất nhỏ có phần có sự khác biệt. Mà lại 5.000 năm hơi thở gió cây cùng 10.000 năm định gió quả, hiệu quả nhất là không giống. Nhất định không thể trồng sen nói chuyện, lung tung làm thuốc. Không cẩn thận, chẳng những chị không được bệnh, ngược lại sẽ lầm đại sự. Tiêu Phàm trong lòng quải niệm Trần Dương an nguy, chỉ muốn cấp tốc chạy tới Ma Diễm Thành, vốn không đợi nhiều chuyện, nhưng mà những người này không hiểu y đạo. Lỗ mãng liền muốn lấy hơi thở gió cây thay thế định gió quả làm thuốc,
làm không tốt liền sẽ chết người, thầy thuốc nhân tâm, Tiêu Phàm lại là không thể ngồi yên không lý đến. Ngươi là ai? Còn tiền bối tâm tình cực kém, không khách khí chút nào hỏi. Tại hạ Phạm Lâm, cũng là từ Kim Châu Thành đến, gặp qua còn đạo hữu. Nói, ôm quyền chắp tay, lập tức nói, còn đạo hữu, thuốc không thể loạn phối, nhất là đã ngoài ngàn năm linh dược, dược tính cực mạnh, càng không thể tùy tiện dùng linh tinh. Huống hồ, Triệu Môn chủ đến cùng bị bệnh gì, thế mà muốn dùng đến 10.000 năm định gió quả. Loại này dược, dược hiệu cố nhiên cực dai, nhưng độc tính cũng là cực liệt, hơi một vô ý, bệnh nhân liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Bình thường lang trung, cũng không dám mở dạng này đơn thuốc. 10.000 năm định gió quả, tính được là cường liệt nhất trấn tĩnh thuốc. Chỉ có tại cực phẩm ngưng thần định tính đan trong dược, mới có thể dùng được một viên nhỏ. Ngay cả Tiêu Phàm luyện đan thời điểm, đối với mấy cái này thuốc vận dụng đều cực độ cẩn thận. Không nghĩ tới tại cái này vực ngoại man hoang chi địa, thế mà cũng đụng phải có can đảm lấy 10.000 năm định gió quả làm thuốc lang trung, hơn nữa còn định dùng 5.000 năm hơi thở gió cây đi thay thế. Quả thực để Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1130.